siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 2. La Quân con hàng này không tim không phổi, nơi nào sẽ có lòng tự trọng có thể thương tổn. Hắn tiếp lấy liền xoay người đi dạo đến Tổng Giám Đốc trong văn phòng. Tổng Giám Đốc trong văn phòng, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi đều thuộc về nghỉ trưa trạng thái. Hai vị mỹ nữ tư thế ngủ chọc người. La Quân đẩy cửa ra lặng yên đi vào. Tống Nghiên Nhi ngủ văn nhã một số, mà Đường Thanh thì là ngửa nằm trên ghế salon, nàng mặc là váy, hai chân bất chi bất giác chuyển hướng. La Quân rón rén nhìn sang, bất quá để hắn thất vọng là, Đường Thanh mặc an toàn khố. Cũng chính là vào lúc này, Đường Thanh tỉnh lại, nàng mở mắt ra đã nhìn thấy lén lén lút lút La Quân. Lập tức, nàng cũng ý thức được chính mình lộ hàng. Lập tức ngồi xuống, ôm ngực cả giận nói, CS La Quân, người cái thối lưu manh đang làm gì? La Quân nghiêm túc nói, há, ta chính là muốn nghiệm chứng dưới, người đến đệm không có đệm. Đường Thanh đỏ bừng khuôn mặt, cả giận nói, qua ngươi nha, bản cô nương đệm không có đệm liên quan gì đến ngươi. Tống Nghiên Nhi cũng bị đánh thức, gặp hai người này lại bóp đứng lên, không khỏi một trận bất đắc dĩ. La Quân lại là tự biết đối lý, liền nói ra, ta thì quan tâm một chút, người đừng kích động a. Ta đi ra ngoài trước a. Gia hỏa này nói xong cũng chuẩn bị cụp đuôi rời khỏi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Người thanh niên này ăn mặc áo sơ mi trắng, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Xem xét cũng là có thể nhận thầu cá Đường bá đạo tổng giám đốc. Thanh niên này khí chất sắc bén, bước đi trầm ổn, trong mắt thần quang nội liếm, nghiễm nhiên chính là nội gia quyền cao thủ. La Quân lập tức dừng bước, ngăn lại thanh niên, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Hắn nhất định phải đối Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh an toàn phụ trách. Thanh niên nhàn nhạt quét mắt một vòng La Quân, tựa như là liếc nhìn rác rưởi một dạng. Chỉ là lãnh đạm nói, tránh ra. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi vẫn rất cuồng a. Ai ngờ đúng lúc này, Đường Thanh đứng lên, kinh hỉ hô, Lôi biểu ca, làm sao ngươi tới? Nàng bước nhanh tới, lại một thanh bỏ qua một bên La Quân, nói, thối La Quân, nhanh chết đi, đây là biểu ca ta. La Quân phiền muộn vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra. Cái này Lôi biểu ca gọi là Hoắc Lôi, là Hoắc Thiên Túng cháu trai. Hoắc Lôi đối Đường Thanh ngược lại là hòa ái dễ gần, mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Hắn nói ra, ta đến bên này làm ít chuyện, cho nên thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Cái này Hoắc Lôi thanh âm mang theo tử tính, vừa trầm vững vàng đại khí, thật sự là phim thần tượng điển hình nam chân heo. Đường Thanh không khỏi nho nhỏ oán giận nói, Lôi biểu ca ngươi thật sự là, cũng không nói trước một tiếng ta xong đi tiếp ngươi. Hoắc Lôi cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy cần phiền toái như vậy. Tống Nghiên Nhi cũng sửa sang lại trang dung, đi lên phía trước. Nàng hướng Hoắc Lôi mỉm cười, vươn tay nói ra, Hoắc tiên sinh, ngươi tốt. Hoắc Lôi nhìn về phía Tống Nghiên Nhi, hắn trong mắt lóe lên một tia ái mộ thần sắc. Trung thực tới nói, Tống Nghiên Nhi dài xác thực đầy đủ xinh đẹp. Mà lại, dài có chút giống Lưu Diệc Phi, tính tình lại không màng danh lợi, thanh tịnh. Nàng mặc cả người trắng sắc váy, thì đúng như là băng tuyết tiên tử nhập trần thế. Hoắc Lôi cùng Tống Nghiên Nhi một nắm tức thu, mười phần có chừng mực. Nghiên Nhi, chúng ta trước đó thì đã gặp mặt, Hoắc Lôi khẽ cười nói. Tống Nghiên Nhi cũng cười một tiếng, nói ra, Hoắc tiên sinh, người còn không dùng cơm à. Hôm nay để ta làm đông. Hoắc Lôi cười nhạt, nói ra, cung kính không bằng thông minh. Hắn đón đến, nói ra, Nghiên Nhi người cùng Thanh Thanh là hảo tỉ muội, nghe người gọi ta Hoắc tiên sinh thật đúng là không quen. Nếu không ngươi cũng liền gọi ta một tiếng ca a. Tống Nghiên Nhi cũng không kiên trì, nói ra, Lôi ca. Hoắc Lôi cởi mở cười một tiếng, nói ra, hôm nay nhiều cái muội tử, thật sự là cao hứng. La Quân ở một bên nhìn lấy, tâm đạo, nha, người đây là nói rõ muốn tán tỉnh Nghiên Nhi a. Bất quá hắn cũng không nhiều lắm ý kiến cùng cái nhìn. Dù sao Nghiên Nhi tóm lại là phải lập gia đình, cũng là cái này Hoắc Lôi nhân phẩm. Chính mình vẫn là được thật tốt khảo sát khảo sát. La Quân là đem Nghiên Nhi xem như chính mình thân muội tử, cho nên hết thảy đều rất lợi hại để bụng. Sau đó La Quân cũng không có đợi tại Tổng Giám Đốc văn phòng tất yếu, liền lặng lẽ rời đi. Hắn đi vào văn phòng bên trong, bắt đầu quấy rối hắn nữ đồng sự. Mọi người cũng đều cùng hắn mở lên nửa ăn mặn không ăn mặn trò đùa tới. La Quân ngược lại là qua rất lợi hại hài lòng. Sau đó,
Hoắc Lôi thì cùng Tống Nghiên Nhi còn có Đường Thanh cùng ra ngoài. Bọn họ đây là muốn ra ngoài dùng cơm. Tống Nghiên Nhi cố ý điện thoại bàn giao La Quân, hôm nay không cần đưa đón, có thể tự do hoạt động. La Quân biết Hoắc Lôi là cao thủ, cho nên cũng rất yên tâm. Hắn cũng không có việc khác, dự định ở công ty chơi đến tan ca, sau đó lại đi đón Ninh Hàm tan ca. Cẩm Hồ cao ốc. Hoắc Lôi cùng Tống Nghiên Nhi một đoàn người mới ra cao ốc, còn chưa lên xe. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ra một chiếc xe Audi. Xe Audi ầm vang sát ngừng. Sau đó, cửa xe mở ra. Tống Nghiên Nhi trong lòng tối nhảy, nàng cảm giác được kẻ đến không thiện. Cái kia sau khi cửa xe mở ra, cái thứ nhất xuống tới là cũng là Độc Nhãn. Độc Nhãn cung kính vô cùng qua mở ra sau khi mặt cửa xe. Từ phía sau cửa xe bên trong rất nhanh liền dưới tới một cái chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử này ăn mặc màu trắng cúc áo áo dài, dưới chân ăn mặc nabu dày. Trên tay còn có một chuỗi thanh sắc Phật châu. Nam tử dài không cao, dáng người vô cùng cường tráng. Là cường tráng, lại không phải mập mạp. Độc Nhãn tựa hồ là cực kỳ kính sợ nam tử này, một đường dẫn đạo hướng về phía trước, ân cần không thôi. Nam tử kia cũng không nhiều lời, lãnh lãnh đạm đạm hướng Tống Nghiên Nhi bên này đi tới. Hoắc Lôi trong mắt thần quang nở rộ, hắn nhìn ra nam tử này bước đi ở giữa, an ổn bất động như khắp nơi, đồng thời có cỗ như vực sâu ngọn núi đồng dạng đại khí. Nam tử này là tuyệt đối cao thủ. Hoắc Lôi không khỏi hiếu kỳ, nam tử này tới là làm cái gì? Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh không khỏi sắc mặt trắng bệch, các nàng nơi nào không biết hai người này là xông chính mình tới. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi không biết công phu, nhưng cũng có thể cảm giác ra cái này nam tử khí tức khủng bố. Các nàng giờ này khắc này lại như thế nào có thể không sợ. Hoắc Lôi phát giác được Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh sợ hãi, hắn nam tử khí khái lập tức liền đi ra. Trực tiếp ngăn lại phía trước, hướng hai nữ nói ra, các ngươi không cần sợ, có ta ở đây đây. Hắn sau khi nói xong, liền lại lạnh lùng hướng nam tử kia cùng Độc Nhãn nói ra, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Nam tử kia dĩ nhiên chính là Độc Nhãn đại sư huynh, Bất Động La Hán. Bọn này sư huynh đệ, đều là Lao Sơn nội gia quán đệ tử. Bất Động La Hán gọi là Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn nhạt lạnh nhìn về phía Hoắc Lôi, cũng không nói lời nào. Độc Nhãn nói chuyện lại là trực tiếp, nói, cút ngay, chúng ta là tìm đến La Quân cái kia tạp chủng, để hắn mau mau lăn ra. Hoắc Lôi trong mắt lóe lên tức giận, hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Nơi nào có thể khoan nhượng Độc Nhãn như thế vũ nhục, đương nhiên, hắn cũng không biết La Quân là ai. Có thể Độc Nhãn nói như vậy, cái kia chính là mạo phạm, thì là tử tội. Luyện võ người, chịu không nổi nửa điểm nhục, dưới cơn nóng giận, máu phun ra năm bước. Cho nên giờ khắc này, Hoắc Lôi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Độc Nhãn, nghiêm nghị nói, ngoài miệng không sạch sẽ, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Hắn nói vừa xong liền xuất thủ. Hoắc Lôi luyện là hình ý quyền, năm đó Quách Vân Thâm, hình ý quyền xuất thần nhập hóa. Bán bộ băng quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Giờ khắc này, Hoắc Lôi đột nhiên thoát ra, giống như rắn ra khỏi hang, mang theo tê tê thanh âm. Tay hắn hiện lên ưng chảo, giống như linh xà thổ tín, lơ lửng không cố định, quỷ mị độc ác, đột nhiên thì chụp vào Độc Nhãn vị trí hiểm yếu. Kinh phong thấu xương. Độc Nhãn bị kinh ngạc, hắn cũng là công phu hảo thủ, trong nguy cơ, thiểm điện lui lại một bước, dựng thẳng chỉ như đao, lôi đình đâm về Hoắc Lôi thủ mạch. Một chiêu này là tiệt mạch thủ. Độc Nhãn học là Lao Sơn nội gia quán công phu, mà Lao Sơn nội gia quán lại từ Thiếu Lâm mà ra. Cho nên ưng chảo thiết bố sam, 72 tuyệt kỹ cầm nã thủ đều là luyện qua. Cái này tiệt mạch thủ cũng là cầm nã thủ bên trong một chiêu. Hoắc Lôi cười lạnh một tiếng, ưng chảo thủ bỗng nhiên vừa thu lại, cả cánh tay lập tức mềm nhũn. Ngay sau đó, mãng xà thú bị nhốt thi triển đi ra. Cả cánh tay giống như mãng xà đột nhiên quấn quanh hướng Độc Nhãn thủ đoạn. Giờ khắc này, Hoắc Lôi tựa như là một đầu ngàn năm linh xà, xảo trá bí hiểm. Hình ý quyền, chính là muốn hình thần gồm nhiều mặt. Độc Nhãn hãi nhiên, hắn trong lúc cấp thiết, thân thể liền lùi lại. Cao thủ tranh chấp, một khi lùi lại, chính là mất đi thượng phong. Cho nên Độc Nhãn vừa lùi, Hoắc Lôi lập tức thiểm điện theo vào. Hắn quyền đầu một băng, đánh. Chính là hung hãn bán bộ băng quyền. Phanh một tiếng. Hắn quyền đầu giống như nặng mấy trăm cân cung kéo thành đầy tròn, đột nhiên, dây cung nứt đoạn, cái kia cỗ mãnh liệt băng kính đánh bay ra ngoài. Độc Nhãn không tránh kịp, ở ngực bị đánh trúng,
lập tức ngã bay ra ngoài, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, lại khó đứng lên. Hoắc Lôi sau đó giữ tợn cười một tiếng, vừa nhìn về phía Thiên Nhẫn. Thù này dù sao là tiếp đó, hôm nay thì không cần lại sợ hãi rụt rè. Hắn nhìn về phía Thiên Nhẫn, ôm quyền nói, mời. Thiên Nhẫn y nguyên lãnh đạm nhìn về phía Hoắc Lôi, lại là không có nửa phần phản ứng. Hoắc Lôi bị Thiên Nhẫn nhìn có chút sợ hãi, hắn cắn răng một cái, mãnh liệt quát một tiếng, thân thể lôi đình mà động. Một cái bước xa đột nhiên bước ra, trực tiếp cũng là bán bộ băng quyền. Hoắc Lôi bán bộ băng quyền xuất thần nhập hóa, chính là hắn bản lĩnh giữ nhà. Kình phong bạo liệt, thân hình lắc lư, quyền như trọng cung đứt đoạn, kình lực bắn bay, quyền đầu trực tiếp thiểm điện đâm về Thiên Nhẫn ngực bụng. Quyền đầu bên trong ẩn chứa mãnh liệt hình xoắn ốc điện lưu kình lực. Thiên Nhẫn lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngay tại Hoắc Lôi quyền đầu sắp đập trúng Thiên Nhẫn thời điểm, Thiên Nhẫn ngực bụng đột nhiên khẽ hấp, lại là trực tiếp ổ hãm xuống dưới, vừa vặn dung nạp ở Hoắc Lôi quyền đầu. Cái này còn không nói, Hoắc Lôi lập tức cảm giác mình quyền đầu lực lượng đi khoảng không. Hắn quá sợ hãi, biết không ổn, lập tức liền muốn trốn tránh. Nhưng Thiên Nhẫn ngực bụng lại có một cỗ hấp lực, trực tiếp để hắn rút không ra tay. Đồng thời, Thiên Nhẫn cũng xuất thủ. Hắn trực tiếp vươn tay, như thiểm điện bóp lấy Hoắc Lôi cổ. Hoắc Lôi bị Thiên Nhẫn nhấc lên, hắn khuôn mặt lập tức màu đỏ tím đứng lên. Như vậy xuống dưới, liền muốn ngạt thở mà chết. Hoắc Lôi hai chân loạn đạp, thống khổ tới cực điểm. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh chỉ nhìn thấy Hoắc Lôi phóng hướng Thiên Nhẫn, sau đó Thiên Nhẫn liền đem Hoắc Lôi bóp đứng lên. Ngày này nhẫn tu vi quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Độc nhãn chính là Bảo An Chi Vương, nhưng lại xa xa không phải Hoắc Lôi đối thủ, mà Hoắc Lôi lại tại Thiên Nhẫn tay dưới vừa đối mặt cũng nhìn không được. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi gặp tình này hình dáng đều là hãi nhiên thất sắc, Đường Thanh sắc mặt trắng bệch, vội vàng quát, dừng tay, người mau dừng tay. Nàng nơi nào có thể trơ mắt nhìn lấy ca ca bị giết chết. Ngay sau đó liều lĩnh xông lên. Tống Nghiên Nhi lại là tỉnh táo một chút, cấp tốc gọi điện thoại hô La Quân. Đường Thanh xông lại, Thiên Nhẫn tay kia, phất ống tay áo một cái. Một cỗ mãnh liệt kình phong lập tức đem Đường Thanh xốc lên, Đường Thanh cầm giữ không được, té ngã trên đất. Giờ này khắc này, Đường Thanh không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Nàng khó mà tin được, ngày này Nhẫn lại để cho tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới giết ca ca. Tống Nghiên Nhi nghiêm nghị nói ra, nơi này là trong nước, giết người là phải ngồi tù đền mạng, người tranh thủ thời gian thả người. Thiên Nhẫn nhàn nhạt lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Mà Hoắc Lôi khí tức càng ngày càng yếu. Liền cũng tại lúc này, trong công ty người đều nghe phía bên ngoài động tĩnh, đại bộ phận yêu xem náo nhiệt người đều cấp tốc chạy đến. Bao quát Đinh Hàm cũng chạy tới. Các nàng thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy cái này làm các nàng hoa dung thất sắc tràng cảnh. Mà những an ninh kia nhóm nghe được động tĩnh, cũng lập tức lao ra. Tống Nghiên Nhi vội vàng ra lệnh, mau đi cứu người. Các nhân viên an ninh bao quát lão hạ, giờ phút này thấy thế cũng là nghĩa bất dung từ. Toàn bộ xông đi lên, cầm lấy cảnh côn thì đánh. Mà Thiên Nhẫn chỉ là đứng tại chỗ, tay áo huy động liên tục. Phanh phanh phanh. Cái này một cái chớp mắt, hắn tay áo giống như khủng bố roi ra, trong nháy mắt đem những người an ninh này quất đến ngã trái ngã phải, rên thống khổ. Ai cũng là không thể làm gì. Ninh Hàm trong lòng cũng là thất sắc, trong nội tâm nàng không tự chủ được nghĩ đến La Quân. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên hiện lên. Đến như tật phong. La Quân rốt cục tới. Khẩn thiết đụng vào nhau, Thiên Nhẫn bạch 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 lui ra phía sau ba bước, sau cùng rốt cục đứng vững. Mà La Quân thì là bắt Hoắc Lôi, cũng bạch 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 lui ra phía sau ba bước. La Quân buông xuống Hoắc Lôi, Hoắc Lôi lập tức miệng lớn thở dậy khí thô tới. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi thấy thế lập tức tiến lên quan tâm Hoắc Lôi. Lôi biểu ca, người thế nào? Đường Thanh nước mắt thẳng rơi. Hoắc Lôi khoát khoát tay, khuôn mặt y nguyên đỏ bừng, nói ra, ta không sao. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi lúc này mới thở phào một hơi. Hai người ánh mắt đến La Quân trên thân. La Quân xuất hiện thì như thần linh, hắn cho các nàng vô hạn cảm giác an toàn. Ninh Hàm nhìn lấy La Quân như thần binh trên trời rơi xuống, nàng cảm xúc cũng đi theo bành trướng chập trùng đứng lên. Nàng tuy nhiên không biết công phu, nhưng cũng nhìn ra, dưới mắt tới này cái Thiên Nhẫn là chân chính cao thủ. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Thiên Nhẫn cước bộ. Nhưng là lúc này, La Quân đi ra, lại là nhất quyền lui địch.
Dạng này anh hùng khí khái để Đinh Hàm nhớ tới khi còn bé ảo tưởng, khi đó chung quy tưởng tượng lấy có một vị cái thế anh hùng xuất hiện tại bên cạnh mình. Đinh Hàm tại thời khắc này đối La Quân ấn tượng lần nữa có đổi mới, thậm chí nói là mang một tia hâm mộ. Bất quá giờ phút này, không khí hiện trường là khẩn trương. Đinh Hàm cũng là nín hơi tâm thần. Lúc này La Quân không có bình thường cả lơ phất phơ. Hắn đứng như uyên ngọn núi khắp nơi đồng dạng trầm ổn. La Quân lạnh lùng nhìn lên trời nhẫn. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía nỗ lực đứng lên độc nhãn trên thân. La Quân giữ tợn cười một tiếng, nói ra, độc nhãn, xem ra ta lời nói ngươi là toàn quên. Ngươi đại khái là coi là mời đến gia hỏa này, liền có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc nhãn tiếp xúc đến La Quân ánh mắt, nhất thời trong lòng dùng mình, ngay sau đó không tự chủ được lui lại hai bước. La Quân không tiếp tục để ý độc nhãn, mà chính là nhìn về phía thiên nhẫn, ngươi là đến thay độc nhãn ra mặt a. Đến, hôm nay chúng ta thì cứ ra tay. Hắn nói xong cũng muốn động thủ, không khách khí chút nào. Nóng nảy tính tình, lộ ra không bỏ sót. Bất quá thiên nhẫn lại không xuất thủ, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi xác thực đáng giá ta xuất thủ, bất quá, hôm nay chúng ta không động thủ. Ta tới, là vì hóa giải ân oán. La Quân không khỏi cười lạnh, nói ra, ngươi vừa đến đã đem ta vị này Hoắc huynh đệ kém chút giết xiết, có ngươi như thế hóa giải ân oán. Thiên nhẫn từ tốn nói, là vị thí chủ này trước hướng ta xuất thủ. La Quân cũng liền không xoắn suýt vấn đề này, nói ra, tốt a, ngươi nói xem, ngươi muốn làm sao hóa giải ân oán. Thiên nhẫn nói ra, chúng ta đều là luyện võ giả giải quyết vấn đề, đương nhiên muốn dùng võ giả phương thức đến giải quyết. Như vậy đi. Ba ngày sau đó, ta tại tốt vui mừng kích kiếm trong câu lạc bộ chờ ngươi, đến lúc đó, chúng ta ký giấy sinh tử. Người nào mà CS, hoặc là thua đều cùng người khác không lo. Nếu là ngươi thua, cái này lệ nhân công ty liền theo trước đó nói xong giá cả bán cho ta người sư đệ này. Như thế nào? La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi ngược lại đánh tính toán thật hay. Nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ không có một chút phụ gia điều kiện? Thiên nhẫn nói ra, người muốn thế nào? La Quân nói ra, ta muốn độc nhãn từ đó cút ra khỏi Hải Tân thành phố, cả đời không được lại bước vào tới. Thiên nhẫn gật đầu, nói ra, có thể. Hắn đón đến, lại nói, lệ nhân công ty người làm được sao? Tự nhiên làm được người, La Quân nói ra. Thiên nhẫn nhân tiện nói, tốt, sau khi trở về ta sẽ để cho ta sư đệ phác thảo hiệp nghị. Đến lúc đó, ta hội mời giới võ thuật một số tiền bối tới làm cái công chứng. Hắn nói xong xoay người rời đi. Độc nhãn liền theo ở phía sau. Ngươi tại sao có thể không theo chúng ta thương lượng thì tự ý tự làm chủ. Đường Thanh lúc này không khỏi oán niệm quái La Quân. Cho dù là La Quân vừa mới cứu Hoắc Lôi, nhưng là La Quân đem lệ nhân công ty xem như tiền đặt cược cược ra ngoài. Đây là để Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi tức giận. Thậm chí có như vậy một cái chớp mắt. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi trong đầu đồng thời bốc lên ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nếu như La Quân là độc nhãn gián điệp, cố ý dùng phương pháp này đến chiếm lấy công ty mình làm sao bây giờ? La Quân không khỏi ngơ ngẩn, hắn nhìn ra Đường Thanh nộ khí. Đồng thời cũng trông thấy Tống Nghiên Nhi trong mắt cũng có phê bình kín đáo, chẳng qua là nhịn ở không nói. La Quân không khỏi trầm mặc xuống dưới, hắn sau một lúc lâu nói ra, thật xin lỗi, không có cùng các ngươi thương lượng là ta không đúng. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu như ta thua, ta đem mệnh bồi thường cho các ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền không nói thêm lời, trực tiếp rời đi lệ nhân công ty. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thân hình có vẻ hơi cô đơn cùng tiêu điều. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi không khỏi ngây người, trong lòng các nàng sinh ra không đành lòng tới. Hoắc Lôi thì là lòng còn sợ hãi, đồng thời hiếu kỳ hỏi, cái này La Quân là ai? Hắn không thể không kỳ quái. Cái này La Quân thân thủ khủng bố, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại lệ nhân công ty bên trong. Đường Thanh nói ra, chúng ta cũng không rõ lắm hắn lai lịch, lúc trước hắn tại công ty của chúng ta làm bảo an. Về sau độc nhãn tới tìm chúng ta phiền phức, là hắn xuất thủ giải vây. Cho nên chúng ta liền để hắn làm chúng ta tài xế cùng bảo tiêu. Người này nhất định có vấn đề, Hoắc Lôi lập tức nói. Hoắc Lôi tuy nhiên vừa mới bị La Quân cứu. Nhưng là trong lòng của hắn đối La Quân cảm giác cũng không tốt. Đơn giản là, hắn vốn cho rằng La Quân là cái bất nhập lưu bảo an. Nhưng người an ninh này lại có bị thiên nhẫn nhìn thẳng vào tư cách.
Hoắc Lôi thế nhưng là nhớ kỹ Thiên Nhẫn nhìn hắn loại kia đạm mạc ánh mắt. Mà lại, Hoắc Lôi sở dĩ cảm thấy La Quân có vấn đề, cũng không phải là bởi vì đơn thuần chán ghét La Quân. Lấy La Quân thân thủ, lại tình nguyện bình thường tới làm một cái bảo an. Cái này quá quỷ dị. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh trái tim run lên, hai người nhìn nhau, nói không ra lời. Chúng ta đi vào nói chuyện đi, Tống Nghiên Nhi theo rồi nói ra. Hoắc Lôi gật gật đầu. Những an ninh kia nhóm thương thế cũng không nặng, đã sớm đứng dậy đợi ở một bên. Tống Nghiên Nhi lại nói với bọn họ, các người hôm nay vất vả, đợi chút nữa mỗi người phân biệt qua tài vụ lĩnh 500 khối tiền tiền thưởng. 500 khối đối với các nhân viên an ninh tới nói còn là rất không tệ. Bởi vậy từng cái lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Tổng giám đốc trong văn phòng. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh tâm lý đều rất lợi hại không thoải mái. Loại này không thoải mái là tới từ La Quân, bọn họ không nguyện ý tin tưởng La Quân là gián điệp loại hình. Bởi vì các nàng cùng La Quân ở chung lúc rất là dễ chịu, hài lòng. Cũng là thật tại tín nhiệm La Quân. Vì cái gì Lôi ca ngươi khẳng định La Quân có vấn đề? Tống Nghiên Nhi không khỏi hỏi. Hoắc Lôi hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tống Nghiên Nhi, trầm giọng nói ra, Nghiên Nhi, ngươi cùng Thanh Thanh vẫn là quá đơn thuần. Bằng vào ta thân thủ, ta cho một số phú hào làm bảo tiêu, một tháng là 100 vạn giá cả cất bước. Mà La Quân dạng này thân thủ, là không có giá cả có thể đánh giá. Nhưng hắn một người như vậy lại đến cấp ngươi làm bảo an, cầm mấy ngàn khối tiền lương, đây không phải rõ ràng có vấn đề sao? Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh không lời nào để nói. Về sau, Tống Nghiên Nhi để Đường Thanh mang Hoắc Lôi đi nghỉ ngơi. Nàng làm theo đem Lão Hạ gọi vào Tổng Giám Đốc trong văn phòng. Lão Hạ có vẻ hơi câu nệ, ngồi nửa cái bờ mông ở trên ghế salon. Tống Nghiên Nhi nhìn về phía Lão Hạ, nói ra, Hạ đội trưởng, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lão Hạ cung kính nói ra, Tổng Giám Đốc, ngài hỏi đi, chỉ cần là ta Lão Hạ biết, nhất định đều nói cho ngài. Tống Nghiên Nhi nói ra, ngươi cảm thấy La Quân là cái dạng gì người? Lão Hạ nao nao, sau đó thốt ra nói ra, hắn là cái khốn nạn. Tống Nghiên Nhi không khỏi sửng sốt, nàng vốn cho rằng Lão Hạ sẽ nói La Quân là người tốt. Bởi vì La Quân nếu như là gián điệp, nhất định sẽ giỏi về ngụy trang chính mình, theo mọi người tạo mối quan hệ. Há, làm sao khốn nạn phương pháp? Tống Nghiên Nhi lại lần nữa hỏi. Lão Hạ lại là có chút xấu hổ, tự biết thất ngôn. Hắn nghiêm mặt nói ra, Tổng Giám Đốc, ta chỉ nói là trong lòng ta cảm giác, nếu như ta nói sai, ngài chớ để ý. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, đương nhiên sẽ không để ý. Lão Hạ nói ra, La Quân là cái đặc biệt thoải mái người. Hắn giống như đối hết thảy đồ, vật cũng không quá quan tâm, bao quát tiền tài. Tống Nghiên Nhi nói ra, ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ là thương nghiệp gián điệp sao? Lão Hạ trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta cảm thấy không phải. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy hắn dạng này thân thủ, tại sao muốn làm oan chính mình tới làm cái phổ thông bảo an đâu? Lão Hạ nói ra, có lẽ cũng không có vì cái gì, chỉ là bởi vì hắn ưa thích, hắn là cái yêu thích vô câu vô thúc người. Tống Nghiên Nhi thủy chung vẫn là không nghĩ ra, sau cùng liền nói ra, cảm ơn ngươi, Hạ đội trưởng. Ngươi trở về đi. Tốt, Tổng Giám Đốc, Lão Hạ đứng lên. Lão Hạ sau khi đi, Tống Nghiên Nhi lâm vào trầm tư. Nàng cho Đường Thanh gọi điện thoại. Thanh Thanh, nói lời trong lòng, ngươi thật cảm thấy La Quân lại là thương nghiệp gián điệp sao? Tống Nghiên Nhi trầm giọng hỏi. Đường Thanh trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, ta cảm thấy không phải. Nhưng là hắn xác thực có rất nhiều khả nghi địa phương. Tống Nghiên Nhi khẽ thở dài một cái một hơi, sau đó tắt điện thoại. Nàng đứng lên, quyết định qua tìm La Quân. La Quân là đi bộ về nhà, hôm nay thực sự không thích hợp lại đi mở Tống Nghiên Nhi xe. Mặt trời chiều ngã về Tây, La Quân bóng lưng tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, lộ ra có như vậy một tia tiêu điều. Trong lòng của hắn tự nhiên là không thoải mái, phần này không thoải mái là bởi vì Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh hoài nghi. Ngay vào lúc này, hắn điện thoại di động vang, lại là Đinh Hàm đánh tới. La Quân kết nối, hắn giữ vững tinh thần cười ha ha, nói ra, Hàm muội, tìm ta chơi sự tình nha. Ta mời ngươi ăn cơm à, Đinh Hàm nói ra. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, buổi tối hôm nay sao? Đinh Hàm nói ra, đúng. La Quân vốn nên có thể cự tuyệt, hắn dưới mắt thực sự không muốn cùng người tiếp xúc. Thế là liền nói, đêm nay không được à, ta có chuyện. Ngươi có chuyện gì? Đinh Hàm lập tức truy vấn.
ta dựa vào, ta đại di mụ đến được hay không? La Quân nói ra, đại di mụ đến cũng không trở ngại ngươi ăn cơm đi. Đinh Hàm sắc bén phản kích. La Quân không khỏi im lặng, nghĩ không ra Đinh Hàm cũng có như thế điều thời điểm. Cuối cùng, La Quân vẫn là đáp ứng. Sau đó, Đinh Hàm lái xe tới đón La Quân. La Quân sau khi lên xe, Đinh Hàm hỏi, muốn đi nơi nào ăn? La Quân cười ha hả, nói ra, chỗ nào đều không muốn đi, liền muốn ăn người tự mình làm đồ ăn. Thật, Đinh Hàm do dự một cái chớp mắt, nói ra. Đương nhiên, La Quân chém đinh chặt sắt nói ra. Đinh Hàm cắn răng, nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi trước mua thức ăn. Ta dựa vào, Hàm mỗi người cái này biểu tình gì a? Không phải liền là qua nhà ngươi ăn cơm không? Người cái này làm tốt giống thấy si ết, ết không sờn, xả thân thủ nghĩa giống như. La Quân lập tức bất mãn nói ra. Đinh Hàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, nàng cười cười, nói ra, ngươi phải biết, ta đem ngươi mời về nhà, cái kia đến gánh nhiều nguy hiểm lớn a. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ca là chính nhân quân tử có được hay không? Lần trước ngươi uống say, quấn lấy muốn ta lưu lại, ta đều rời đi. Ngươi đi si ết, ết. Đinh Hàm nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay vào lúc này, La Quân điện thoại di động lại vang. Hắn lấy ra xem xét, là Tống Nghiên Nhi đánh tới. La Quân kết nối, Đinh Hàm cũng sẽ không nói, chuyên tâm lái xe. Bên kia Tống Nghiên Nhi nói ra, chúng ta gặp mặt một lần đi. La Quân từ tốn nói, ta hiện tại có chút bận bịu, không có thời gian. Tống Nghiên Nhi không khỏi nghẹn lời, gia hỏa này thật sự là quá chảnh. Ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Tống Nghiên Nhi nói ra, bên trong có lẽ là có hiểu lầm gì đó. La Quân ngược lại không có nhỏ mọn như vậy, cho nên cũng không nguyện ý theo Tống Nghiên Nhi tức giận. Tuy nhiên bị các nàng hiểu lầm, cái này xác thực để La Quân có chút nản lòng thoái chí. Nhưng là nghĩ lại, La Quân nghĩ đến CS, S đi Tống Thành Bân. Thầm nghĩ, Thành Bân chỉ như vậy một cái muội muội, Nghiên Nhi vẫn là tiểu cô nương. Mình cần gì chấp nhặt với nàng? Muốn đến nơi này, La Quân hòa hoãn ngữ khí. Nói ra, Nghiên Nhi, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ta thực là làm không các ngươi người. Nếu như đến lúc đó, ta một khi thua, các ngươi có thể không thừa nhận. Bởi vì các ngươi căn bản không có đã đáp ứng. Mặt khác, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không thua. Cho nên, đến ta là một cái dạng gì người, hiện tại không có gì để nói. 3 ngày sau đó, tự có kết quả, ngươi cứ nói đi. Tống Nghiên Nhi thân thể mềm mại chấn động. Nàng chợt tỉnh ngộ tới. Nàng biết mình sai quá bất hợp lý, chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng có thể suy ra, chính mình cùng Thanh Thanh đến là có bao nhiêu thương tổn La Quân tâm. Hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ mình cùng Thanh Thanh, có thể chính mình lại cùng Thanh Thanh hoài nghi hắn động cơ. Không hề nghi ngờ, Mộc Tĩnh đã điều ti a La Quân, cho nên đối La Quân động tĩnh như lòng bàn tay. La Quân không khỏi kỳ quái, này nương môn tìm đến mình làm gì? Hắn đứng dậy tiến đến mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, La Quân liền trông thấy Mộc Tĩnh vị này khí chất nữ thần xinh đẹp mà đứng. Nàng ăn mặc màu trắng vận động sam, buộc đuôi ngựa, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. La Quân ánh mắt kìm lòng không được tại nàng sung mãn đại bạch thỏ bên trên đảo qua. Chỗ ấy tại màu trắng vận động sam dưới, y nguyên lộ ra hùng vĩ. Mộc Tĩnh khẽ nhíu mày, nói ra, ta biết ngươi là ai, cho nên thu hồi ngươi này tấm chư ca tướng đi. La Quân không khỏi ngượng ngùng, hắn liền cũng dứt khoát nói ra, muộn như vậy tới tìm ta làm gì? Chúng ta giống như không quen. Mộc Tĩnh nói ra, tâm sự đi. Trò chuyện điểm tình tình yêu yêu, ta ngược lại thật ra có hứng thú. La Quân nói ra, Mộc Tĩnh không khỏi bất đắc dĩ, nàng nói ra, theo ta lên xe đi, ta mời ngươi uống rượu. La Quân nói ra, quá muộn, không muốn đi, sợ ngươi đối ta say rượu mất lý trí. Mộc Tĩnh cảm nhận được La Quân bài xích, nàng cũng minh bạch, gia hỏa này là không thích người khác đối với hắn quá giải. Chính mình giải hắn, hắn thì không nguyện ý tiếp xúc nhiều. Ngay sau đó, Mộc Tĩnh nói ra, cùng ngươi quyết chiến là Thiên Nhẫn, ngươi dù sao cũng nên đối Độc Nhãn, Thiên Nhẫn những người này nhiều một ít giải. Không phải vậy về sau, ngươi hội có vô số đếm không hết phiền phức. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, liền nói ra, tốt ha. Ta đi theo ngươi. Mộc Tĩnh ra là một cỗ Porsche, nàng đi vào trước cửa xe, đem chìa khóa ném cho La Quân, nói ra, người đến lái đi. La Quân tiếp nhận chìa khóa, gật gật đầu. Hai người sau khi lên xe, La Quân rất quen nổ máy xe, nhanh chóng lái đi ra ngoài.
nhìn ra cái gì không? La Quân bỗng nhiên nói một câu. Chỗ của hắn không biết Mộc Tĩnh muốn tự mình lái xe ý đồ. Mộc Tĩnh là muốn dò xét chính mình mảnh. Xe của ngươi mở rất không tệ. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra. La Quân nói ra, ngươi không cần vắt hết óc muốn ta trước kia là làm cái gì. Ta có thể nói cho ngươi, trước kia ta là làm lính đánh thuê. Chuyên môn lấy tiền làm việc. Mộc Tĩnh nói ra, lấy ngươi thân thủ, không có khả năng tại lính đánh thuê bên trong bừa bãi vô danh. Ngươi nói một câu, có lẽ ta nghe nói qua. La Quân cười ha ha, nói ra, ta giống như không hỏi qua ngươi cái gì. Ngươi cái thói quen này cũng không tốt. Mộc Tĩnh gặp La Quân không muốn nói, cũng chỉ phải không hỏi. La Quân mang theo Mộc Tĩnh đi vào ven biển quán ba đường phố. Hai người tùy ý tiến một cái quán ba. Cái này quán rượu là diễn nghệ hình quán ba, bên trong kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động, cái kia nam nam nữ nữ trong sàn nhảy giống như yêu ma cuồng vũ. La Quân không khỏi có chút thú huyết sôi trào, cũng muốn đi vào đục nước béo cò, chiếm tiện nghi. Nhưng là Mộc Tĩnh tại, hắn còn là có chút xấu hổ. Hai người tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, Mộc Tĩnh muốn một chén mê ly rượu cốc tai, La Quân thì là muốn rượu bia ướp lạnh. La Quân ánh mắt thủy chung đang nhìn khác mỹ nữ, khi thì đưa này hôn gió cái gì, nhưng là gia hỏa này mặc quá kém, các mỹ nữ đều không để ý hắn. Rất nhanh, tử cũng liền lên, Mộc Tĩnh nói ra, chúng ta đụng một cái. La Quân nâng chén. Sau đó, Mộc Tĩnh nói ra, theo ta được biết, Thiên Nhẫn gần nhất tại thắp hương tắm rửa. Hắn phi thường trọng thị cùng ngươi cuộc quyết đấu này. Bất quá ta nhìn ngươi thật giống như không thế nào quan tâm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi tất thắng? La Quân uống một hớp bia lớn, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta chưa từng bại, ngươi tin không? Mộc Tĩnh khẽ cười khổ, nói ra, ta tin. Nàng còn nói thêm, bất quá, Thiên Nhẫn tu vi xác thực rất là lợi hại. Lao Sơn nội gia quán người sáng lập Lâm Văn Long tu vi công tham tạo hóa, hắn thu đệ tử có hai đời. Mà Thiên Nhẫn là trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất sắc nhất. La Quân nói ra, ta sớm nhìn ra, cái kia độc nhãn cùng Lao Sơn nội gia quán có chút ngọn nguồn. Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, Lao Sơn nội gia quán cố ý thu một số tư chất không tệ, gia đình bối cảnh người tốt làm đệ tử. Đây là Lao Sơn nội gia quán nhân mạch, là bọn họ một loại thủ đoạn. Những đệ tử này hiện tại đã hình thành quy mô, coi như người có thể đánh thắng Thiên Nhẫn. Nhưng còn lại người sẽ tìm đến làm phiền ngươi. La Quân nghe vậy vô cớ đau đầu, nói ra, Thiên Nhẫn không phải xuất sắc nhất sao? Hắn bị ta đánh bẹt, đập dẹp, còn lại người còn muốn như thế nào nữa? Mộc Tĩnh nói ra, ngươi sai. Ta nói là Thiên Nhẫn là trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất sắc nhất đệ tử. Nhưng đệ tử đời hai mặt trên còn có đệ tử đời một. Đệ tử đời một mặt trên còn có văn tự bối cao thủ, những cao thủ kia là Lâm Văn Long sư huynh đệ đây. Ngoá, La Quân nhìn không được mắng một tiếng, cái này vẫn chưa xong không có. La Quân mắng thì mắng, đầu não vẫn là rất lợi hại thanh tỉnh. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, sự tình không phải chủ công động khiêu khích đến, Thiên Nhẫn tìm tới cửa, ta không thể không đánh. Mặc kệ Lao Sơn nội gia quán đến bao nhiêu lợi hại, hắn đã đến, ta liền muốn lượng kiếm. Ngày sau nếu thật là bọn họ không thèm nói đạo lý, ta cũng sẽ để bọn hắn nhìn xem ta thủ đoạn. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra, ta sở dĩ nói cho ngươi những ý tứ này, là phải nhắc nhở ngươi, không nên xem thường Lao Sơn nội gia quán. Một mình ngươi lực lượng là khó mà chống lại bọn họ. Ba ngày sau đó quyết chiến, vừa vặn Thiên Nhẫn mời rất nhiều công chứng nhân đến đây, những này công chứng nhân đều là giới võ thuật bên trong có danh vọng đại sư. Các ngươi có thể trước khi quyết chiến đem lời nói rõ ràng ra, thì là bất kể CS sống thắng thua. Về sau cũng sẽ không tiếp tục tiếp nhận Lao Sơn nội gia quán đệ tử khiêu chiến. Lao Sơn nội gia quán cũng không thể lại tìm ngươi trả thù. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, Thiên Nhẫn những người này là Lao Sơn đệ tử. Đánh lấy Lao Sơn nội gia quán bảng hiệu, cho nên khẳng định phải trọng tín dự. Kể từ đó, xác thực có thể thực hiện. Vì cái gì, La Quân nhìn về phía Mộc Tĩnh, nói ra, tại sao phải giúp ta? Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là người làm ăn. Người làm ăn mọi việc đều thuận lợi không phải rất bình thường sao? La Quân nói ra, vậy ngươi đây cũng không phải là một khoản có lời mua bán. Ta một khi đánh bại Thiên Nhẫn, Lao Sơn nội gia quán những đệ tử này đều nghẹn một hơi tại. Tất cả mọi người hận ta đây, ngươi cùng ta thân cận, vậy bọn hắn còn có thể không ghi hận ngươi. Mộc Tĩnh liền nghiêm mặt nói ra, cụ thể cũng không có vì cái gì, tiền tài với ta mà nói, vật ngoài thân.
ngươi để cho ta cảm thấy rất hứng thú, chỉ đơn giản như vậy. La Quân chủ động nâng chén, nói ra, cạn ly. Tửu sau khi uống xong, La Quân liền cùng Mộc Tĩnh tạm biệt. Lúc gần đi, La Quân lại làm kiện để Mộc Tĩnh im lặng sự tình. Hắn nói ra, là ngươi nói muốn mời ta uống rượu, cho nên được ngươi tới trả tiền a. Mộc Tĩnh cười khổ. La Quân ra quán bar, gọi chiếc taxi liền về nhà. Sáng ngày thứ hai, La Quân cảm thấy mình không xe quá phiền phức. Thói quen có xe, đột nhiên liền không có, vắng vẻ. Lúc này, hắn cũng không dễ ra mặt dày đến lệ nhân công ty bên trong đi mở chiếc xe kia. Không đợi trận kia quyết chiến hoàn tất, hắn là sẽ không đi lệ nhân công ty. Dứt khoát ma lưu, La Quân trực tiếp liền chạy Second Hand thị trường hoa 8 vạn khối mua chiếc 8 thành mới Ford. Tuy nhiên Ford không bằng bảo mã BMW châu xoa, nhưng mở là mình xe, mở cảm giác cũng là không giống nhau. Giữa trưa thời điểm, La Quân chủ động cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Hắn hiện tại cùng Đinh Hàm ở giữa quan hệ vi diệu mà mập mờ. Cũng là một đoạn cảm tình xinh đẹp nhất thời điểm. La Quân đầu tiên là theo Đinh Hàm báo cáo chính mình mua chiếc xe, đồng thời giải thích tiền mình là từ đâu nhi tới. Sau đó, La Quân lại liền nói, Hàm muội, ban đêm ca ca tới đón ngươi tan ca thế nào? Ta đi trước mua thức ăn, sau đó hai chúng ta cùng nhau về nhà nấu cơm. Đinh Hàm nghe mặt đỏ tim run, cảm thấy điệu bộ này, làm hai người như là lão phu lão thê một dạng. Nhưng trong nội tâm nàng chung quy là không kháng cự, thế là ngượng ngùng về ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là ứng một tiếng tùy ngươi vậy. Đây cũng là đáp ứng. La Quân thấy một lần Đinh Hàm cái này thái độ, vậy thì càng thêm hoan hỉ cùng yên tâm. Hắn biết mình cùng Đinh Hàm quan hệ lại tiến một bước dài. 5 giờ rưỡi chiều, La Quân đúng giờ lái xe tới đến lệ nhân công ty phía trước. Hắn cũng không đi vào, thì trong xe chờ lấy. Đinh Hàm thực là lái xe tới, nhưng là La Quân nói muốn tiếp nàng, nàng liền dứt khoát không lái xe. Đây cũng là vì cho La Quân mặt mũi a. Đinh Hàm lên xe thời điểm, vừa vặn bị đối diện đi ra Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi nhìn thấy. Đường Thanh không khỏi cau mày nói, Đinh chủ quản bên trên chiếc xe kia, trong xe ngồi có vẻ giống như là La Quân gia hỏa này. Tống Nghiên Nhi cũng không quá để ý, nói ra, liền xem như La Quân cũng không có gì, các nàng vốn là nhận biết. Đường Thanh nói ra, La Quân gia hỏa này nghèo đến đinh đương vang, đột nhiên nơi nào đến tiền mua xe. Cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Tống Nghiên Nhi trợn mắt chừng một cái, nói ra, Thanh Thanh, chúng ta cũng đừng luôn luôn hoài nghi La Quân. Ta trước đó không phải cho hắn 10 vạn khối sao, chiếc kia Ford là xe Second Hand ngươi không có nhìn ra sao. Hắn làm sao lại không có tiền mua? Đường Thanh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Cụ thể là ở đó không thoải mái, chính nàng cũng không nói lên được. La Quân cùng Đinh Hàm lái xe về Bắc Hồ tiểu khu. Về sau, hai người xách nguyên liệu nấu ăn lên lầu. Sau khi vào nhà, La Quân đem Đinh Hàm đè xuống ghế salon, cho Đinh Hàm mở tivi, điều hòa không khí, chuẩn bị bên trên một chén hoa trà. Làm gì nha? Đinh Hàm cảm thấy là lạ. La Quân nói ra, Hàm muội, ngươi đi làm vất vả, buổi tối hôm nay liền để ca ca đến cấp ngươi làm bữa tối, ngươi liền đợi đến hưởng thụ đi. Hắn nói xong cũng xách đồ ăn qua nhà bếp. Ngươi biết làm cơm sao? Đừng đem ta phòng cho đốt. Đinh Hàm có chút bận tâm. La Quân cười hắc hắc, nói ra, chớ xem thường ca, ca là bên trên đến đại sảnh, dưới đến nhà bếp, còn đánh cho lưu manh. Mà lại, cưỡi đến tiểu ma nắm, mở Ferrari. Khống chế đến máy bay chiến đấu. Được rồi, người khác khoác lác, ta rửa mắt mà đợi. Đinh Hàm cảm thấy La Quân gia hỏa này ra châu càng thổi càng lớn. Trên thực tế, nàng nhưng lại không biết La Quân đây chính là một câu ra châu đều không thổi a. La Quân tâm tình vui vẻ, hắn cười ha ha, quay người phải đi nhà bếp. Đinh Hàm ở phòng khách đợi nửa giờ, nàng một mực nghe trong phòng bếp phát ra âm thanh. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được đi xem một chút. Đi vào nhà bếp, nàng liền thấy La Quân hệ kiểu nữ tạp dề, rất nghiêm túc đang thái thịt. Không biết vì cái gì, nhìn lấy dạng này tình cảnh, một tích tắc này, Đinh Hàm hốc mắt đỏ. La Quân quay đầu nhìn về phía Đinh Hàm, hắn vừa nhìn thấy Đinh Hàm rơi lệ chính là chân tay luống cuống. La Quân ấy ấy nói ra, ai nha, Đinh Hàm, ngươi tại sao lại khóc? Có phải hay không ta chỗ nào làm sai? Ngươi đừng nóng giận a. Đinh Hàm lại là đột nhiên cất bước hướng về phía trước. Nhào vào La Quân trong ngực. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó liền ôm ấp ở Đinh Hàm mềm mại vòng eo, cảm thụ được nàng mềm mại đại bạch thỏ xúc cảm,
trong lòng nhất thời kích động lên. Cảm giác này thật là mỹ diệu tới cực điểm a. Ninh Hàm cảm thấy dạng này chạng vạng tối, dạng này tràng cảnh có một loại nhà mỹ hảo. Nàng không biết mình bao lâu không có thể nghiệm qua nhà cảm giác. Từ một năm kia xúc động kết hôn, vậy liền phảng phất là tiến địa ngục. Đến bây giờ, nàng một người tại tòa thành thị này nỗ lực còn sống, không dựa vào bất luận kẻ nào. Nàng quật cường kiên trì cái kia một phần tôn nghiêm. Lúc trước, cùng phụ mẫu náo quá không vui nhanh, có thể sự thật xác thực là mình chọn lầm người, cho nên nàng cảm thấy mình không mặt mũi gặp phụ mẫu. Ninh Hàm sau một hồi khá lâu lấy lại tinh thần, nàng hốc mắt hồng hồng, xoay người sang chỗ khác, không cho La Quân trông thấy. Cái kia Đinh Hàm, người đi dọn dẹp cái bàn đi, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. La Quân ngay sau đó liền nói ra. Hắn cảm thấy Đinh Hàm là bị chính mình cảm động, cho nên hắn rất vui vẻ. Bữa cơm này, ăn vui sướng cùng cực, La Quân thủ nghệ là coi như không tệ, ăn Đinh Hàm rất là vui vẻ, đồng thời liên tục tán dương. Hàm muội a, người muốn là ưa thích ăn ta làm đồ ăn, ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi a. Ngươi muốn đẹp a? Ninh Hàm khuôn mặt hơi đỏ lên, giận La Quân liếc một chút. La Quân cũng chính là kiểu nói này, hắn biết mình không thể quá nóng vội, thế là cũng liền cười ha ha, không nói thêm lời nha. Sau khi ăn cơm tối xong, La Quân muốn giúp lấy thu thập một chút bát đũa, Ninh Hàm lại là không cho. Ai, thật là một cái hiền lành cô nương. La Quân không khỏi ở trong lòng cảm khái. Sau khi cơm nước xong, La Quân ỉ lại Ninh Hàm trong phòng không đi. Ninh Hàm sau khi thu thập xong, cũng ngồi xuống. Giữa hai người tùy tiện tán gẫu, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. La Quân có thể cảm giác được Ninh Hàm tại từng chút tiếp nhận chính mình, đây là một cái tốt bắt đầu. Bất quá La Quân cũng biết mình không thể nóng vội, sau đó thì chủ động đưa ra trở về. Ninh Hàm cũng không giữ lại, đứng lên đưa tiễn. Sáng sớm, khí trời sáng sủa. Độc Nhãn đầu tiên là cho La Quân gọi điện thoại tới. Tiểu tử này ở trong điện thoại âm trầm nói ra, 10 giờ sáng, Giai Duyệt đấu kiếm câu lạc bộ, sư huynh của ta chờ ngươi. La Quân uể oải nói ra, tốt, cha ngươi ta biết, ngươi có thể lui ra. Nói xong liền tắt điện thoại. Lần này thật đáng giận CS, S Độc Nhãn, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Sáng ngày thứ hai, La Quân tiếp vào Đinh Hàm điện thoại. Đinh Hàm nói ra, hôm nay ngươi luận võ, ta cũng muốn đi. La Quân nao nao. Theo rồi nói ra, chàng diện kia cũng không tính đẹp mắt, rất có thể sẽ người CSS. Ngươi xác định ngươi muốn nhìn. Ninh Hàm trái tim rung động một chút, nàng đột nhiên nói ra, ta hiện tại thì tới tìm ngươi, ngươi chờ ta. La Quân ngốc một chút, mà lúc này Ninh Hàm đã tắt điện thoại. Ninh Hàm rất nhanh liền lái xe tới. Hôm nay nàng mặc là vàng nhạt tiểu tây phục, vàng nhạt bộ váy, thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. La Quân cũng đã mặc chỉnh tề. Hắn hôm nay mặc là một bộ màu trắng áo dài, tựa như là trong phim ảnh, loại kia vũ sư mặc cái loại này. Mà lại là có vải cúc áo. Hôm nay làm sao mặc y phục này? Ninh Hàm cảm thấy là lạ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, loại này y phục mặc lên người nhẹ nhàng, mà lại dễ dàng cho phát kình, tay áo hất lên thì có thể hại người. Hắn nói đem tay áo mạnh mẽ vung, nhất thời lạch cạch một tiếng, trên không trung phát ra tiếng vang. Theo cây roi mãnh liệt đập nện tại thạch mài bên trên. Ninh Hàm có thể suy ra, lần này đánh vào trên thân người nên đến cỡ nào đau. Nàng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm, nói, người công phu này là thế nào luyện. Không thể so với trong tivi những cao thủ kia kém a. La Quân mỉm cười, nói ra, công phu chân ý, một khi lĩnh ngộ vào cửa, là diệu dụng vô cùng. Đầu tiên, luyện công muốn rõ ràng chân ý, cái gì gọi là chân ý, cái kia chính là nổ lông tơ. Bế nguyên khí. Mèo con nhận công kích, cái đuôi dựng lên, toàn thân xù lông, đây chính là rất tốt thể hiện. Ngươi nhìn ta lông tơ, ta muốn chúng nó dựng thẳng lên đến, liền có thể dựng thẳng lên đến, đây là muốn tâm lý có dùng mình, nổi da gà cảm giác. Ninh Hàm lập tức liền nhìn thấy La Quân lông tơ thật dựng thẳng lên tới. Đây là bước đầu tiên, tóc gáy dựng lên đến, đóng chặt lỗ chân lông. Dạng này mặc kệ ta động tác cỡ nào kịch liệt, mồ hôi cũng sẽ không chảy ra. Mồ hôi một khi chảy ra, cái kia chính là tiết nguyên khí. Ninh Hàm nhất thời cảm giác được bên trong thâm ảo chỗ. Bất quá nàng cũng sẽ không muốn qua học công phu, La Quân cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Hai người thu thập một chút cùng ra ngoài. Vừa ra môn, bên ngoài liền đến một cỗ Porsche. Porsche ầm vang mà ngừng, mang theo cuồn cuộn cho bụi. Sau đó,
cửa xe mở ra, Mục Tĩnh thủ hạ đại ca Từ Thanh chui ra. Từ Thanh là cái nghiêm túc bảo thủ, không giận tự uy người. Dạng này một cỗ xe sang trọng đột nhiên dừng lại, Từ Thanh lại là sông La Quân mà đến. Ninh Hàm nhìn thấy cái này tư thế không khỏi có chút sợ hãi cùng bối rối. Là bằng hữu, La Quân ý thức được Ninh Hàm khẩn trương, lập tức nhẹ nhàng bóp dưới Ninh Hàm ngọc thủ, lấy đó an ủi. Ninh Hàm nghe vậy cũng liền an định lại. Tiếp theo, Ninh Hàm lại nhìn thấy để cho nàng kinh ngạc một màn. Từ Thanh đi vào La Quân trước mặt, giọng nói tôn kính vô cùng, La tiên sinh, Tĩnh tỷ để cho ta tới đón ngài. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Mục tiểu thư cũng quá khách khí đi. Từ Thanh mỉm cười, nói ra, La tiên sinh, Tĩnh tỷ nói, người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang. Chúng ta bên này cũng muốn xuất ra một số khí thế tới. Nếu không lời nói, khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. La Quân liền cũng biết Mục Tĩnh là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, ngay sau đó cũng liền không lại cự tuyệt, nói ra, tốt ha. Hắn nói xong cũng dắt Ninh Hàm tay, nói, đi thôi. Ninh Hàm bị La Quân dắt tay, khuôn mặt nhất thời đỏ thấu. Muốn giãy giụa, nhưng lại không muốn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. La Quân lại là trực tiếp mang theo Ninh Hàm bên trên Porsche. Từ Thanh cũng liền theo ngồi vào vị trí lái xe. Xe khởi động về sau, La Quân lưu luyến không rời buông ra Ninh Hàm tay. Cái kia xúc cảm thật sự là mềm mại a. Ninh Hàm trong lòng cũng có cảm giác khác thường, hôm nay La Quân cùng trong ngày thường lại có khác nhau, nhiều một phần đại khí cùng trầm ổn. Nam nhân này, không đứng ở để Ninh Hàm đổi mới cùng tâm động. Mục Tĩnh là tại trà trang trước chờ đợi La Quân. Cái kia trà trang trước ngừng hết thảy 6 chiếc xe sang trọng, thuần một sắc Jaguar. Jaguar thân xe đường cong trôi chảy hoàn mỹ, cái kia nướng sơn càng là lộ ra tôn quý. Một màn này vẫn còn có chút rung động. Mà Jaguar bên cạnh xe phân biệt đều đứng một tên áo sơ mi đen đại hán, từng cái khí thế sắc bén. Ninh Hàm gặp chàng diện này, không tự chủ được có chút e sợ. Còn tốt, La Quân lập tức liền dắt tay nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng yên ổn một số. Đồng thời, Ninh Hàm cũng ý thức được một loại to lớn nặng nề. Nàng lúc đầu coi là cuộc quyết đấu này là phạm vi nhỏ. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái này tư thế thời điểm, liền biết chỉ sợ là không như bình thường. Nàng ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được vì La Quân lo lắng. Muốn đến nơi này, Ninh Hàm quay đầu nhìn về phía La Quân. La Quân lại là nhẹ nhàng thoải mái, hắn mang theo Ninh Hàm đi vào Mục Tĩnh trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Mục tỷ, người điệu bộ này làm giống như là xã hội đen a. Mục Tĩnh một thân màu đen trang phục, lộ ra tư thế hiên ngang. Phối hợp nàng cường đại khí chàng, cái này khiến nàng có loại khiến người ta ngưỡng mộ xúc động. Mục Tĩnh nàng cười nhạt một tiếng, lại là nhìn về phía Ninh Hàm, nói ra, không giới thiệu một chút bên người vị nữ sĩ này sao? La Quân mỉm cười, nói ra, bằng hữu của ta, Ninh Hàm. Ninh Hàm không có ý tứ quất mở tay, nàng hướng Mục Tĩnh gật đầu chào hỏi, nói ra, ngài tốt. Mục Tĩnh liền đưa tay nói, Ninh tiểu thư, người tốt. Hai người nắm tay, sau đó tách ra. Mục Tĩnh lại nói với La Quân, lần này, mấy vị đại tông sư đều tới. Thiên Nhẫn bên kia tư thế 10 phần, nếu như ngươi keo kiệt, bọn họ nơi nào hội coi trọng ngươi nói chuyện, không coi trọng ngươi nói chuyện, ngươi muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Lao Sơn nội gia quán đệ tử dây dưa lại làm sao có thể. La Quân cũng hiểu đạo lý này, thấp cổ bé họng, tất cả mọi người sẽ không để ý ngươi. La Quân nếu quả thật nghĩ đến muốn tại đánh trước đem hết thảy đến tiếp sau khả năng cho ngăn chặn, như vậy hắn bên này thì nhất định muốn có phân lượng. Điểm này, Mục Tĩnh muốn chu đáo một số. La Quân sắc mặt nghiêm nghị, chính thức ôm quyền nói ra, đa tạ. Mục Tĩnh cũng liền không nói nhiều, nói, chúng ta lên xe đi. Cả đám lần lượt lên xe. Ninh Hàm cùng La Quân ngồi một cỗ, Mục Tĩnh đơn độc ngồi một cỗ. Sau đó xe khởi động. Cho Ninh Hàm cùng La Quân lái xe là một tên đại hán áo đen, hắn bình tĩnh tỉnh táo, không qua loa ngôn ngữ. Ninh Hàm hơi hơi khẩn trương, nàng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía nàng. Ninh Hàm nói ra, người thật không có việc gì sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không biết. Ninh Hàm tâm lý lúc này mới yên ổn một số. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, bất quá, Ninh Hàm. Ta nghe nói nữ nhân hôn có thể cho nam nhân mang đến hảo vận nha. Chúng ta là bằng hữu, người có thể hay không chúc phúc ta, cho ta điểm hảo vận. Ninh Hàm khuôn mặt lập tức đỏ thấu. Nàng nơi nào có ý tốt.
Cái kia lái xe phía trước đại hán nghe vậy nhất thời sắc mặt cổ quái, con hàng này, lúc này còn không quên tán gái a. La Quân lập tức liền hối hận, nói ra, ai, tính toán, ta vẫn là tự cầu phúc đi. Ninh Hàm nhìn về phía một bên khác, không nói lời nào. La Quân lập tức liền cảm thấy mình trò đùa mở có chút quá hỏa, nói gấp, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận a. Ninh Hàm hờn dỗi một câu, nói, nào có dạng này nói đùa. Giai Duyệt đấu kiếm câu lạc bộ hôm nay hiện ra tại phong tỏa bảo hộ trạng thái, không tiếp đãi bất luận cái gì khách lạ, hội viên. Thiên Nhẫn một đám người xách tới trước, trước mắt toàn bộ tại hội sở bên trong nghỉ ngơi. La Quân một đám người đến lúc vẫn là gây nên một số nho nhỏ oanh động. Về phần Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi còn có Hoắc Lôi tự nhiên cũng là tới. Ba người một mực chờ ở bên ngoài lấy La Quân. Trong lúc các nàng trông thấy cái này thuần một sắc xe sang trọng đến đây, trông thấy La Quân cùng Đinh Hàm lúc xuống xe, Đường Thanh ba sắc mặt người có chút cổ quái. La Quân, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh dẫn đầu chào đón. Hai nữ ăn mặc mỹ lệ váy, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cực kỳ xinh đẹp. Tống Nghiên Nhi hô một tiếng, nàng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Thanh ánh mắt phức tạp nói, La Quân, hôm nay ngươi như thắng, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nàng những ngày này cũng là có thụ dày vò. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ninh Hàm nhẹ giọng theo Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh bắt chuyện qua. Mà lúc này, Hoắc Lôi thì là nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đừng chơi hoa dạng gì, nếu không Phật Sơn Hoắc gia tuyệt sẽ không tha cho ngươi. La Quân không khỏi sửng sốt. Tại hắn lý giải bên trong, Hoắc Lôi hẳn là đối với mình mang ơn nha. Làm sao con hàng này giống như theo chính mình có thâm cừu đại hận a? Đối mặt Hoắc Lôi nổi lên, La Quân thì khó chịu, cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ba ngày trước tựa như là ngươi bị Thiên Nhẫn bóp lấy giống con chó CSS. Nếu không phải ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm không biết chỗ nào chơi bùn qua. Ta liền xem như cứu con chó, chó cũng sẽ đối ta ngoắc ngoắc cái đuôi, ngươi tính toán cái gì đồ chơi a? Ngươi, Hoắc Lôi bị La Quân như thế vũ nhục, không khỏi giận tím mặt. La Quân cười ha ha, nói ra, thế nào, ngươi muốn động thủ với ta? Hắn trong tươi cười có một sợi thâm bất khả trắc hàn ý. Hoắc Lôi lập tức bắt được, tâm hắn nhì run lên, nhưng cũng không dám động thủ. Tặng ngươi một câu lời nói, người lời đầu tiên nhục sau sẽ bị người vũ nhục lại. La Quân nói ra, tối thiểu đạo lý làm người ngươi cũng đều không hiểu, số tuổi sống đến chó trên người. Sau khi nói xong, hắn liền thống thống khoái khoái tiến vào Giai Duyệt đấu kiếm câu lạc bộ. Mục Tĩnh ở một bên mỉm cười, cũng đi theo vào. Ninh Hàm lại là phảng phất lần thứ nhất nhận biết La Quân, nàng luôn luôn cảm thấy La Quân là cái chàng trai chói sáng. Lại không nghĩ rằng La Quân hội có như thế phong mang tất lộ thời điểm. Tống Nghiên Nhi làm theo không có mắt nhìn thẳng Hoắc Lôi, cũng cùng đi theo đi vào. Ngay cả Đường Thanh cũng không có đứng tại Hoắc Lôi bên này. Bởi vì bất kể như thế nào giảng, La Quân là cứu Hoắc Lôi. Hoắc Lôi làm như thế, thực sự khiến người ta khinh thường. Trong lúc nhất thời, Hoắc Lôi một thân một mình đứng tại chỗ, vô cùng chật vật. Hoắc Lôi trong mắt tách ra hận ý mãnh liệt, hắn khẽ cắn môi, cũng đi theo tiến Giai Duyệt đấu kiếm câu lạc bộ. Hắn muốn nhìn lấy La Quân bị đánh giống con chó, muốn vạch trần La Quân âm mưu. Đấu kiếm trong câu lạc bộ người phụ trách tiếp đãi La Quân một đoàn người. Người phụ trách kia là người đàn ông tuổi trung niên, gọi là Lý Kiệt. Lý Kiệt âu phục, khí chất trầm ổn. Hắn trông thấy Mục Tĩnh lúc, hơi kinh hãi, sau đó mỉm cười nói, nghĩ không ra Mục tiểu thư cũng tới. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn họ đều đến. Lý Kiệt nói ra, vâng, Thiên Nhẫn sư phụ, Bảo An Chi Vương Độc Nhãn, Tề Tổng, còn có Tiết Liền Hổ Tiết Đại Sư, Chu Hồng Chí Chu Đại Sư, Lưu Chính Nghĩa Lưu Đại Sư đều đã tới. Bọn họ tại trong sảnh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Mục tiểu thư, ngài muốn gặp gỡ bọn họ sao? Không cần, Mục Tĩnh nói ra, đợi sẽ tự nhiên có thể gặp mặt. Ngươi cũng cho chúng ta an bài cái nghỉ ngơi địa phương. Tốt, Mục tiểu thư, Lý Kiệt nói ra. Lý Kiệt cho mọi người an bài là một gian phòng khách quý, vô cùng rộng rãi. An bài tốt về sau, lại để cho phục vụ nhân viên lên nước trà cùng bánh ngọt. Như thế về sau, Lý Kiệt mới lui xuống đi. La Quân không khỏi có chút cảm kích Mục Tĩnh, có thể nghĩ, hôm nay nếu như không phải Mục Tĩnh tới. Lý Kiệt sẽ không như thế khách khí, mình tới thời điểm nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Tuy nhiên La Quân không quá quan tâm những này,
nhưng là nếu như là cùng Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi các nàng cùng một chỗ, hắn vẫn là quan tâm một chút mặt mũi. Mọi người sau khi đi vào, Hoắc Lôi cũng không có tiến đến, hắn đơn độc tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mục Tĩnh đang dưới trướng về sau, bỗng nhiên để cho thủ hạ cầm tiến một bộ quần áo, nàng nói với La Quân, ngươi thay xong quần áo này đi. Ngươi nhìn ngươi cái này quần áo luyện công cũng quá cũ một chút. La Quân nhìn sang, đây là một bộ màu trắng quần áo luyện công. Hắn không có cự tuyệt, tiếp nhận quần áo luyện công. Mục Tĩnh chuẩn bị rất lợi hại chu toàn, liền màu trắng giày vải cũng chuẩn bị cho La Quân tốt. La Quân cầm y phục qua phòng thay đồ. Chỉ chốc lát về sau, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một tích tắc này, tất cả mọi người là ngây người. Đơn giản là, giờ phút này La Quân một thân trắng như tuyết quần áo luyện công. Xuất trần phiêu giật khí chất, thong dong chấn định phong độ. Trước đó hắn thân trên màu trắng áo dài, phía dưới vẫn là giày thể thao, dù sao cũng hơi không đáp. Nghiêm chỉnh ở giữa, La Quân cũng là nhất đại tông sư. Lại nơi đó là cái kia bị ổi, bất cần đời bảo an. Đinh Hàm trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quang mang. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi cũng là ngốc. Về phần Mộc Tĩnh nhàn nhạt gật đầu. Trong nháy mắt, thời gian thì cũng đến ước điểm 10 điểm. Mọi người đứng dậy liền muốn qua đấu kiếm câu lạc bộ trong đại sảnh tụ hợp. La Quân, lúc này, Đinh Hàm bỗng nhiên đi vào La Quân trước mặt. Ngay tại La Quân hoảng hốt trong nháy mắt, Đinh Hàm nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước tại La Quân trên gương mặt hôn một chút. Hôn xong sau, Đinh Hàm khuôn mặt đỏ bừng như máu. La Quân tỉnh táo lại là cuồng hỉ. Cái này một nụ hôn, là Đinh Hàm do dự nửa ngày, nổi lên sở hữu dũng khí hôn đi ra. Nàng sợ La Quân vạn một thất bại, nàng sợ hội lưu lại tiếc nuối. Lúc đầu, nàng tuổi tác so La Quân lớn, cũng so Tống Nghiên Nhi mấy nữ sinh này lớn. Nàng lại đã ly hôn, cho nên nàng là muốn so bất luận kẻ nào đều rụt rè. Nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn là ma xui quỷ khiến hôn La Quân. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhìn ở trong mắt, trong lòng hai người lại là càng thêm phức tạp. Đó là cái vui sướng khúc nhạc dạo ngắn. Chí ít đối với La Quân tới nói là vui sướng. Cả đám đúng giờ đi vào câu lạc bộ đấu kiếm đại sảnh. Phòng khách này mặt đất trải kim ti tuyến thảm, mềm mại cùng cực. Bốn phía vách tường chính là gương đồng, hết thảy đều lộ ra vàng son lộng lẫy, xa hoa đã đến. La Quân cả đám sau khi đi vào liền trông thấy Thiên Nhẫn nhóm người kia. Thiên Nhẫn một đám người đồng đều đã ở chỗ khách quý ngồi nhập tọa, bọn họ nhìn thấy La Quân bọn người về sau, liền cũng liền đứng lên. Mọi người tụ hợp, Mộc Tĩnh ôm quyền cùng Trời Nhẫn một nhóm người này nói, các vị sư phụ, các ngươi tốt, tại hạ Mộc Tĩnh. Tiết Liên Hổ, Chu Hồng Chí, Lưu Chính Nghĩa, Thiên Nhẫn bọn người nhìn về phía Mộc Tĩnh. Bọn họ là cao minh hạng người, liếc mắt liền nhìn ra Mộc Tĩnh không đơn giản. Bây giờ Mộc Tĩnh lấy giới võ thuật lễ tiết được ôm quyền lễ, bọn họ liền cũng ôm quyền đáp lễ, tiếng La Mộc sư phụ tốt. Vị này thì là La Quân, La sư phụ A. Cái kia Tiết Liên Hổ nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra. Tiết Liên Hổ, Chu Hồng Chí, Lưu Chính Nghĩa những người này mặc dù là Thiên Nhẫn bằng hữu, nhưng cũng đều là thành tinh nhân vật. Mặc kệ bọn hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, mặt ngoài mặt mũi là nhất định phải làm tốt. La Quân liền cũng liền được cái tiêu chuẩn ôm quyền lễ, nói ra, tại hạ La Quân, không biết chư vị sư phụ xưng hô như thế nào. Tiết Liên Hổ mỉm cười, nói ra, ta họ Tiết, Tiết Liên Hổ. La Quân nhân tiện nói, Tiết sư phụ tốt. Sau đó, Tiết Liên Hổ lại giới thiệu sư phụ hắn, La Quân Vân An. Trên thực tế, Tiết Liên Hổ những sư phụ này nhóm ở trong nước giới võ thuật bên trong là danh tiếng nổi bật. Bất quá La Quân con hàng này một mực đang quốc ngoại, cho nên đối trong nước giới võ thuật tuyệt không giải, bởi vậy cũng liền không biết bọn hắn. Bất quá coi như thế, La Quân tại phen này tiếp xúc bên trong cũng hiểu được mấy vị này sư phụ mảnh. Tỷ như Tiết Liên Hổ là tập luyện bát cực quyền, cũng chính là ba tử quyền. Bát cực quyền thế lớn lực mãnh liệt, mạnh mẽ thoải mái, vô cùng hùng hồn. Cổ đại đại tướng, bát cực thương nơi tay, xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó. Bát cực quyền chính là do bát cực thương diễn biến mà đến. Về phần Chu Hồng Chí Chu sư phụ là Trần Gia Câu Trần Thị Thái cực truyền nhân, toàn thân một cỗ mượt mà khí tức, chính là đem thái cực quyền luyện đến trong xương tủy tông sư. Mà Lưu Chính Nghĩa là tập luyện bát quái trưởng. Cái này Thiên Nhẫn, lại là chủ yếu tu luyện Thiểu Lâm công phu. Lao Sơn nội gia quán cùng Thiếu Lâm bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cơ hồ cũng là thoát từ nhỏ Lâm,
tự thành một phái. Thiên nhẫn đại lực kim cương quyền, đại cầm nã thủ, tiểu cầm nã thủ, còn có nhất chỉ thiền, toàn bộ đều đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Những người này mảnh, La Quân toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Hắn từ nhỏ theo sư phụ cùng nhau lớn lên, đối các môn các phái võ thuật đều có rất sâu lý giải. Về sau ở nước ngoài chém giết, cũng từ rất nhiều thuật cận chiến bên trong lấy thừa bù thiếu. Hắn cũng biết, rất nhiều công phu nhìn tự thành một phái, nhưng lại đều có chỗ tương đồng, tỉ như bát cực quyền, bát quái trưởng, hình ý quyền, những này hung mãnh quyền thuật toàn bộ đều có tương đồng đạo lý. Cái gọi là vạn pháp quy nhất, vạn pháp giống nhau chính là cái đạo lý này. La Quân đem mọi người mảnh đều nhìn cái rõ ràng, nhưng lại không ai nhìn ra La Quân mảnh tới. Nếu như La Quân là đi tại trên đường cái, mọi người khẳng định phải cho là hắn là cái không biết võ công gia hỏa. Nhưng hắn hôm nay đến đây cùng trời nhẫn quyết chiến, mọi người nơi nào hội cho rằng như vậy. Ngược lại cũng không phải nói La Quân tu vi thì mạnh đến nghịch thiên, chủ yếu là mỗi một vị đại sư thời gian dài tập luyện chính mình quyền thuật, bởi vậy ở trên người lưu lại một loại dấu ấn tinh thần. Tỷ như thập kỷ 60 người, trên thân sẽ có thuộc về thập kỷ 60 độc hữu ân ký. 90 sau có 90 sau ân ký. Cuồn cuộn lịch sử dòng nước lũ tại mỗi một thời đại trên thân người đều lưu lại đặc thù ấn ký. Nhưng là La Quân khác biệt, gia hỏa này trên thân phảng phất không có bất kỳ cái gì ấn ký. Nơi này là giấy sinh tử, hai vị nhìn lấy nếu như không có vấn đề, vậy liền ký đi. Đồng thời, Chu Hồng Chí sư phụ xuất ra hai phần hợp đồng, sau cùng trải ở một bên trên bàn trà. Thiên nhẫn cầm bút lên đầu, cũng không nhìn kỹ, bút lớn vung lên một cái, ký chính mình tên. Cái này giấy sinh tử tuy nói là không có pháp luật hiệu ứng. Nhưng ở giới võ thuật người lại phá lệ coi trọng cái này giấy sinh tử. Ký giấy sinh tử, nếu như sau đó người nào vì vậy mà nháo sự, đó là vô cùng ác liệt, là vì giới võ thuật chỗ khinh thường. La Quân quét mắt một vòng giấy sinh tử, phía trên nội dung rất đơn giản, chủ quan cũng là lần này quyết đấu, toàn bằng tự nguyện, sinh tử cùng người không lo. La Quân liền cũng liền ký chính mình tên. Ninh Hàm tuy nhiên sớm biết muốn ký giấy sinh tử, nhưng bây giờ không khí này phía dưới, nàng trông thấy La Quân cùng cái này thiên nhẫn tránh thức ký giấy sinh tử thời điểm, nàng không khỏi thân thể mềm mại run rẩy lên. Trận này quyết đấu thật sự là quá khốc liệt. Liền xem như Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh giờ phút này cũng có chút chấn động, cái này giấy sinh tử, nhiều như vậy đại tông sư ở đây, cái này như thế nào có thể nói đùa. Tại đánh trước đó, chúng ta lời nói vẫn phải nói rõ ràng. Thiên nhẫn bỗng nhiên mở miệng, hắn luôn luôn lạnh lùng, lúc này đột nhiên mở miệng, lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. La sư phụ mời nói, Tiết Liên Hổ nói ra. Thiên nhẫn nói ra, nếu là hôm nay La Quân bị thua, cái kia lệ nhân công ty chính là chúng ta ở giữa phụ gia đổ ước. Ta mời mấy vị sư phụ muốn làm chứng. Tiết Liên Hổ cùng Lưu Chính Nghĩa, Chu Hồng Chí bọn người nhìn nhau. Sau cùng Tiết Liên Hổ đối La Quân nói, La sư phụ, người nói thế nào? La Quân không khỏi có chút buồn bực, hắn đem sự tình muốn đơn giản một điểm, cảm thấy coi như mình thua, Tống Nghiên Nhi các nàng cũng có thể chống chế. Có thể giờ phút này, những đại tông sư này đều tại, vậy thì thật là một miếng nước bọt một cái đinh. Chính mình sẽ không thua, có thể Tống Nghiên Nhi các nàng không có a. Cho nên La Quân trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng. Phản mà lúc này, Mộc Tĩnh mở miệng, lệ nhân công ty sự tình ta nghe nói, lệ nhân công ty La Quân không làm chủ. Chẳng qua nếu như La Quân thua, ta có thể làm chủ bồi thường 200 triệu NDT. Mọi người nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 200 triệu NDT cũng không nói nói đùa. Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều nghe vậy, trong mắt thả ra tham lam quang mang tới. Độc Nhãn nói gấp, sư huynh, ta thấy được. Thiên Nhẫn liền cũng liền gật đầu, nói ra, cái kia tốt. La Quân hơi hơi cảm kích mắt nhìn Mộc Tĩnh, hắn biết Mộc Tĩnh là người thông minh. Mộc Tĩnh tự mình biết nhất định sẽ thắng, đây bất quá là cái thuận nước song thuyền. Nhưng là, thắng bại số lượng tổng có ngoài ý muốn. Mộc Tĩnh chịu dựng vào trận này đánh cược, 200 triệu NDT nhân tình, La Quân thế tất yếu vĩnh viễn ghi khắc. Kể từ đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Mộc Tĩnh còn nói thêm, bất quá chúng ta cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước, nếu là La Sư phụ thua, Độc Nhãn muốn từ đó rời khỏi Hải Tân thành phố. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, Độc Nhãn lập tức nói. Mộc Tĩnh còn nói thêm, còn có, ta biết La Sư Phụ, Độc Nhãn các ngươi đều là Lao Sơn nội gia quán đệ tử. Các ngươi Lao Sơn nội gia quán bây giờ từ thành quy mô, phe phái.
nhất bang sư huynh đệ như thể chân tay, càng là các ngươi sư tôn Lâm Văn Long, bây giờ tu vi đã là siêu phàm nhập thánh. Lại tại ở nước ngoài sáng lập thuộc về mình thế lực, dạng này người, chúng ta cũng không thể trêu vào. Hôm nay, ta chính là muốn chư vị tông sư làm chứng, nếu như La sư phụ thua, Lao Sơn nội gia quán đệ tử hết thảy không thể lại đến tìm La Quân phiền phức. Nếu không, chàng tỷ đấu này một điểm ý nghĩa đều không có. La sư phụ, người nói thế nào? Tiết Liên Hổ lại vấn Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn nói ra, nếu là ta thua, chính là ta học nghệ không tinh. Lao Sơn nội gia quán đệ tử toàn bộ không thể tới tìm La Quân phiền phức. Tốt, Tiết Liên Hổ nói ra, những lời này, chúng ta ở đây mấy vị sư phụ đều là chứng kiến. Hai vị không có đừng hỏi đề, vậy thì bắt đầu đi. Tại cái này một cái chớp mắt, bầu không khí bỗng nhiên thì ngưng trọng lên. Cái này một cái chớp mắt, Đinh Hàm, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi trái tim đều nhấc lên. Hoắc Lôi âm lãnh nhìn lấy, Mục Tĩnh cùng anh em nhà họ Từ ánh mắt nhàn nhạt. Cái này Thiên Nhẫn càng là đạm mạc, phảng phất hết thảy đều không trải qua tại tâm. Hắn cất bước đi đến đại sảnh trung gian. La Quân cũng thì cùng đi theo qua. Hai người ở trên không trong sân cách 3 mét khoảng cách, riêng phần mình đứng yên. La sư phụ, mời. Thiên Nhẫn ôm quyền. La Quân ánh mắt trầm tĩnh, đồng dạng nói, Thiên Nhẫn sư phụ, mời. Vừa dứt lời âm trong nháy mắt, hai người đồng thời động. Một tích tắc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tàn ảnh lướt lên, kình lôi nhấp nhô, mặt đất kia thảm bị hai người cước lực vỡ nát, bay đầy trời bụi. La Quân trong mắt tinh quang bùng lên, chân đạp trung tuyến, nhấc lên thiết quyền bỗng nhiên đánh tới hướng Thiên Nhẫn chán. Thiết quyền bên trong ẩn chứa vạn vôn hình xoắn ốc điện lưu, kình lực nổ tung, để bốn phía không khí sinh ra gợn sóng một dạng gợn sóng. Một quyền này là La Quân sở trường công phu, chính là bát cực quyền tử, gọi là cổn lôi quyền ấn. Cổn lôi quyền ấn hung mãnh vô song, cái này Thiên Nhẫn lại là mắt cũng không chớp, đột nhiên nhấn một ngón tay kình phong. Nhất chỉ thiền, giống như một đạo kinh hồng bắn giết hướng La Quân thủ mạch. Lần này điểm trúng, La Quân cánh tay ngay lập tức sẽ bị phế. Thiên Nhẫn nhãn lực độc ác, xuất thủ cũng là đại sát chiêu. La Quân trong nguy cấp, hóa quyền vì long trảo thủ. Long trảo đại cầm nã, vân long tham trảo. Hắn long trảo thủ đột nhiên thì quấn về Thiên Nhẫn cánh tay. Chuẩn bị móng tay đều như lợi kiếm, một khi bắt chúng, trong nháy mắt phân cân thác cốt. Thiên Nhẫn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng vừa lui. Một bước ở giữa, rời khỏi 3 mét có hơn. La Quân lập tức nhào tới. Thiên Nhẫn vừa lui, lại là cái ngoặt bước dáng bắn cung. Đây là Thiếu Lâm độc môn công phu, lui như dương cung, tụ lực bạo phát, cường hãn vô cùng. Thông thường cao thủ tranh chấp, một khi lui bước, cũng là rơi xuống hạ phong. Đối thủ khẳng định hội theo đuổi không bỏ. Mà chỗ ngoặt bước dáng bắn cung thì là xảo diệu ẩn tàng kinh lực, để cho địch nhân công giết đi lên, hắn lại lấy lớn nhất sức mạnh cường hãn giết đối phương. Cho nên, cái này một cái chớp mắt, Thiên Nhẫn chợt quát một tiếng, quanh thân kinh lực cổ động, cuồng bạo khí huyết đột nhiên như rồng thoát ra. Cha, Thiên Nhẫn đại lực kim cương quyền ấn tuôn ra. Quyền đầu như kim cương long chui, phanh một tiếng thiểm điện oanh sát hướng La Quân ngực bụng. Kim cương quyền ấn đến thật nhanh, giống như một ngọn núi bỗng nhiên đấu đá tới, La Quân chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp khó chịu đứng lên. Muốn tránh cũng không được. Một sát na này mạo hiểm tới cực điểm, cái này hai đại cao thủ đối chiến, từ vừa ra tay thì vô cùng sung mãn mạo hiểm. Mấy vị tông sư nhìn đều là hãi hùng khiếp vía. Mà Đinh Hàm mấy người càng là tâm nhắc đến cổ họng. Các nàng tuy nhiên nhìn không rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận được bên trong mạo hiểm. Chỗ ngoặt bước dáng bắn cung giết La Quân một trở tay không kịp. Cái kia kim cương quyền ấn phối hợp chỗ ngoặt bước dáng bắn cung, trong nháy mắt liền để La Quân lâm vào tuyệt đỉnh nguy cơ. Một đám đại tông sư thấy thế không khỏi quất gấp tâm thần, chẳng lẽ La Quân cứ như vậy bại. Mục Tĩnh trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Đúng lúc này, La Quân thân hình bỗng nhiên biến hóa. Linh dương móc sừng. Hắn giống như ở trong núi lao nhanh linh dương, đột nhiên thì dán kim cương quyền ấn quyền phong kỳ diệu xuyên qua. Linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một chiêu này là La Quân sư phụ ở trong núi quan sát linh dương nhảy vọt lĩnh ngộ ra đến, huyền diệu vô song. Thiên Nhẫn chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã mất đi La Quân bóng dáng. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức bỗng nhiên trở lại. La Quân né ra, lập tức liền là long chảo đại cầm nã chụp vào Thiên Nhẫn gáy. Có thể Thiên Nhẫn lượn vòng quá nhanh,
Thiên Nhẫn cũng lập tức thi triển ra đại cầm nã thủ tới. Phanh phanh phanh. Hai người chảo lực đụng thẳng vào nhau, cực kỳ hung hãn. Ba chiêu cầm nã thủ thoáng qua một cái, lẫn nhau đều không chiếm được đối phương tiện nghi. Kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. La Quân đột nhiên vừa lui, tiếp lấy đơn trưởng bổ ra, lực phách hoa sơn. Thiên Nhẫn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem La Quân thủ đoạn bắt giữ. Không đợi La Quân biến hóa, hắn bỗng nhiên hai chân cách mặt đất, lại là như mãng xà một dạng quấn quanh hướng La Quân eo. La Quân lạnh hừ một tiếng, long chảo phản bắt, bỗng nhiên phản bắt giữ Thiên Nhẫn thủ đoạn. Mà lại hai tay cùng lúc theo vào, quấn chặt lấy Thiên Nhẫn cánh tay. Cá sấu kéo đuôi, La Quân trong nháy mắt đại lực xé rách, hai cánh tay giao nhau ra một cỗ cường hãn hình xoắn ốc chi lực. Răng rắc một tiếng, mưa máu bay tán loạn. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Nhẫn cánh tay bị La Quân xinh xinh xé rách xuống tới. Cái này Thiên Nhẫn hai mắt trong nháy mắt lâm vào huyết hồng, bạo giống một tiếng, hai chân kéo chặt lấy La Quân eo. Hắn hai chân dưới loại tình huống này, tụ tập sau cùng một cái chớp mắt khí huyết chi lực, cường hãn đến nghịch thiên trình độ. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Hắn trong nguy cơ, lại cũng không lo được, tiếp lấy bằng cảm giác nhất trưởng tiếp tục đánh giết. Một trưởng này trực tiếp đánh trúng Thiên Nhẫn chán. Nhất thời, Thiên Nhẫn mắt nhất hoa, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Mà thân thể của hắn mất đi khí lực, cũng té xuống. La Quân thân thể lay động một chút, vừa rồi chiến đấu thật sự là quá mạo hiểm. Ngay từ đầu, hắn cùng Thiên Nhẫn đánh bảo thủ, nhưng lại phân không ra thắng bại. Cho nên La Quân binh hành hiểm chiêu, lực phách hoa sơn để Thiên Nhẫn quấn lên tới. La Quân đối Thiên Nhẫn đấu pháp mò thấy một số, biết hắn nhất định muốn làm như thế. Mà La Quân cá sấu kéo đuôi chính là vì hắn chuẩn bị. Chỉ là La Quân không nghĩ tới là, Thiên Nhẫn thối công cường hãn, cơ hồ thì đòi mạng hắn. Nếu không phải La Quân sớm thi triển ra cá sấu kéo đuôi, xé rách rơi Thiên Nhẫn cánh tay, để hắn nguyên khí đại tiết, cái kia một cái chớp mắt, La Quân liền đã chết. Có thể coi là như thế, nếu như La Quân không kịp thời giết Thiên Nhẫn. Hắn ngũ tạng lục phủ của mình liền bị Thiên Nhẫn lực chân vỡ nát. Trận này trận chiến, đánh quá khốc liệt. Sư huynh, cái này một cái chớp mắt, Độc Nhãn nhìn thấy Thiên Nhẫn chết thảm, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Hắn đột nhiên thì xông về phía La Quân. La Quân còn không có tỉnh táo lại, trong đầu hắn loạn loạn. Hắn đều không biết mình đã giết Thiên Nhẫn. Mà Độc Nhãn tốc độ đến cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy La Quân sẽ chết tại Độc Nhãn trên tay. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo càng nhanh thân ảnh xuất hiện. Mục Tĩnh giống như một tôn thần chi xuất hiện tại La Quân trước mặt, nàng lạnh hừ một tiếng, nói, không biết sống chết. Một chân đá ra qua. Độc Nhãn trùng điệp ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đã thắng bại đã phân, chư vị sư phụ, chúng ta cáo từ. Mục Tĩnh ôm quyền nói ra. Sau đó, nàng phú La Quân, mang theo anh em nhà họ Từ nhanh chóng nhanh rời đi. Ninh Hàm cũng theo ở phía sau. Ninh Hàm ngơ ngác, nàng lần thứ nhất trông thấy người chết. Một màn này, đối với Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi tới nói, đồng dạng là rung động. La Quân sau khi lên xe, người cũng liền tỉnh táo lại. Ninh Hàm ngồi tại nàng bên người, Mục Tĩnh ngồi phía trước hàng, Từ Từ Thanh lái xe. Chúng ta đi chỗ nào? La Quân không khỏi hỏi. Mục Tĩnh nói ra, qua ta Trà Trang. La Quân trầm mặc xuống dưới, theo rồi nói ra, hôm nay đa tạ ngươi. Ngươi phần nhân tình này, ta La Quân vĩnh viễn nhớ kỹ. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không có làm cái gì, ngược lại là ngươi, vì Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cái kia hai cái nha đầu, cam mạo sinh tử đại hiểm. Ta nhìn các nàng tựa hồ không quá cảm kích, còn có, ngươi hôm nay đem Thiên Nhẫn giết, ta chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là Thiên Nhẫn không chết, hết thảy còn dễ nói. La Quân trầm giọng nói ra, ta cũng là không có cách nào. Mục Tĩnh nói ra, ta minh bạch, cho nên lúc trước, ta cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi, không nên giết Thiên Nhẫn. Ta khuyên ngươi, rời đi Hải Tân, Mục Tĩnh nói ra. Một bên Đinh Hàm trái tim rung động một chút, nhưng nàng không nói gì. La Quân lại cũng không nói chuyện. Làm sao, Mục Tĩnh hỏi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta sau khi đi, cái này cục diện rối rắm sẽ bị ném cho Nghiên Nhi các nàng. Lại nói, đây không phải ta phong cách. Mục Tĩnh không khỏi bất đắc dĩ, nàng nói ra,
ta thật sự là xem không hiểu ngươi. Tại sao muốn như thế giúp cái kia hai cái nha đầu? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, Nghiên Nhi ca ca là huynh đệ của ta, ca ca của nàng CSS. Mục Tĩnh ngây người. Đinh Hàm cũng là ngây người. Đinh Hàm lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân sẽ đến Hải Tân. Vì cái gì hắn lợi hại như thế thân thủ, lại đi làm cái bảo an. Nguyên lai vẫn luôn là muốn âm thầm bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Đây là một cái thiết huyết chân hán tử. Tĩnh tỷ, ta muốn về nhà ta. La Quân bỗng nhiên nói ra. Mục Tĩnh nhân tiện nói, được. Còn có, liên quan tới Nghiên Nhi ca ca sự tình, ta hy vọng các ngươi thay ta giữ bí mật. La Quân nói ra. Mục Tĩnh nói ra, tốt. Nửa giờ sau, La Quân cùng Đinh Hàm xuống xe. Cả đám liền cũng liền rời đi. Đinh Hàm lo lắng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không sao chứ? La Quân lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Hai người tiến La Quân phòng thuê bên trong. Trong phòng có chút loạn. La Quân ngồi ở trên giường, không nói một lời. Đinh Hàm cho La Quân rót một ly nước. La Quân tiếp nhận, hắn nhìn về phía Đinh Hàm, theo rồi nói ra, Đinh Hàm, ngươi không sợ ta sao? Đinh Hàm hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó, nàng lắc đầu, nói ra, ta không sợ. Thực trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện La Quân giết người một màn kia, nàng là có chút sợ hãi. Có thể nàng biết lúc này không thể nói sợ hãi, mà lại, nàng cũng rất kính nể La Quân. Đinh Hàm chợt nhớ tới cái gì, nói ra, thế nhưng là, người chung quy là giết người, không có phiền phức a. La Quân nói ra, không biết, chúng ta ký giấy sinh tử, chuyện này, Độc Nhãn bọn họ hội xử lý rất sạch sẽ. Đinh Hàm nói ra, những lao sơn đó nội gia quán đệ tử đâu? Bọn họ có thể hay không tìm làm phiền ngươi? La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn theo rồi nói ra, hội có một chút phiền toái, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Hắn ở trong lòng thầm than một tiếng, thời gian tốt đẹp một đi không trở lại. Cuối cùng vẫn là trêu ra đại phiền toái. Đinh Hàm tại một tích tắc này, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu, phức tạp tới cực điểm. Ngay lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. Là Đường Thanh đánh tới. La Quân kết nối, bên kia lập tức truyền đến Đường Thanh thanh âm, nàng thanh âm tràn ngập nói không nên lời tâm tình rất phức tạp, nói ra, La Quân, ta muốn gặp ngươi. La Quân có thể cảm giác được Đường Thanh gọi cú điện thoại này là nổi lên rất lợi hại đại dũng khí. Cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì khó xử, lấy nhẹ nhõm ngữ điệu nói ra, ngươi ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi. Đường Thanh cảm nhận được La Quân ôn nhu, nàng tâm tình lập tức long lanh một số. Nói ra, ta trong nhà, ngươi qua đây đi. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, nói ra, Đinh Hàm, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đinh Hàm gật gật đầu, nàng có chút mất hồn mất vía. La Quân hơi hơi thở dài, không nói thêm lời, liền ra cửa trước. Sau khi ra cửa, La Quân bên trên chính mình pho xe. Rất quen khởi động động cơ. Đem xe chạy ra khỏi qua. Một đường tiến về Liễu Diệp biệt thự tiểu khu. Nửa giờ sau, La Quân đi vào biệt thự tiểu khu bên ngoài. Nhân viên an ninh kia tận trung cương vị công tác, thế mà không cho La Quân đi vào. La Quân bất đắc dĩ, cho Đường Thanh gọi điện thoại. Đường Thanh liền lập tức ra nghênh tiếp, như thế mới đưa La Quân thuận lợi mang vào. Đường Thanh vẫn là ăn mặc cái kia thân thể quần dài màu đỏ, yêu nhã mà tôn quý. La Quân sau khi đậu xe xong, theo Đường Thanh tiến vào biệt thự. Hắn không quên hỏi, Nghiên Nhi đâu? Đường Thanh nói ra, nàng qua công ty. La Quân lại hỏi, biểu ca ngươi đâu? Đường Thanh nói ra, hồi Phật Sơn. La Quân nói ra, a. Sau đó, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Giữa hai người rõ ràng có thật nhiều biến hóa, lại không có thể giống trước đó như thế lẫn nhau nói đùa, giễu cợt đối phương. Đường Thanh thần sắc lộ ra bình tĩnh. La Quân cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Trong biệt thự là thuộc về Phục Thức Lâu, trong đại sảnh sạch sẽ trang nhã, mặt đất trải màu đỏ thảm. Hai người tại trước sofa nhập tọa. La Quân liền nhìn thấy trên bàn trà có rượu vang đỏ, Đường Thanh trên thân cũng có mùi rượu. Hiển nhiên là nàng đang uống rượu, nàng đem đầu tóc khoác ở sau ót, cả người thần sắc có chút lười biếng, dạng này nàng bằng thêm rất nhiều phong tình. Đường Thanh lại cho La Quân tìm đến chén rượu, nói với La Quân. Chúng ta uống một chút đi. La Quân mỉm cười, nói ra, uống một chút ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta có chút sợ ngươi đối ta say rượu thì bảo. Vạn nhất ngươi muốn ta làm sao có thể phản kháng được ngươi.
Đường Thanh hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó, khóe mắt đuôi lông mày bên trong lại là hiện lên vẻ vui sướng. Nàng cũng không giận, vui sướng tự nhiên là bởi vì La Quân rộng lượng không so đo. Nàng hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, một giọt nước mắt tại khóe mắt trong suốt, thật xin lỗi. Nàng nói ra, La Quân nhìn rất nhạt, cười một tiếng, nói ra, không có gì thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ không trách các ngươi. Đường Thanh nhìn về phía La Quân, nàng có chút kích động, nói ra, ngươi dùng mệnh tới giúp chúng ta lại hoài nghi ngươi, nghi vấn ngươi, ngươi vì cái gì không trách chúng ta. Ta cảm thấy, ngươi mắng ta khả năng sẽ còn cao hứng một số. La Quân bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu, theo rồi nói ra, Thanh Thanh, ngươi đừng như vậy nghĩ. Tín nhiệm vật này là cần thời gian, ta đột nhiên xuất hiện, các ngươi hoài nghi là rất bình thường. Đây là nhân chi thường tình. Lúc này La Quân lộ ra thành thục mà sành đời, lại không là cái kia bị ổi tiểu bảo an. Đường Thanh tâm tình hòa hoãn một số, nàng còn nói thêm, ngươi cùng Mộc Tĩnh cũng là mới quen, nhưng Mộc Tĩnh lại đối ngươi 100% tín nhiệm. Ta cảm thấy ta không xứng ngươi đối với chúng ta tốt như vậy. La Quân nhìn lấy Đường Thanh, cảm thấy nữ hài tử này thực là rất hiền lành. Hắn nói ra, Mộc Tĩnh là một tên cao thủ, nàng cùng ta là cùng một loại người, cho nên thì đối ta giải nhiều một chút. Ngươi thật không có chút nào trách chúng ta. Đường Thanh trợn to ngập nước đôi mắt, hỏi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, nếu là trách ngươi, ta tại sao muốn đến nơi đây? Đường Thanh nghe vậy rốt cục dài thở phào một hơi, nói ra, vậy ngươi ngày mai muốn tới trong công ty đi làm. La Quân gật gật đầu, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Đường Thanh còn nói thêm, vậy ngươi cũng chắc chắn sẽ không quái Nghiên Nhi đúng hay không? La Quân nói ra, đương nhiên. Tốt a, cái kia ngươi đi đi. Đường Thanh đứng lên, cười giả dối, nói ra, cô nam quả nữ, chuyển đi nhiều không tốt. La Quân không khỏi im lặng, nhưng hắn vẫn là đứng dậy nói ra, được. Ngay sau đó, Đường Thanh đưa La Quân đến cửa biệt thự. Đúng lúc này, Đường Thanh bỗng nhiên hô, La Quân. La Quân không hiểu trở lại nhìn về phía Đường Thanh, ngay vào lúc này, Đường Thanh bỗng nhiên bắt lấy La Quân tay, lại là lôi kéo La Quân tay đè hướng chính nàng sung mãn đại bạch thỏ. Một sát na này, xúc tu mềm mại, mang theo nói không nên lời sung mãn cùng co giãn. La Quân hoảng hốt, người cũng ngây người. Đường Thanh khuôn mặt đỏ như chín mọng táo, nàng biểu lộ thẹn thùng vô hạn, miệng bên trong lại hỏi, người bây giờ tổng phải biết ta đến đệm không có đệm a. La Quân ngơ ngác nói ra, không có đệm. Cút nhanh lên đi, Đường Thanh liền lập tức ngượng đem La Quân đẩy ra ngoài cửa lớn, sau đó đem chọn cửa phanh một tiếng đóng lại. La Quân trong tay còn có Đường Thanh giữ ôn. Vừa rồi một màn kia, hắn cảm thấy theo nằm mơ giống như. Vạn vạn không nghĩ đến, mạnh mẽ mà thẹn thùng Đường Thanh lại đột nhiên đến như vậy một chút. Hạnh phúc đến quá đột ngột a. La Quân đạt được một cái kết luận, cô nương này thật không có đệm a, tuyệt đối hàng thật giá thật. Sau đó, La Quân bên trên pho xe trở về phòng thuê. Trở lại phòng thuê về sau, La Quân không có nhìn thấy Đinh Hàm, muốn đến Đinh Hàm đã rời đi. La Quân cũng không nghĩ nhiều cái gì. Sau đó, hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu trải vuốt dậy hôm nay sự tình đến chả có ngày sau phải làm thế nào ứng đối. Lao Sơn Nội Gia Quán đệ tử là một đoàn thể, cái đoàn thể này là cái tổ ong vỏ vẽ. Chính mình tuy nhiên không sợ bọn họ, nhưng là một cái ứng đối không tốt, cũng sẽ tai họa vô tội. Muốn thật lâu, La Quân vẫn là không có đầu mối. Việc này, thật đúng là chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Quân tính cách sinh ra cũng là ương ngạnh mà nhạc thiên, hắn sau đó dứt khoát nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau thì rơi vào trạng thái ngủ say. Khi tỉnh dậy là 5 giờ chiều, La Quân lại lần nữa khoanh chân trên giường vận khởi nhật nguyệt tĩnh tâm quyết tới. Tâm ý của hắn yên tĩnh như nước ối bao khỏa bên trong thai nhi, thế gian bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn lo lắng. Một hơi hút nhập thể nội, khẩu khí này tại hắn vận hành dưới, giống như một cái khí bao lão chuột. Ngay tại La Quân toàn thân bên trong tán loạn chạy loạn. Nhưng mỗi một lần chạy, đều là tại gột rửa lấy huyết dịch, làm dịu cốt tủy. Bây giờ La Quân tu vi đã đến hóa kính đỉnh phong. Lại tiến lên một bước, cũng là lục địa chân tiên. Bất quá một bước này muốn bước ra là phi thường khó. Là người cùng tiên ở giữa khác biệt. Một khi bước ra, chính là lý cá vượt long môn, hóa thành thần tiên cấp độ. Hóa kính chính là đem thể nội kinh lực luyện đến nhập hóa trình độ. Minh kính là một cỗ hung mãnh lực lượng, trong thiên hạ, bất luận cái gì lực lượng cường đại đều là minh kính. Lưu ống chi lực cũng là minh kính,
người bình thường nhất quyền đánh ra đến, cũng là minh kính. Ám kình thì là chỉ có nhân loại mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Đem nhất quyền lực lượng ngưng tụ thành châm nhỏ đồng dạng lực lượng, đây chính là ám kình minh kính cao thủ nhất quyền đánh ra 100 cân lực lượng, cái này 100 cân lực lượng đánh vào con voi trên thân, thì theo gãi ngứa giống như. Mà ám kình cao thủ liền có thể đem cái này 100 cân lực lượng ngưng tụ thành thủy tiễn bén nhọn. Nhất quyền đánh vào con voi trên thân, đạo này thủy tiễn đồng dạng lực lượng trực tiếp xuyên thấu con voi bề ngoài ra, chấn thương ngũ tạng lục phủ. Về phần hóa kính, đó chính là xuất thần nhập hóa. Trên mặt đất thả một gạch xanh bên trên thả một đậu hũ, hóa kính cao thủ nhất quyền xuống dưới, đậu hũ không vỡ, gạch xanh vỡ vụn. Đây chính là hóa kính ảo diệu. Minh kính cao thủ, nhất quyền đạt tới 300 cân lực lượng liền xem như thần lực. Ám kình cao thủ đã có thể khống chế tâm ý, tập luyện tẩy tủy pháp quyết, thân thể huyết dịch cùng cốt tủy đạt được cải tạo. Nhất quyền lực lượng có thể đạt tới 500 cân. Hóa kính cao thủ lực lượng là nhất quyền 800 cân, có thể cao hơn tiểu hình đạt. Về phần cái kia cao không thể thành lục địa chân tiên, cái kia lại là đem toàn thân kình lực hóa thành một cái đan hoàn. Đây là vạn pháp quy nhất. Cũng nhưng nói là kim đan. Kim đan cao thủ. Thể nội kim đan một thành. Liền có thể đem tất cả lực lượng, khí huyết lớn nhất ngưng luyện thành một đoàn, một khi đánh giết ra ngoài, lực sát thương là khủng bố thậm chí vô địch. La Quân dừng lại tại hóa kính đỉnh phong đã 3 năm, nhưng lại một mực khó mà bước ra một bước cuối cùng. Mà lại, La Quân nhiều năm như vậy, cũng tươi thiếu đụng phải tránh thức kim đan cao thủ. Những nhân vật kia đều là đương thời bên trên phượng mao lân giác tồn tại. La Quân tu luyện đại ước chừng 1 giờ, hắn tinh khí thần đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu. La Quân cầm điện thoại di động lên kết nối, điện thoại là Đinh Hàm đánh tới. Đầu điện thoại kia, Đinh Hàm thanh âm êm tai, nàng nói ra, người nhất định đói à. Ta trong nhà đã làm tốt đồ ăn, người nhanh lên đến đây đi. La Quân trong lòng vui vẻ, nói ra, được. Hắn hơi thu thập một chút, cũng liền đi ra ngoài. Đi vào Đinh Hàm trong nhà về sau, Đinh Hàm đã làm tốt đồ ăn, rất là phong phú một bàn đồ ăn. Trên bàn có rượu vang đỏ, mà lại Đinh Hàm còn mở ra âm nhạc. Âm nhạc bên trong phát ra là một bài giang mỹ kỳ ca, năm đó thư tình. Tiếng ca mang theo một loại nhàn nhạt lưu luyến tình ý, khiến người ta say mê bên trong. Trên tay thanh xuân, còn lại bao nhiêu? Tư niệm còn có, bao nhiêu giày vò? Ngẫu nhiên sạch sẽ dùng qua lược. Lưu lại thời gian đường cong. Người thế giới, chỉ mong đều tốt. Coi ta nhớ tới ngươi mỉm cười. Vô ý trọng năm đó thư tình. Thời gian rằng giặc thanh xuân dần dần lão. La Quân nghe ngẩn người mê mẩn, hắn mặc dù tùy tiện, nhưng hắn cũng không phải là người thô hào. Hắn cảm thấy bài hát này âm thanh, bài hát này từ khiến người ta say mê, phảng phất là ngây ngô thời đại mối tình đầu. Đinh Hàm hôm nay mặc là màu đen váy đầm, xương quai xanh lộ ra ngoài, trang nhã bên trong lộ ra một tia tinh xảo. Hai người nhập tọa về sau, Đinh Hàm rót rượu vang đỏ. Hôm nay bầu không khí theo ngày xưa lại có khác nhau. Trong ngày thường, La Quân thì là La Quân, tùy tiện La Quân. Nhưng hôm nay La Quân là một cái võ thuật tông sư, cũng là một cái tại ngũ tội phạm giết người. Giết người, quyết đấu, đây đối với La Quân tới nói cũng không phải là chuyện đại sự gì, nhưng đối với Đinh Hàm tới nói, tuyệt đối là rung động, chấn kinh sự tình. Lẫn nhau ở giữa, một mảnh trầm mặc. La Quân nhặt lên ly rượu đỏ, nhẹ cạn uống một ngụm. Liền cũng tại lúc này, hắn chợt phát hiện Đinh Hàm chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. La Quân nao nao, hắn cũng nhìn về phía Đinh Hàm. Đinh Hàm ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, sau đó, nàng cũng liền thu hồi nhãn thần, nàng lại bỗng nhiên nói ra, La Quân, ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng cái gì? La Quân hơi hơi không hiểu. Đinh Hàm điều hưu cười một tiếng, nói ra, ta đã từng cho là mình thì là công chúa, cũng là vận mệnh nhân vật chính. Cũng là phim thần tượng trong tivi nữ chính chân như thế người. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, mỗi cái nam sinh tâm lý, đại khái đều sẽ có một cái anh hùng hoặc là vương tử mộng. Nữ sinh cũng sẽ có công chúa mộng, cái này rất bình thường. Ninh Hàm nói ra, không phải ngươi muốn như thế. Ta từ tiểu học đến trung học, đến cao trung, đại học. Ta thành tích vẫn luôn là cùng cấp 10 vị trí đầu, là học sinh khá giỏi, cũng là hoa khôi. Khi đó, truy ta rất nhiều người rất nhiều, ta là bị bọn họ nâng ở lòng bàn tay giống như thần đàn tồn tại. Có rất nhiều nam sinh ưu tú, cũng bởi vì ta nhiều nói với bọn họ một câu,
bọn họ thì lại bởi vậy mà mừng rỡ như điên. Ta vẫn cho là, ta là đạt được vận mệnh lọt mắt xanh, ta cho là ta cũng là nữ chính chân. Nam nhân ta, nhất định sẽ rất lợi hại lóa mắt, ưu tú. La Quân yên tĩnh nghe Đinh Hàm kể rõ. Đinh Hàm đón đến, sau đó tự giễu cười một tiếng, mang theo một tia thê lương nói ra, nhưng ta sai quá bất hợp lý, sự thật chứng minh, ta bất quá là cái có mắt không tròng nữ nhân. Ta cố ý gả cho Dương Văn Định, rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Đây là ta gieo gió gặt bão. Rất nhiều lần, nửa đêm tỉnh mộng, nằm mơ trở lại đại học thời đại, ta đều muốn khóc một trận. Ta ở đâu là cái gì nữ chính chân? Ta bất quá là cái bình thường đến ngu nữ nhân ngu xuẩn. Đinh Hàm, ngươi đừng nói như vậy chính ngươi. La Quân trầm giọng nói ra, trong mắt ta, ngươi so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn ưu tú. Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, nàng con ngươi rất lợi hại phức tạp, hôm nay ta muốn rất nhiều, La Quân ngươi biết không? La Quân có thể tưởng tượng đạt được Đinh Hàm dãy dụa, hắn không khỏi nói ra, vậy ngươi phải ra cái gì kết luận? Đinh Hàm nói ra, lúc trước lựa chọn Dương Văn Định, là ta có mắt không tròng. Hiện tại, ta biết ngươi là rất lợi hại thần kỳ người, ta cũng biết rời đi ngươi, rời xa ngươi là phương pháp tốt nhất. Mà lại, ngươi cũng sẽ không đến dây dưa ta nhìn ra được, ngươi là lòng tự trọng rất cường nhân. Mà một khi ta làm như vậy, từ nay về sau, ta liền biết giữa chúng ta sẽ không còn có liên quan, ta cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng ta muốn a nghĩ, ta muốn thật lâu, có lẽ ngươi chính là cái kia lão thiên cho ta cơ hội đâu. Ta chẳng lẽ muốn chọn sai Dương Văn Định, sau đó còn phải lại bỏ lỡ ngươi. Ta còn muốn cho chính ta một cơ hội. La Quân tâm trong nháy mắt sôi trào lên, phải nói là vô cùng kích động, cuồng nhiệt vô cùng. Chỗ của hắn nghe không ra Đinh Hàm trong lời nói ý tứ, Đinh Hàm ý tứ đã rất rõ ràng. La Quân mừng rỡ như điên, run giọng nói, Đinh Hàm. Nhưng là rất nhanh, hắn lại khôi phục tỉnh táo, nói ra, nhưng ngươi không sợ ta sẽ dẫn cho ngươi rất nhiều phiền phức sao. Đinh Hàm lắc đầu, nói ra, ta không sợ. Nàng đón đến, còn nói thêm, bất quá La Quân, ngươi còn có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? La Quân lập tức nói, ngươi nói. Đinh Hàm nói ra, chúng ta vẫn là giống như kiểu trước đây ở chung được không? Ta cần một chút thời gian đến cân nhắc rất nhiều chuyện, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta tình huống, ngươi cũng cần phải nghĩ rõ ràng một số đúng không? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta hết thảy đều nghe ngươi. Cơm nước xong xuôi về sau, La Quân lái xe về chính mình phòng thuê bên trong. Cái này lúc sau đã là màn đêm buông xuống, trên trời có một vầng minh nguyệt đầy trời tinh không, mỹ lệ vô cùng. La Quân cũng lâm vào trầm tư, cho tới nay, hắn đều là tùy tâm sở dục. Đối Đinh Hàm ưa thích là thật, nghĩ ra được Đinh Hàm thân thể cũng càng là thật. Nhưng cũng giới hạn ở đây, hắn chưa bao giờ xâm nhập tầng thứ suy nghĩ đừng. Tỉ như Đinh Hàm tình cảnh, Đinh Hàm về sau. Nhưng hôm nay, khi cái kia tầng mạng che mặt bị đẩy ra về sau, La Quân không thể không qua cẩn thận suy nghĩ một chút. Đinh Hàm là kinh lịch một lần hôn nhân thất bại người. Nàng là không chơi nổi. Nếu như mình thật muốn đi cùng với nàng, vậy sẽ phải cùng với nàng kết hôn, cho nàng một cái mỹ hảo tương lai. Như thế, mới xem như đối nàng phụ trách. Đinh Hàm không giống với dĩ vãng chính mình đụng phải nữ nhân. Dĩ vãng, La Quân dù hí hoa tùng, mọi người theo như nhu cầu, vui vui sướng sướng. Nhưng đối với Đinh Hàm, hiển nhiên không được. La Quân năm nay 26 tuổi, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo sư phụ. Về sau ở nước ngoài tung hoành ngang dọc, trên tay gió tanh mưa máu. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phải có một gia đình, muốn kết hôn, muốn sinh con. Những vật này với hắn mà nói, quá xa xôi. Cho nên, giờ khắc này, La Quân đột nhiên đối Đinh Hàm cảm thấy có chút lùi bước. Hắn sợ hãi tiến vào hôn nhân lồng giam, nhưng làm hắn hoang mang vô cùng là, hắn lại là như thế thích Đinh Hàm, thậm chí thân thể nàng. La Quân một đêm này không ngủ an tâm, lặp đi lặp lại cảm thấy được không tia, a tấn. Sau cùng đến sáng ngày thứ hai, hắn rốt cục hạ quyết định tâm tư. Cái kia chính là cùng Đinh Hàm giữ một khoảng cách, chậm rãi làm nhà tầng này cảm giác, sau cùng rời đi. Hắn là thuộc về không bị trói buộc phong, tuyệt không chịu vì bất luận kẻ nào nhi dừng lại. Sớm hơn 7 giờ, Đinh Hàm cho La Quân gọi điện thoại, nói ra, ta trong nhà làm điểm tâm, nửa giờ sau ngươi qua đây ăn điểm tâm đi. Trong điện thoại, Đinh Hàm thanh âm tràn ngập êm tai cùng ôn nhu, để La Quân căn bản thì quên muốn cự tuyệt, muốn xa lánh, hắn rất vui vẻ nói, được rồi. 7 giờ 30 điểm,
La Quân mở ra chính mình pho xe đúng giờ đi vào Bắc Hồ tiểu khu, sau đó đến Ninh Hàm trong nhà. Ninh Hàm cho La Quân mở cửa về sau, phải đi nhà bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đầu. Sau đó, Ninh Hàm lại cho La Quân ngược lại tốt sữa bò, chuyển chính cái ghế, tựa như là đến chờ đợi đại gia thượng tọa một dạng. Nàng là như thế tỉ mỉ chu đáo. Đang quyết định tiếp nhận La Quân về sau, Ninh Hàm tâm tính sinh ra biến hóa rất lớn. Mau tới ăn đi, Ninh Hàm mỉm cười, nói ra. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, chiếu vào Ninh Hàm trên thân, trên sợi tóc. Cái kia sợi tóc ở phía sau hất lên, như độ một tầng kim sắc quang mang, nàng tựa như là ngộ nhập trần thế thần nữ. La Quân phát một chút ngốc. Nói tiếp, Ninh Hàm, người thật đẹp. Ninh Hàm khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ta lão đô lão, đẹp cái gì nha, thiếu miệng lưỡi trơn tru. La Quân kiên trì nói ra, người trong lòng ta là đẹp nhất. Mau tới ăn đi, một hồi mì sợi rán cùng một chỗ thì không thể ăn, Ninh Hàm cười một tiếng. La Quân liền cũng liền tiến lên ngồi xuống. Trên vắt mì có vàng ánh vàng rực rỡ trứng trần nước sôi, La Quân ăn rất thơm, liền nói ăn ngon. Cũng là thật sự là ăn ngon. Ninh Hàm gặp La Quân thích ăn trứng trần nước sôi, liền đem chính mình trứng trần nước sôi cũng cho La Quân. La Quân cười ha ha, cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hắn rất nhanh liền ngay tiếp theo mì sợi ăn xong, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ninh Hàm nhìn hắn ăn cao hứng, liền cũng từ nội tâm cảm thấy thỏa mãn, lại đem chính mình trong chén đầu đều đặn một số cho La Quân. Ăn điểm tâm xong về sau, Ninh Hàm thu thập bát đũa. La Quân thì ngồi chơi lấy, hắn muốn giúp một số bận bịu, đan tê hàm không cho. Có lẽ, thật an định lại, có một ngôi nhà cũng không tệ a, La Quân thầm suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn thì phủ định ý nghĩ này của mình. Hắn thói quen một người, nếu như thời gian dài muốn bị khốn trụ, chỉ sợ hắn sẽ nổi điên. Ta qua trong phòng đổi bộ y phục, người chờ ta dưới, chúng ta cùng đi công ty, Ninh Hàm nói ra. Nàng đón đến, đột nhiên lại nói, đúng, người còn qua công ty đi làm sao? La Quân nói ra, đương nhiên muốn đi. Ninh Hàm cười một tiếng, nói ra, cũng đúng, người chủ yếu là vì bảo vệ Nghiên Nhi. La Quân cười nhạt một tiếng. Ninh Hàm rất nhanh liền qua gian phòng. Sau 10 phút, nàng thay đổi màu đen sáo trang đi ra, cái này là tuyệt đối đồ đồng phục hấp dẫn, cái kia có lồi có lõm dáng người để La Quân trái tim dục dịch. Ninh Hàm mặc vào dạng này sáo trang, trong lúc vô hình càng có loại hơn lệ nhân khí chất. La Quân không khỏi nhìn ngốc. Ninh Hàm đem La Quân biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nàng là vui sướng hài lòng. Ninh Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói ra, La Quân, đêm nay chúng ta qua đi dạo shopping đi, ta giúp ngươi chọn lựa mấy bộ y phục, người y phục này cũng quá cũ. La Quân ngược lại là không quan trọng, nói ra, vẫn tốt chứ, có thể mặc là được. Ninh Hàm kiên trì nói ra, ta muốn đem ngươi ăn mặc càng tốt hơn một chút, làm sao, ngươi không nguyện ý phối hợp ta. Nàng nói càng về sau có một ít hờn dỗi ý vị. La Quân tâm lý khuyên bảo chính mình muốn rời xa Ninh Hàm, nhưng ở nhìn thấy Ninh Hàm về sau, lại là bất lực kháng cự, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Hắn nói gấp, đương nhiên nguyện ý phối hợp. Ninh Hàm đáng yêu cười một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Hàm cùng La Quân tất cả giật mình. Loại này tiểu khu phòng, bình thường là không có người xa lạ đến gõ cửa. La Quân nói với Ninh Hàm, ta đi xem một chút. Ninh Hàm gật gật đầu. Ngay sau đó, La Quân trước đi mở cửa. Cửa mở ra về sau, La Quân trông thấy người tới là hai cái nữ nhân xa lạ. Hai nữ nhân đều là thùng nước eo, một cái chừng 30 tuổi, một cái chừng 50 tuổi. Nhìn, hẳn là mẫu nữ. Ninh Hàm cũng lập tức liền trông thấy hai mẹ con này, trông thấy thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng tự nhiên nhận biết hai người này, bởi vì hai mẹ con này chính là chồng trước Dương Văn Định mẫu thân cùng muội muội. Cũng chính là nàng trước bà cùng trước cô em chồng. Trước đây cô em chồng gọi là Dương Ngọc Mai, trước bà gọi là Hàn Tú. Hai mẹ con này, tuyệt đối là tranh chua người, lần này tìm tới cửa, có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi là ai nha? Dương Ngọc Mai chừng La Quân liếc một chút, lập tức trách mắng. La Quân không khỏi khí cười, nói ra, ngươi là ai nha? Dương Ngọc Mai lập tức cũng liền thấy Ninh Hàm, nàng một thanh cưỡng ép chui vào, đối Ninh Hàm không phân tốt xấu nổi giận nói, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, không tệ a. Hiện tại tìm như thế cái mặt trắng nhỏ, còn đem ta ca tay đều cắt ngang. Hai mẹ con này khí thế hung hung,
hiển nhiên là tìm đến Đinh Hàm phiền phức. Hàn Tú cũng thì cùng theo vào, nàng dò xét cái nhà này thượng hạ liếc một chút, sau đó cũng hướng Đinh Hàm châm chọc khiêu khích nói ra, ta xem sớm ra người cái này hồ ly lẳng lơ không phải cái an phận người, lúc trước ta liền không đồng ý con trai của ngươi cùng ta cùng một chỗ. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm a, hồ ly lẳng lơ, người lúc này mới ly hôn bao lâu thời gian, thế mà đem mặt trắng nhỏ mang vào nhà. Không có nam nhân ngươi thì sống không nổi a. Đinh Hàm nhất thời bị hai mẹ con này khí bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng đứng lên, nàng cả giận nói, các ngươi cút. Cút. La Quân lúc này cũng coi là hiểu rõ chân tướng, hắn đột nhiên quay người lại đi vào Đinh Hàm trước mặt, sau đó ôm Đinh Hàm vòng eo, đồng thời tại Đinh Hàm gương mặt bên trên hôn một ngụm. Đinh Hàm nhất thời ngây người. La Quân xông Hàn Tú cùng Dương Ngọc Mai cười ha ha, nói ra, làm sao rồi, ta theo lão bà của ta ân ái phạm pháp à nha. Nói cho các ngươi biết hai cái tiện nhân, chúng ta thế nhưng là lĩnh giấy hôn thú. Các ngươi hiện tại xông dân cư, đồng thời ác y nhục mạ thê tử của ta. Vừa rồi các ngươi lời nói ta đều quay xuống, các ngươi chờ lấy pháp viện lệnh truyền đi. Hàn Tú cùng Dương Ngọc Mai ngốc ngẩn ngơ, sau đó, Dương Ngọc Mai thì bạo phát, ngươi cái này tạp chủng, còn có ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, các ngươi còn học được bản sự đúng hay không? Ôi, La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi làm gì tức giận như vậy, như ngươi loại này người quái dị, mập mạp si ết, ết bầm, liền xem như cho ta núi vàng núi bạc ta cũng sẽ không muốn. Ta nếu là ngươi, thì không ra mất mặt xấu hổ. Cũng không biết ngươi làm sao có ý tứ đi ra. Ngươi, Dương Ngọc Mai cái kia khí a, khí toàn thân phát run, lão nương cùng ngươi liều, nàng nói xong cũng xông La Quân trên mặt chộp tới. Đinh Hàm vốn là khí muốn si ết, ết, nhưng La Quân cho nàng ra mặt, cái này khiến nàng có loại tiểu nữ nhân cảm giác an toàn. Bất quá lúc này, Đinh Hàm lại lo lắng. Dương Ngọc Mai một xông lên, cái kia Hàn Tú cũng liền theo bạo phát. Hai mẹ con lần này tới là đòi tiền, cho nhi tử muốn tiền thuốc men. Nhi tử bị đánh gãy tay, hai người nghĩ như thế nào đều nén giận. Các nàng cảm thấy mình là nữ nhân, đối phương không dám đưa các nàng thế nào, cho nên thì xông lại. Bất quá giờ này khắc này, hiển nhiên các nàng muốn sai. La Quân đầu tiên là một cước đạp ở Dương Ngọc Mai trên bụng. Dương Ngọc Mai đau hừ một tiếng, té ngã trên đất. Sau đó, La Quân lại một bà tai quất đến Hàn Tú xoay tròn một cái con quay, sau cùng mới ngã trên mặt đất. Cút nhanh lên đi, lại không lăn, lão tử đem bọn ngươi hai cái này đàn bà thúi lột sạch ném ra bên ngoài, La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, tuy nhiên lão tử rất ít đánh nữ nhân, nhưng đối với các ngươi loại này bất nam bất nữ, lão tử nguyện ý mở cửa sau cho các ngươi. Dương Ngọc Mai cùng Hàn Tú lúc này rốt cục cảm nhận được La Quân khủng bố, hai nữ chịu đựng kịch liệt đau nhức, quay người thì xám xịt đi. Hai người này sau khi đi, La Quân vẫn là ôm Đinh Hàm mềm mại vòng eo. Đinh Hàm cũng là thật ngốc, nàng hướng La Quân hỏi, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? La Quân chẳng hề để ý, nói ra, có thể có phiền toái gì? Người biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi ác nhân còn cần ác nhân mà à? Đừng quá để mắt các nàng, đi thôi. Chúng ta chuẩn bị qua công ty. Đinh Hàm lúc này cũng mới ý thức tới La Quân một mực ôm nàng, mà lại mới vừa rồi còn hôn nàng, khuôn mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra La Quân tay. La Quân cười ha hả, dù sao hắn là thoải mái. Sau đó, hai người phải đi công ty, Đinh Hàm còn không có nghĩ kỹ cùng La Quân cảm tình đến nên như thế nào. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là quyết định cùng La Quân riêng phần mình mở riêng phần mình xe qua công ty. Dù sao chí ít trước không ở công ty công khai. La Quân tự nhiên là vui lòng, trong lòng của hắn mâu thuẫn không thể so với Đinh Hàm thiếu đây. Đinh Hàm đi trước công ty. La Quân là ở phía sau một giờ qua, đến công ty thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi. Ánh nắng tươi sáng. La Quân vừa xuống xe, lão Hạ bọn họ một đám bảo an thì vây quanh. Ngoá, La Quân, chỗ nào đến xe nha? La Quân, xe này là ngươi mua sao? Từng cái lao nhau. La Quân lại cảm giác đến vô cùng thân thiết, cười hắc hắc, nói ra, đương nhiên là lão tử mua. Ngưu bức a, đều lái xe, một bảo vệ anh em cười nói, mẹ hắn, chúng ta đều là bảo an, mình giữ người và người chênh lệch thì cái này đại đâu. Lại có bảo an nói ra, ha ha, La Quân, ta vẫn luôn có bằng lái xe, chính là không có xe, ngươi cho ta mượn mở thế nào. La Quân trực tiếp đem chìa khóa xe ném qua, nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, phải lái xe đương nhiên không có vấn đề, cả đối ngươi không có khác yêu cầu, cái kia chính là chú ý chính mình cùng người khác an toàn. Xe hủy cũng không quan hệ.
nhân viên an ninh kia tự nhiên là mừng khấp khởi ứng hảo. Lão Hạ thì là so sánh bình tĩnh, hắn nói với La Quân, tổng giám đốc trước đó điện thoại tới, nếu như ngươi vừa đến, liền muốn ta thông báo ngươi đi tổng giám đốc văn phòng. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, tốt, Lão Hạ, ta biết, ta cái này qua. Hắn vỗ vỗ Lão Hạ bả vai, liền hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến. Đi vào tổng giám đốc trong văn phòng, La Quân thì chỉ thấy được Tống Nghiên Nhi. Luôn luôn trong văn phòng, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh là như hình với bóng. Cho nên dưới mắt, La Quân có chút kỳ quái. Thanh Thanh đâu? La Quân đóng cửa lại về sau, tự nhiên mà vậy hỏi. Tống Nghiên Nhi một thân trắng như tuyết tiểu tây phục, khí khái hào hùng mà tú lệ. Nàng từ tốn nói, Thanh Thanh cùng hắn biểu ca về Phật Sơn qua. La Quân nói ra, làm sao đột nhiên muốn về Phật Sơn, hắn nói chuyện đồng thời an vị tại Tống Nghiên Nhi đối diện. Tống Nghiên Nhi thả ra trong tay công tác, lại gọi điện thoại để thư ký đưa hai ly cà phê tiến đến. Như thế về sau, Tống Nghiên Nhi mới lên tiếng, Thanh Thanh ông ngoại tại Phật Sơn, về đi xem một chút cũng rất bình thường. La Quân nói ra, chỉ sợ là các ngươi hai cái tiểu nha đầu có chút đau đầu dưới mắt tình huống, cho nên để Thanh Thanh đi cùng các trưởng bối thương lượng một chút ha. Tống Nghiên Nhi khẽ cười khổ, nói ra, cái gì đều không thể gạt được ngươi đúng không, nàng đón đến, còn nói thêm, ta cùng ta dượng nói để cho ta không cần cùng ngươi tiếp xúc. Còn hắn, một khi gặp được vấn đề, thì giao cho chỗ hắn để ý. La Quân ngơ ngẩn, hắn cũng đoán không ra Tống Nghiên Nhi ý nghĩ. Tống Nghiên Nhi là cái rất sớm tuệ nữ hài tử, cũng là thiên tài. Trước đó nàng không có như Đường Thanh một dạng không tín nhiệm mình. Hiện tại, nàng cũng không có giống Thanh Thanh như thế hối hận. Bất quá ngươi yên tâm, Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, ta không có đáp ứng ta dượng. La Quân liền hỏi, vì cái gì không đáp ứng? Tống Nghiên Nhi không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra, lệ nhân công ty với ta mà nói là phi thường trọng yếu. Không phải là bởi vì lệ nhân công ty có thể cho ta kiếm lời rất nhiều tiền, trên thực tế, ta tiền cũng đầy đủ. Con người của ta, đối sống phóng túng, hàng xa xỉ chờ một chút đều không có hứng thú quá lớn. Nhưng là, mặc kệ ngoại nhân cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta đều không thể buông tha lệ nhân công ty. Bởi vì lệ nhân công ty là ta sinh mệnh ý nghĩa vị trí. Nó là chứng minh ta Tống Nghiên Nhi tồn tại ở trên đời này giá trị. Cho nên, mặc kệ độc nhãn bọn họ như thế nào tài cao thế lớn, ta không có khả năng đáp ứng bán đi lệ nhân công ty. Nàng ngừng một lát, còn nói thêm, về sau ta ngẫm lại, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, ta gặp phải cái gì kết cục. Ta muốn a nghĩ, bỗng nhiên liền cảm thấy sợ nổi da gà. Độc nhãn những người kia, tuy nhiên không phải người trên đường, nhưng là thủ pháp hành sự so trên đường còn tà dị, hắn thật muốn thi triển thủ đoạn, vạn nhất bắt cóc ta, vỗ xuống cái gì bất nhã video các loại. Ta tin tưởng bọn họ có 100 loại biện pháp để cho ta thỏa hiệp. La Quân ngạc nhiên nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, hắn không nghĩ tới Tống Nghiên Nhi là như thế thông minh, đem đây hết thảy nhìn rõ ràng như vậy. Tống Nghiên Nhi tiếp tục nói một cách khác, là ngươi cứu vãn ta chính trị sinh mệnh chí tôn Triệu Hoán Sư. Ngươi là ta Tống Nghiên Nhi đại ân nhân, đối với ta mà nói, lệ nhân công ty là phi thường trọng yếu. Nhưng là nếu như bởi vì ta muốn bảo toàn lệ nhân công ty liền nghe từ gì ta cha lời nói, đưa ngươi đuổi đi, đó là vong ân phụ nghĩa. Cố nhiên, chứng minh ta tồn tại giá trị là phi thường trọng yếu. Nhưng đầu tiên, ta vẫn phải là cái đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Người, một người, nếu như ngay cả tối thiểu đạo nghĩa cũng làm không được, còn nói giá trị, chẳng phải là buồn cười. Những lời này nói ra, La Quân không khỏi bắt đầu lại lần nữa xem kỹ Tống Nghiên Nhi. Hắn cảm thấy Tống Nghiên Nhi gầy yếu trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Nàng khí khái để hiện tại rất nhiều người đều muốn cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ, thật là bởi vì nàng còn nhỏ, nàng còn không có kinh lịch trong nhân thế tàn nhẫn cùng bị ổi, cho nên còn có thể như thế thẳng thắn cùng cố chấp. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân đều rất lợi hại kính nể Tống Nghiên Nhi. Như là trước kia, La Quân bảo hộ Tống Nghiên Nhi là bởi vì ca ca của nàng Tống Thành Bân. Mà bây giờ, La Quân lại là xuất phát từ nội tâm muốn bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Hắn là võ giả chính là muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nếu như võ giả cũng không thể có phần này hung hoài, cái kia còn có thể trông cậy vào người bình thường. La Quân cảm thấy mình càng muốn bảo vệ Tống Nghiên Nhi, bởi vì giống Tống Nghiên Nhi dạng này nữ hài tử, thật sự là quá ít. Bất quá, Tống Nghiên Nhi bỗng nhiên lại nói ra, ta vẫn còn có chút vấn đề không nghĩ ra, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp. La Quân nói ra, ngươi nói,
Tống Nghiên Nhi nói ra, tại ta khó khăn nhất thời điểm, người đột nhiên xuất hiện. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong vương tử một dạng, nhưng ta cũng không tin đồng thoại. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy xảo, tại ta cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, thật có chút xảo. Nhưng ngươi vừa hy vọng ta trả lời thế nào ngươi? Ta không phải thần tiên, không có khả năng biết ngươi vừa vặn cần muốn trợ giúp. Sự tình chính là như vậy xảo, bị ta đụng tới. Tống Nghiên Nhi trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, có lẽ là bởi vì, mạng ngươi phú quý, gặp nạn nhất định có quý nhân đến đỡ. Bởi vì đây là mạng ngươi nghiên cứu, cho nên, dù cho ngày sau ngươi gặp nguy hiểm, đồng dạng cũng sẽ rất trùng hợp có người giúp ngươi. Mặc dù nói dậy mệnh cách đến rất lợi hại mơ hồ cùng mê tín, nhưng là người tự sinh ra tới, thì có một đầu nhất định đường. Con đường này khiếu tố mệnh vận, có người sinh ra tới cũng là quý tộc vương hầu, có người bần rẻ như chó, có người bắt lấy kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên. Có người đi trên đường sẽ bị xe đụng CSS. Mỗi người mệnh cũng khác nhau. Tống Nghiên Nhi nhìn về phía La Quân, nói, thật không có hắn nguyên nhân. La Quân nói ra, ta từ nước ngoài đến Hải Tân là một cái trùng hợp, độc nhãn tìm làm phiền ngươi cũng là lâm thời khởi ý. Ta không phải thần tiên, làm sao có thể đầy đủ không cần đoán cũng biết. Tống Nghiên Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, vậy xem ra, ngươi thật chính là ta mệnh trung quý nhân rồi. La Quân cười một tiếng, nói tiếp, không có việc khác, ta thì đi ra ngoài trước. Tống Nghiên Nhi nói ra, đợi một chút. Ngươi cảm thấy độc nhãn sẽ rời đi Hải Tân sao? Còn có Lao Sơn nội gia quán tục gia đệ tử, sẽ tiếp tục tới tìm chúng ta phiền phức sao? La Quân trầm ngâm nói, chuyện này, không có khả năng đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta nơi này là trong nước, vẫn là xã hội pháp trị, bọn họ bên ngoài không dám làm loạn. Nếu như là muốn chơi âm, căn bản không cần sợ, bởi vì ta là dở trò tổ tông. Tống Nghiên Nhi hơi khẽ thở phào một cái, nói ra, vậy thì tốt, hết thảy đều làm phiền ngươi. La Quân mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Khánh An trong tập đoàn. Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều trong phòng làm việc kích tình một lần, trên ghế salon còn có lưu lại ẩm ướt nhớ. Tề Kiều Kiều lộ ra lười biếng không thôi, Độc Nhãn lại là trầm mặc. Hắn tại Tề Kiều Kiều trên thân đơn thuần phát tiết. Cái này thiên nhẫn thi thể đã nhanh nhanh hỏa táng. Hết thảy dấu vết đều không có để lại. Bởi vì là ký giấy sinh tử mà CSS, dựa theo giới võ thuật quy củ, đó là không có thể tổ chức lớn tang lễ. Và lại, lần này cũng là Lao Sơn nội gia quán tục gia đệ tử mất mặt sự tình, kia liền càng không thích hợp trắng trợn tuyên truyền tới. Thiên nhẫn hủ cho cốt tại xế chiều hôm đó liền đã hạ táng tại Hải Tân thành phố An Nam Lăng mộ viên bên trong. Đồng thời, thiên nhẫn thân tử tin tức, đã kinh động Lao Sơn nội gia quán đệ tử đời một. Thiên nhẫn là trong hàng đệ tử đời thứ hai nhân tài kiệt xuất. Chuyện này lời đồn phạm vi cũng không rộng, nhưng vẫn là truyền đến đệ tử đời một cái kia vị đại ca trong tai. Đệ tử đời một vị kia đại sư huynh gọi là Dương Lăng. Dương Lăng nay tuổi 30 tuổi, trên thực tế, hắn so thiên nhẫn còn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng vị này Dương Lăng trong nhà là Yến Kinh Hào môn vọng tộc, vô cùng có thực lực. Cho nên lúc ban đầu bái sư bối phận thì cao hơn nhiều, mà lại hắn tu vi cũng rất cao. Còn đến cao tới trình độ nào, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Bây giờ Dương Lăng đã tự lập môn hộ, ngay tại Giang Nam thành phố đệ nhất sáng lập Dương Thị Tập đoàn. Dương Thị Tập đoàn nắm giữ Giang Nam đệ nhất trường Giang cầu tàu vận chuyển quyền lợi. Mỗi một năm, Dương Thị Tập đoàn ánh sáng tại vận chuyển quyền lợi bên trên chỗ sinh ra lợi nhuận thì đạt tới 600 triệu. Mà lại, Dương Thị Tập đoàn đối xe hơi cơ giới hành nghiệp cũng có đọc lướt qua, còn buôn lậu một số quốc ngoại xe hơi. Cái kia 600 triệu lợi nhuận là bên ngoài, vụng trộm dựa vào buôn lậu, Dương Thị Tập đoàn hàng năm lợi nhuận có 18 ức nhiều. Dương Thị Tập đoàn đã chế tạo thành một cái to lớn buôn bán đế quốc. Kéo dài chữ lót rất nhiều cao thủ, sư huynh đệ đều tại Dương Thị trong tập đoàn. Bởi vì có nhiều cao thủ như vậy tỏa chấn, một số người trong nghề cũng không dám đối Dương Thị Tập đoàn có chỗ ngấp nghé. Về phần phía chính phủ, Dương Thị Tập đoàn đem sổ sách làm rất tốt, các phương diện đều chuẩn bị tốt. Cho nên vẫn luôn là nhạc vui hòa, bình an vô sự. Lao Sơn nội gia quán là một khối biển chữ vàng. Những này nội gia quán con cháu tạo thành đoàn đội, sức ảnh hưởng là để rất nhiều đại nhân vật đều muốn kiêng kỵ. Cho nên, bọn họ xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cục diện. Nếu như thiên nhẫn cứ như vậy bị người đánh CSS,
những sư huynh đệ này nhóm không làm lời nói, như vậy bọn này Lao Sơn nội gia quán đệ tử cho người ta trấn nhiếp lực đem hội giảm xuống rất nhiều. Đây là Dương thị tập đoàn thiếu chủ Dương Lăng chỗ không thể chịu đựng. Nhưng loại tình huống này, Dương Lăng cũng không thể công nhiên qua tìm La Quân phiền phức. Bởi vì ký giấy sinh tử, trước đó ước định đều đã truyền đi. Người trong giang hồ, coi trọng nhất cũng là tín nghĩa. Nếu như Lao Sơn nội gia quán đệ tử làm việc không giảng cứu, như vậy đối tín dự ảnh hưởng là to lớn. Sau cùng liền sẽ dẫn đến người khác không tín nhiệm cái này Lao Sơn nội gia quán. Một khi thật đến nước này, liền xem như Lao Sơn nội gia quán đại nhóm cũng sẽ ra mặt vấn trách. Như vậy dưới mắt, Dương Lăng đám đệ tử này thì đứng trước tiến thối lưỡng nan cục diện. Dương Lăng càng nổi nóng độc nhãn, có thể lúc này, trách cứ độc nhãn cũng là vô sự vô bổ. Hắn trong trăm công ngàn việc cho độc nhãn gọi điện thoại. Độc nhãn tiếp vào Dương Lăng điện thoại thời điểm, chính là cùng Tề Kiều Kiều ở trên ghế salon đại chiến sau, ngươi là ai, độc nhãn kết nối sau tức giận nói ra. Ta họ Dương, tên một chữ một cái lăng chữ, Dương Lăng nhạt lạnh nói ra. Độc nhãn nhất thời quá sợ hãi, lắp bắp hô, sư thúc. Dương Lăng hít sâu một hơi, nói ra, người bên này sự tình ta đều biết, người chính mình làm ẩu, hại CS, S thiên nhẫn sư điệt. Bút chướng này ta chờ sau lại tính với ngươi. Độc nhãn kinh sợ, nói ra, sư thúc, ta biết sai, muốn đánh phải phạt toàn bằng ngài xử trí. Dương Lăng nói ra, người gần nhất không muốn xa cách Hải Tân. Độc nhãn nói ra, thế nhưng là đổ ước. Dương Lăng nói ra, đổ ước nói là muốn người rời đi Hải Tân đúng hay không? Độc nhãn hơi hơi không hiểu, nhưng vẫn đáp, đúng. Dương Lăng nói ra, người không rời đi Hải Tân, như là La Quân tới tìm người phiền phức, hắn đưa người đánh, thương tổn, đó chính là hắn tại khiêu chiến chúng ta Lao Sơn nội gia quán đệ tử tôn nghiêm. Chúng ta thì có lý do ra tay với hắn. Đồng thời, người vi phạm đổ ước, ta sẽ đem người trục xuất Lao Sơn nội gia quán đệ tử đoàn thể làm trừng phạt. Sư thúc, ta, độc nhãn trong lòng dùng mình một cái, minh bạch Dương Lăng đầu này kế sách độc ác. Là đã muốn để người trong giang hồ không lời nào để nói, lại phải đem La Quân làm. Điều này hiển nhiên là cái song toàn đẹp kế sách, chẳng qua là muốn hy sinh chính mình mà thôi. Dương Lăng nhạt lạnh nói ra, về sau, người đến Dương Thị đến, ta sẽ cho ngươi cả đời không lo sinh hoạt. Độc nhãn biết mình không thể cự tuyệt, nếu không thì gặp phải sư thúc lửa giận. Lại nói, chuyện này chính mình nhất định phải gánh chút trách nhiệm. Ngay sau đó, độc nhãn liền nói, tốt. Ta hết thảy đều nghe theo sư thúc ngài, hắn đón đến, nói ra, thế nhưng là vạn nhất, La Quân cũng không ra tay với ta làm sao bây giờ. Lại hoặc làm theo, hắn muốn trực tiếp đem ta giết. Dương Lăng nói ra, ban ngày ban mặt, như chưa ký kết giấy sinh tử, hắn an dám giết người, đón đến, nói ra, bất quá hắn nếu là không ra tay với ngươi ngược lại là phiền phức. Như vậy đi, ngươi chủ động qua khiêu khích hắn. Chuyện này không thể kéo quá lâu, hiểu chưa? Nếu không sẽ đối Lao Sơn nội gia quán đệ tử danh dự rất là bất lợi. Độc nhãn nói ra, vâng, sư thúc. Làm sao, tắt điện thoại về sau, một bên Tề Kiều Kiều liền vội hỏi độc nhãn. Độc nhãn trong mắt quang mang lấp lóe không yên, sau đó mới lên tiếng, Dương sư thúc đối La Quân vô cùng nổi nóng, người yên tâm đi, La Quân sống không bao lâu. Chỉ bất quá, Kiều Kiều, sau khi chuyện thành công, ta sẽ rời đi Hải Tân. Người đến lúc đó làm sao bây giờ? Tề Kiều Kiều không khỏi thất sắc, nàng những năm này, trước theo Khánh An tập đoàn Tống Khánh An cuối cùng một chỗ, thông qua làm Tống Khánh An tình nhân mà lên vị. Những năm gần đây, Tống Khánh An đối nàng mất đi hứng thú, nàng lại trèo lên độc nhãn. Tống Khánh An đối với chuyện này tự nhiên cũng là nổi nóng, nhưng là trở ngại độc nhãn, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Độc nhãn là bảo an chi vương, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là độc nhãn phía sau Lao Sơn nội gia quán đệ tử tập đoàn này. Liền xem như Hải Tân Long Vương gia cũng không dám đắc tội độc nhãn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tề Kiều Kiều trong 2 năm qua Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, toàn là bởi vì có độc nhãn. Chính là bởi vì nội tâm bành trướng, mới có thể xuống tay với Tống Nghiên Nhi. Có ai nghĩ được lần này lại là thất bại, nếu là độc nhãn rời đi Hải Tân, nàng mất đi che chở, Tống Khánh An khẳng định tha không để cho. Ta cùng ngươi cùng đi, Tề Kiều Kiều lập tức nói. Độc nhãn không khỏi hơi hơi cảm động, nói ra, được. Tống Nghiên Nhi sau khi tan việc, La Quân mở pho xe đưa Tống Nghiên Nhi về biệt thự. Tống Nghiên Nhi cũng là không chọn, trực tiếp thì ngồi lên. Bất quá đến Liễu Diệp khu biệt thự về sau,
Tống Nghiên Nhi nói ra, mỗi tháng ta cho ngươi thêm nhiều hơn 5.000 khối lượng dầu tiêu hao đi. La Quân nghe vui mừng, nói ra, vậy thì tốt quá. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, bất quá ngươi buổi sáng nếu là còn dám đến trễ, vậy liền không có cái gì. La Quân cười ha ha, nói ra, cam đoan không đến muộn. Như thế về sau, La Quân mới theo Tống Nghiên Nhi tạm biệt. Sau đó, La Quân lại qua cùng Đinh Hàm tụ hợp. Hôm nay Đinh Hàm không muốn tự mình làm cơm, thì ước La Quân ra đi ăn cơm. Hai người vừa mới tụ hợp, La Quân thì tiếp vào Mộc Tĩnh điện thoại. Mộc Tĩnh ước La Quân qua trà trang tiểu tụ. Mộc Tĩnh giúp La Quân đại ân, La Quân lúc này tự nhiên không thể cự tuyệt. Hắn cười một tiếng, nói ra, mang người bằng hữu đến như thế nào? Mộc Tĩnh cười nói, là vị kia Đinh Hàm tiểu thư a. Có thể. Tắt điện thoại về sau, La Quân nói với Đinh Hàm, đi thôi, cùng đi, hắn tự nhiên làm không được có hẹn thì mặc kệ Đinh Hàm. Đinh Hàm ngược lại là có chút bận tâm, nói, ta qua được không? Nào có cái gì không tốt, La Quân cười ha ha, sau đó thì đảo quanh tay lái. Mộc Tĩnh tại trà trang bên trong đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, rất là phong phú. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là Mộc Tĩnh tự mình xuống bếp làm. Nhập tọa về sau, mọi người thì ăn dậy cơm tới. Lẫn nhau đều đã giống như là rất quen, cũng không có cái gì ngăn cách. Đinh Hàm thỉnh thoảng sẽ cho La Quân gắp thức ăn, lại cho hắn đổ nước, quan tâm đến từng ly từng tí. Cái này từng ly từng tí ấm áp thực là để La Quân cảm động. Nửa đường, Đinh Hàm qua lội nhà vệ sinh. Mộc Tĩnh mỉm cười, hỏi, nhìn ra, người đối Đinh Hàm thật để ý. Nàng cũng đối người không tệ, người có kết hôn dự định sao? La Quân không nguyên cớ lớn, hỏi ngược lại, người cảm thấy ta thích hợp kết hôn sao? Mộc Tĩnh cười cười, nói ra, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. La Quân nói ra, nói nhảm. Mộc Tĩnh nói ra, nói thật chính là, người không thích hợp kết hôn. Người gia hỏa này, trời sinh hiếu chiến, tính tình nóng nảy. Một khi kết hôn, chỉ làm cho Đinh Hàm mang đến thương tổn. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, người thật đúng là ăn ngay nói thật a. Hắn đón đến, nói ra, người nói không sai, ta cũng xác thực không nghĩ tới kết hôn vấn đề. Ta thích một người, ưa thích cùng nữ nhân sau một đêm, đường ai nấy đi, không lưu ràng buộc. Mộc Tĩnh nói ra, người cùng ta là cùng một loại người. Chúng ta đều đang theo đuổi võ đạo cảnh giới cao hơn, truy cầu thuộc tại chúng ta bỉ ngạn. La Quân nói ra, tính toán, không đề cập tới vật này. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Mộc Tĩnh cũng thì không rồi hãy nói chuyện này. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nói ra, độc nhãn còn không hề rời đi Hải Tân, ta nhìn hắn cũng không hề rời đi Hải Tân dự định. Chuyện này lộ ra nhưng đã kinh động Lao Sơn nội gia quán đệ tử đời một cái kia cái đoàn thể. Rất có thể, độc nhãn lưu lại là cao tầng bày mưu đặt kế. La Quân nói ra, độc nhãn hiển nhiên là không có lá gan không đi, nếu như là cao tầng bày mưu đặt kế. Như vậy thì nói rõ Lao Sơn nội gia quán đệ tử đã đối ta ra chiêu. Mộc Tĩnh nói ra, đúng, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, nhất định muốn phá lệ chú ý. Hiện tại chuyện này, rất có thể là Dương Thị Tập đoàn Dương Lăng tiếp nhận. Dương Lăng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử trong hàng đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhất một cái. Phía dưới rất nhiều sư huynh đệ đều nghe hắn điều khiển. Cái này Dương Lăng, người tuyệt đối không thể coi thường, hắn Dương Thị Tập đoàn bây giờ tư sản đạt tới hơn 5 tỷ, người khác mạch cũng rất rộng. Nhưng mà, quan trọng hơn là, hắn tu vi phi thường cao, rất có thể. Hắn là một cái kim đan cao thủ. La Quân không khỏi hơi hơi thất sắc, nói, khủng bố như vậy. Mộc Tĩnh nói ra, đây cũng là ta suy đoán, cụ thể không rõ ràng. Dương Lăng thân phận, nhất định hắn sẽ rất ít xuất thủ. Hắn người này rất lợi hại thông minh, vô cùng có thủ đoạn. La Quân lâm vào trầm tư. Mộc Tĩnh còn nói thêm, bây giờ Dương Lăng nan đề chính là, một hắn không thể công nhiên ra tay với ngươi, đó là vi phạm đạo nghĩa. Hai là, hắn không thể tùy ý ngươi sống sót, đó là đối Lao Sơn nội gia quán cái này biển chữ vàng trà đạp. La Quân đầu óc chuyển rất nhanh, nói ra, cho nên loại tình huống này, rất có thể độc nhãn sẽ làm vì con rơi đến phá vỡ cục diện bế tắc. Độc nhãn đến khiêu khích ta, bị ta đánh cho tàn phế, sau đó Dương Lăng đem độc nhãn trục xuất Lao Sơn nội gia quán cái đoàn thể này, làm cho giới võ thuật người nhìn. Sau cùng, Dương Lăng biểu thị ta khi nhục Lao Sơn nội gia quán, ra tay với ta. Như thế nhất cử lưỡng tiện. Mộc Tĩnh nhãn tình sáng lên, nói ra, xác thực rất có khả năng này. La Quân nói ra, còn có, nếu như ta đơn thuần đả thương độc nhãn,
hoặc là đánh lui độc nhãn. Cái kia cũng không thể để giới võ thuật người tin phục, bởi vì độc nhãn chủ động khiêu khích, thật là độc nhãn không đúng. Nhưng nếu như độc nhãn CS đâu, như vậy mọi người nhất định sẽ cho rằng độc nhãn là ta giết. Đến lúc đó, Dương Lăng liền có thể lôi đình chi nộ, trước tới giết ta. Giới võ thuật người cũng không thể nói gì hơn. Mục Tính không khỏi âm thầm líu lưỡi, nói ra, đây là một đầu độc kế a. Nàng đón đến, nói ra, đã ngươi đã đoán được, ngươi dự định làm sao hóa giải. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, đi một bước là một bước đi. Liền cũng tại lúc này, Đinh Hàm đi tới. Hai người liền cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, bữa tối kết thúc, La Quân lại Đinh Hàm về nhà. Trở về trên đường, Đinh Hàm bỗng nhiên nói ra, ta muốn đi ngươi nơi đó ngồi một chút. La Quân nao nao, sau đó có chút xấu hổ nói ra, có thể sẽ có chút dơ giấy bẩn thỉu đây. Đinh Hàm cũng là hữu tâm muốn giúp La Quân chỉnh đốn xuống, nàng lập tức nói, không sao. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, nói, vậy được rồi. Trở lại thuê phòng về sau, Đinh Hàm liền bắt đầu giúp La Quân thu thập giường chiếu, đồng thời đem hắn thay đi giặt xuống tới y phục, bao quát đồ lót cùng một chỗ cầm tới phòng vệ sinh qua tẩy. Nàng là xinh đẹp như vậy, hiền lành. Mà lại, tại nàng dự định tiếp nhận La Quân về sau, nàng thái độ đã sinh ra rất lợi hại đại chuyển biến. Đây hết thảy, La Quân đều nhìn ở trong mắt. La Quân tâm lý phức tạp tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ lo lắng, cho nên, hắn không tự chủ được điểm một điếu thuốc hút. Bình thường, La Quân không có hút thuốc thói quen, chỉ có tại đặc biệt phiền muộn thời điểm mới sẽ như thế. Luôn luôn, La Quân đều là thoải mái không bị trói buộc, không làm bận tâm. Nhưng bây giờ Đinh Hàm lại nhiễu loạn tâm hắn hồ, cái này khiến La Quân tràn ngập mâu thuẫn. La Quân hút xong một điếu thuốc, sau đó thì nằm ở trên giường. Chỉ một lúc sau, Đinh Hàm đem quần áo giặt xong, phơi nắng tốt. Nàng mắt nhìn ngủ trên giường La Quân, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Bất quá nàng không có mơ tưởng, coi là La Quân ngày này là quá mệt mỏi. Ngay sau đó, nàng cũng liền không có nhao nhao La Quân, dự định lặng yên rời đi. Liền cũng tại lúc này, La Quân từ trên giường ngồi xuống, hắn hô một tiếng, Đinh Hàm. Đinh Hàm quay đầu lại không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ngồi một hồi đi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Đinh Hàm trái tim mãnh liệt nhảy một chút, nàng sắc mặt tái nhợt đứng lên, nàng có loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đinh Hàm vẫn là ngồi xuống, an vị tại La Quân trước giường. Đinh Hàm, ta thích ngươi. La Quân bỗng nhiên nói như vậy. Đinh Hàm khuôn mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, nàng tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. La Quân tiếp tục nói, từ lần thứ nhất trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, vô cùng hấp dẫn ta. Nhiều khi, ta nằm mơ đều đang nghĩ lấy ngươi. Đinh Hàm muốn mở miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng cũng có rất nhiều lời muốn nói, nàng trong lòng cũng là thích La Quân. Nhưng nàng lại có nhiều như vậy lo lắng. Ngươi hãy nghe ta nói hết, Đinh Hàm. La Quân nói ra. Đinh Hàm nao nao, cảm thấy được có chút không đúng. La Quân nói ra, ta vô cùng không muốn thương tổn ngươi. Trước kia, ta La Quân là cái lãng tử, hỗn đản. Cùng ta ngủ qua nữ nhân đến có bao nhiêu, ta không nhớ rõ. Chỉ biết là, mọi người tại trong quán ba lẫn nhau nhìn thuận mắt, cùng một chỗ ngủ một giấc. Buổi sáng sau khi tỉnh lại đường ai nấy đi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ta sinh ra cũng là cùng sư phụ cùng một chỗ, sư phụ đợi ta vô cùng nghiêm khắc, ta thói quen không có dựa vào, thói quen một cá nhân sinh sống. Ở nước ngoài mấy năm qua này, ta không ràng buộc, khoái hoạt vô cùng. Ta vô pháp suy nghĩ tượng theo một nữ nhân tướng mạo tư thủ tràng cảnh. Đinh Hàm khuôn mặt nhất thời trắng bệch, nàng run giọng hỏi, người có ý tứ gì? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, lúc đầu, ta chỉ là muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ, cũng không có nghĩ qua về sau. Nhưng là hiện tại, ta rất lợi hại mâu thuẫn, ta nói ra những lời này, cũng là không muốn ngươi thương tâm. Ngươi là muốn cùng ta chia tay, Đinh Hàm nói ra, nàng thê lương cười một tiếng, nói ra, ta nói sai, chúng ta cho tới bây giờ liền không có cùng một chỗ qua, làm sao đảm chia tay. La Quân vốn là muốn chậm rãi xa lánh Đinh Hàm, nhưng là Đinh Hàm đối với hắn quá tốt. Hắn sợ hãi hắn làm như vậy hội càng thương tổn Đinh Hàm tâm. Cho nên La Quân thay đổi chủ ý, hiện tại liền đem đề tài làm rõ. Đinh Hàm, La Quân nói ra, nếu như ta tâm lý không có ngươi,
ta sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Nếu như ta chỉ là muốn chơi đùa, ta càng sẽ không nói những thứ này. Ta cùng ngươi thẳng thắn, chỉ là bởi vì trong lòng ta càng ngày càng thích ngươi, quan tâm ngươi. Nhưng là, nói đến kết hôn, nói đến tổ kiến một gia đình. Những này trong lòng ta đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta thậm chí sợ hãi kết hôn. Ninh Hàm bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nàng có thể cảm nhận được La Quân chân thành. Trong lúc nhất thời, Ninh Hàm bi thương hòa hoãn một số. Ta minh bạch ngươi ý tứ, La Quân. Ninh Hàm đứng lên, nói ra, ta hẳn là cảm tạ ngươi thẳng thắn. Sau đó, nàng rời đi La Quân gian phòng. La Quân trong lòng nhất thời vắng vẻ, chính mình thật là một cái hỗn đản a. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều không muốn kết hôn, không muốn như vậy ràng buộc tại cái này Hải Tân. Hắn qua quen tự do tự tại sinh hoạt. Chỉ là La Quân không nghĩ tới là, rất nhanh, Ninh Hàm lại trở về. La Quân lắp bắp nói, ngươi làm sao trở về? Ninh Hàm nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi không phải là muốn theo ta lên giường sao? Tới đi, ta cam đoan sẽ không dây dưa ngươi, thì cùng ngươi dĩ vãng những nữ nhân kia một dạng, sau một đêm, ta liền rời đi. Nàng sau khi nói xong liền đến La Quân trên giường, sau đó nằm xuống. La Quân nghe ra Đinh Hàm tâm cho như CS, hắn không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Lúc này, hắn thế mà một tia dục vọng đều không có, hắn đem Đinh Hàm ôm lấy, ôm vào trong ngực, thật xin lỗi, Đinh Hàm. Đinh Hàm cũng không nói chuyện, nàng tựa ở La Quân trên vai, nước mắt một giọt chảy xuống. Là như thế trong suốt, lại làm cho đau lòng người. Ninh Hàm là thật thích La Quân, nàng lúc trước quá yêu chồng trước Dương Văn Định. Đối với ái tình chú ý cẩn thận, nàng biết rõ bản thân cùng La Quân không thích hợp, có thể vẫn là không nhịn được. Nhưng La Quân đêm nay lời nói xác thực lại quá đau đớn nàng tâm. Trong nháy mắt, nàng cam chịu đứng lên, cũng là như thế mới có giờ phút này hiến thân một màn. Nhưng giờ phút này, La Quân ôm ấp lại cho Ninh Hàm khó mà nói hết cảm động cùng ấm áp. Nàng biết, chính mình cũng không có nhìn lầm La Quân. Hết thảy đều là chính mình mệnh khổ a. Ninh Hàm yên tĩnh nằm tại La Quân trong ngực. La Quân ôm ấp lấy Ninh Hàm thân thể mềm mại, hắn bắt đầu là đau lòng, nhưng lúc này dần dần lại bị Ninh Hàm thân thể mềm mại hấp dẫn. Càng nguy hiểm hơn là, Ninh Hàm thân thể hướng thiên nhiên mùi thơm cơ thể không cần tiền giống như tiến vào hắn trong lỗ mũi. La Quân thật kích động, hắn đối Ninh Hàm thân thể muốn quá lâu. Nhưng hắn lại không muốn thương tổn Ninh Hàm. Ninh Hàm cảm nhận được La Quân tim đập rộn lên, cảm nhận được La Quân trên thân hỏa nhiệt. Nàng đột nhiên cũng có chút tâm động, nàng là nhanh 30 tuổi nữ nhân, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu. La Quân lại là cường tráng như vậy nam tính. Cho nên, Ninh Hàm giấu tay hướng La Quân bên hông. Nàng đột nhiên từ giễu cợt nói ra, ta cũng không phải cái gì xử nữ, không có cái gì đáng giá tốt giả mồm. Người muốn ta, cũng không cần nhẫn. La Quân nghe xong lời này, thì cũng nhịn không được nữa. Hắn đại thủ ngăn cách Ninh Hàm áo ngủ, vò bên trên nàng đại bạch thỏ. Hắn kích động đến muốn mạng, giờ khắc này, rốt cục thực hiện. Cái này là mình mộng tưởng a. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bên ngoài truyền đến xe lốp xe ma sát mặt đất thanh âm. La Quân trong lòng siết chặt, biết có phiền phức tìm tới cửa. Ninh Hàm cũng tại cái này một cái chớp mắt tỉnh táo lại. Nàng không khỏi cảm thấy hoang đường, vội vàng dùng cái chăn che kín chính mình. La Quân ai thán một tiếng, xem ra hôm nay là ăn không thanh Ninh Hàm. Ngày sau Ninh Hàm cũng chưa chắc hội lại cho mình cơ hội. Hắn nhất thời nổi giận, nương, người nào không có mắt như thế, lúc này tới quấy rầy mình. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đại môn kia bỗng nhiên bị người phanh đá một cái bay ra ngoài. Tiếp theo, Độc Nhãn thì xuất hiện tại cửa ra vào. Độc Nhãn lấy màu đen nghỉ dưỡng áo sơ mi, mang kính râm. Hắn sạch bóng đầu, lộ ra rất là tà khí, gia hỏa này con mắt liếc nhìn tới. Lập tức liền thấy rõ ràng trong phòng hương diễm tình huống. Con hàng này ánh mắt tà tại Ninh Hàm trên thân đảo qua, sau cùng lại dừng lại tại La Quân trên thân. Xem ra ta đến không phải lúc a, quấy rầy tiểu tạp chủng ngươi tốt sự tình. Độc Nhãn cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi ngược lại là tốt diễm phúc a, như thế cái hồ ly lẳng lơ. Cực phẩm thiếu phụ đều bị ngươi cua được. Độc Nhãn miệng cũng thật là tổn hại. Loại thời điểm này, La Quân đương nhiên sẽ không theo Độc Nhãn mắng nhau. Đây không phải là Quân ca phong cách. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một cái bước xa thoát ra ngoài. Thân thể giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đến Độc Nhãn trước mặt.
Tiếp theo, ba một tiếng, một bạt tai hung hăng quất vào Độc Nhãn trên gương mặt. Độc Nhãn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, trên mặt thì bị hung hăng quất. Đây là một cỗ nóng bỏng đau đớn, Độc Nhãn cảm giác được gương mặt đều sưng hơn phân nửa. Hắn nhất thời giận không kềm được, nghĩ hắn Độc Nhãn cũng là đường đường bảo an chi vương, không tầm thường nhân vật. Thế mà bị La Quân như thế đập. 3. La Quân lại một bàn tay quất tới. Ngay sau đó, La Quân một chân đạp trúng Độc Nhãn bụng. Độc Nhãn bạch 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 lui lại, sau cùng nhịn không được ngã trên mặt đất. La Quân không đợi Độc Nhãn kịp phản ứng, người lại xông đi lên, một chân giẫm tại Độc Nhãn trên mặt. Độc Nhãn nhất thời hợp máu phun ra một ngụm hàm răng tới. Phen này hành hung, Độc Nhãn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này vô cùng nhục nhã để hắn nổi điên phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cừu hận nhìn về phía La Quân, cắn răng nói, họ La tạp chủng, ta nói ngươi thông minh vô cùng, nguyên lai cũng là ngu xuẩn đồ, vật. Hôm nay lão tử đến chính là muốn để ngươi đánh, ngươi chờ xem, ta Dương Sư Thúc đã sư xuất nổi danh, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân thật là có hỏa, hắn vốn chính là tính tình nóng nảy tính cách. Hôm nay chuyện tốt bị Độc Nhãn quấy dày, đây là một. Mấu chốt nhất là Độc Nhãn đối Đinh Hàm nói năng lỗ mãng, ánh mắt tà. Phải biết, La Quân trong lòng là kính trọng Đinh Hàm. Đinh Hàm giống như là hắn độc chiếm cùng nghịch lân. Và lại, Độc Nhãn người này vô cùng không giảng cứu. Tất cả mọi chuyện đều xem như Độc Nhãn gây ra, cho nên, La Quân ra tay tuyệt sẽ không lưu tình. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Độc Nhãn à Độc Nhãn. Dương Lăng nghĩ kế để ngươi không muốn đi, đến đây khiêu khích ta. Ngươi cho rằng ta không đoán ra được sao? Không có Dương Lăng tại sau lưng ngươi chỗ dựa, cho ngươi 100 cái lá gan ngươi cũng không dám ở trước mặt ta đến tìm đường siết. Bất quá con người của ta chính là điểm này tốt, ngươi muốn tới muốn ăn đòn, hèn như vậy yêu cầu, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi. Độc Nhãn nói ra, mà mẹ nó mẹ ngươi. La Quân ánh mắt phát lạnh, lại một chân đá vào Độc Nhãn trên phần bụng. Độc Nhãn lập tức bị đá bay ra 3 mét bên ngoài. La Quân lạnh lùng nói ra, xéo đi nhanh lên đi, dài dòng nữa xuống dưới, lão tử dứt khoát giết ngươi, vừa đi chi. Độc Nhãn nghe xong lời này lập tức dùng mình một cái, nơi đó còn dám tiếp tục theo La Quân mạnh miệng xuống dưới. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu La Quân, cái này La Quân, biết rất rõ ràng bản thân là Dương Sư Thúc bày mưu đặt kế, hắn nhưng vẫn là thượng sáo. Nhưng hắn lại tựa hồ không có ý định giết chính mình vừa đi chi. Độc Nhãn không hiểu rõ La Quân, hắn đột nhiên phát hiện mình tuy nhiên bị La Quân đánh rất thảm, nhưng cũng không có nội thương. Nói cách khác, La Quân cũng không dưới nặng tay, nếu không lấy La Quân thân thủ, chính mình nơi đó có thể gánh vác được. Hắn đứng lên, quay người lên xe, cấp tốc rời đi. Chờ Độc Nhãn biến mất về sau, La Quân quay người trở lại trong phòng. Đinh Hàm đã không tại, nàng đã rời đi. Đối với La Quân sự tình, Đinh Hàm không hiểu, cũng vô pháp dính vào. Nàng cũng biết mình coi như lo lắng cũng vô dụng, huống chi, lúc này nàng đã tỉnh táo lại, quyết định muốn xa lánh La Quân. La Quân thầm than một tiếng, ai, cơ hội thật tốt bị chính mình bỏ lỡ. Đáng hận Độc Nhãn a, mẹ nó hỏng lão tử chuyện tốt. Không nói đến những này, Độc Nhãn mở ra hắn Big Ben chạy tại tịch trong đêm yên tĩnh. Đây là một đầu bóng rừng đường. Bóng rừng đường dặm đường đèn sáng ngời. Nơi này thăm dò toàn bộ đều đã xuất hiện trục trặc, người làm. Mà cuối đường chỗ, một tên áo đen trang phục thiếu nữ yên tĩnh đứng thẳng. Thiếu nữ này tóc dài phất phới, trong ngực vừa vặn miệng thanh phong kiếm. Nàng cách ăn mặc tựa như là cổ trang hí bên trong mỹ lệ nữ sát thủ. Nàng giống như trong đêm yên tĩnh u liên, cùng cái này ban đêm phảng phất hòa làm một thể. Độc Nhãn lái xe cũng không tính quá nhanh. Hắn đột nhiên đã nhìn thấy nữ tử này ngăn lại đường đi. Hắn là cái lão thủ, đương nhiên biết nữ nhân này đột nhiên xuất hiện là nhắm vào mình. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu, tâm hắn nhi sách gấp, lúc này không phanh xe, ngược lại đạp mạnh cần ga. Big Ben lập tức giống như An Vĩ ca một dạng, như phích lịch thiểm điện vò tới Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ lại là y nguyên điềm tĩnh, chỉ là tại cái kia Big Ben sẽ phải đụng vào trên người nàng trong chớp mắt ấy, nàng đột nhiên biến mất. Cái kia một cái chớp mắt, Độc Nhãn phảng phất nhìn thấy thiên ngoại phi tiên, một kiếm kinh hồng. Sau đó, Big Ben mất đi thăng bằng. Hắn trước xe thai nổ tung, toàn bộ xe cầm giữ không được, trực tiếp lật qua. Big Ben xe tại mặt đất ma sát ra kịch liệt tia lửa. An toàn khí năng tuôn ra, Độc Nhãn nhân đâm vào an toàn khí năng bên trên,
lúc này mới tránh cho gặp nạn. Hắn tại kịch liệt chấn động bên trong ổn định thân thể, sau đó đợi Big Ben an ổn về sau, hắn mới từ bên trong leo ra. Độc Nhãn lung la lung lay đứng lên, hắn ngẩng đầu liền trông thấy Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ ngay tại trước mắt nàng, nàng y nguyên ôm nàng thanh phong kiếm, kiếm tựa như là chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Hắc Y thiếu nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như là kim dung bên trong tiểu long nữ một dạng. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Độc Nhãn. Độc Nhãn cũng liền lập tức nhận ra Hắc Y thiếu nữ, hắn kinh hãi muốn tuyệt nói ra, ngươi là Dương Sư Thúc bên người tứ đại tuyệt sát một trong, Thanh Liên. Hắc Y thiếu nữ nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, đã ngươi đã nhận ra ta, vậy là ngươi muốn tự sát vẫn là muốn ta động thủ. Độc Nhãn không thể tin, hắn thân thể run lẩy bẩy. Hắn biết cái này Thanh Liên tên tuổi, Thanh Liên mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là kiếm thuật thông thần, một ngụm thanh phong kiếm nơi tay, quỷ thần lui tránh. Thanh Liên tại Dương Lăng tứ đại tuyệt sát bên trong, tên tuổi là xếp tại thứ hai. Liền xem như Dương Lăng tay không tấc sắt đối mặt cầm kiếm Thanh Liên cũng vô cùng đau đầu. Vì cái gì, Dương Sư Thúc tại sao muốn giết ta? Độc Nhãn không hiểu. Ngu xuẩn, liền cũng tại lúc này, trong bóng tối một thanh âm truyền tới. Chính là La Quân. La Quân từ phía sau chậm rãi đi tới, hắn vừa đi đến, vừa nói, ngu xuẩn a ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Cho dù là ta đánh ngươi thì tính sao? Ngươi ỷ lại Hải Tân không đi, vốn nên thì ngươi sai rồi. Ta đánh ngươi, giới võ thuật người cũng chỉ sẽ nói ngươi nên đánh. Dương Lăng nếu là bằng vào này một điểm tới tìm ta phiền phức, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng nếu như ta bởi vì ngươi không đi mà đưa ngươi giết, như vậy Dương Lăng lúc này tới tìm ta phiền phức, cái kia chính là sư xuất nổi danh hiểu không? Độc Nhãn hít một hơi hàn khí, La Quân lời nói như thể hồ quán đính nhắc nhở hắn. Dương Sư Thúc đây là muốn giết mình, giá họa cho La Quân. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân biết rõ bản thân đến khiêu khích, La Quân vẫn là xuất thủ đánh chính mình nguyên nhân. Bởi vì đánh cùng không đánh đều không có gì cái gọi là, cho nên La Quân dứt khoát thì đánh chính mình một hồi đến hả giận. Nói như vậy đứng lên, chính mình cái này bỗng nhiên đánh là khổ sở uổng phí. Độc Nhãn biết, cái này La Quân, thật sự là cơ trí vô cùng nhân vật. Đem tất cả mọi chuyện đều đoán được. Liền cũng tại lúc này, La Quân đi vào Thanh Liên trước mặt. Thanh Liên nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu muội muội, ca ca ta nói đúng hay không? Thanh Liên lạnh lùng nói ra, đối lại như thế nào, không đối lại như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi thật thông minh vô cùng, tính toán không bỏ sót. La Quân nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Thanh Liên nói ra, thiếu chủ nhà ta sớm đoán được ngươi sẽ đến cứu. Thiếu chủ đã bàn giao, nếu là ngươi đến cứu giúp, liền đưa ngươi cùng Độc Nhãn trực tiếp giết. Như thế cũng coi như 100. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, thế thì cũng được, các ngươi đem ta cùng Độc Nhãn giết. Trước công bố Độc Nhãn tin CSS, sau đó tái phát ra báo thủ tín hiệu, tiếp lấy lại công bố tin ta CSS. Vậy liền lộ ra đến thủ đoạn các ngươi lôi đình đáng sợ. Tức chấn nhiếp người trong thiên hạ, vừa tròn mặt mũi, thật sự là song toàn đẹp a. Hắn ngừng một lát, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là ta liền buồn bực a, tiểu muội muội, ngươi cho rằng ngươi thật giết đến ta. Thanh Liên lãnh đạm nhìn La Quân liếc một chút, nàng bỗng nhiên chợt lách người, lại là đột nhiên rời khỏi 3 mét bên ngoài. Độc Nhãn quá sợ hãi, nói ra, không tốt, nàng muốn rút kiếm, không thể để cho nàng rút kiếm. Lúc này, hắn mạng nhỏ là cùng La Quân liền cùng một chỗ. Tự nhiên là muốn hướng lấy La Quân. Chỉ là đáng tiếc. Độc Nhãn cảnh báo cũng không có gây nên La Quân cảnh giác. La Quân y nguyên uể oải đứng tại chỗ, mà lúc này, Thanh Liên đã rút kiếm. Cái kia thanh phong kiếm như một dòng thu thủy, tại đèn đường chiếu dọi xuống, lộ ra dày đặc khí lạnh. Trong nháy mắt khiến người ta nhớ tới một kiếm phong lôi chấn cửu châu ý vị. Giờ phút này, kiếm đã xuất. Độc Nhãn không khỏi thay La Quân sốt ruột. La Quân không quan trọng nói ra, nàng rút kiếm thì rút kiếm thôi. Chẳng lẽ người Độc Nhãn có thể nhìn ra sự tình, ta không nhìn ra được. Độc Nhãn không khỏi nghẹn lời. Thanh Liên cười lạnh một tiếng, nói ra, người bất quá là cái còn tại hóa kính bên trong cao thủ, ta kiếm này nơi tay, dưới kim đan cao thủ toàn bộ đều muốn nhận lấy cái CSS. La Quân cười ha ha, nói ra, tiểu muội muội, người tu vi bất quá là vừa bước vào hóa kính. Mà lại ta nhìn người si mê với kiếm thuật, người tu vi cũng chỉ tới mới thôi, không có khả năng có chỗ tăng lên. Nhưng giết ngươi đã đầy đủ, Thanh Liên lạnh hừ một tiếng.
La Quân nói ra, ha ha, nếu là ngươi giết không ta, ngươi liền đến làm ta tiểu lão bà thế nào? Muốn siết, ết, Thanh Liên trong mắt phun ra hàn quang, nàng đột nhiên thì động. Tiến lên trước một bước, mặt đất lập tức sinh ra quy xác đồng dạng vết nứt. Người nàng như một đạo tật điện xông về phía La Quân, trong tay thanh phong kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh, thế mà tản mát ra như sắt thép hồng lô mùi tanh. Cái kia không khí bị nóng rực khí thức nhóm lửa, cũng sinh ra gợn sóng đồng dạng phun trào. Mũi kiếm kia run run, như ngân tinh vạn điểm, thân kiếm như linh xà vặn vẹo, chợt thành hình chữ chi. Một kiếm này đâm tới, chợt cao chợt thấp, kinh thiên động địa, khiến người ta căn bản suy nghĩ không rõ. Vẻn vẹn một kiếm này, cũng đã là thần lai chi bút, tuyệt sát Thanh Liên tên tuổi tuyệt đối phải đến không giả. La Quân tại cái này một cái chớp mắt giống như bị vạn trượng kiếm quang vây quanh, muốn tránh cũng không được. Loại tình huống này, bình thường cao thủ liền là phải bị khí thế kia dọa cho siết, ết. Nhưng La Quân lại là tỉnh táo vô cùng, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Một sát na này, chỗ có kiếm ý còn có khí thế toàn bộ biến mất. Hắn chuẩn xác vô cùng cảm nhận được một kiếm này là muốn ám sát hướng hắn vị trí hiểm yếu. Thế là tại khẩn cấp bên trong, hắn bỗng nhiên cổ co rụt lại, liền đem cái này thần đến từ kiếm tránh đi. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay chuẩn xác vô cùng dựng hướng thanh phong kiếm thân kiếm. Chỉ cần một dựng vào qua, La Quân năm ngón tay liền muốn bộc phát ra hắn độc môn thiên huyền kinh lực. Cái kia một cỗ bạo phát lực, có thể trong nháy mắt đem thanh phong kiếm băng thành vài đoạn. La Quân cái này đơn giản co rụt lại đầu, vừa ra tay đã biểu hiện ra hắn phi phàm thân thủ. Bất quá, Thanh Liên kiếm thuật thiên hạ vô song, lại cũng không là tốt như vậy giải quyết. Tại một kiếm thất bại trong nháy mắt, Thanh Liên thì ý thức được không ổn. Cho nên ngay tại La Quân năm ngón tay dựng vào qua nháy mắt, nàng thân kiếm mãnh liệt xoay tròn. Nhất thời, La Quân thì phát giác được nguy hiểm, hắn như khăng khăng muốn dựng vào qua, năm ngón tay lập tức sẽ bị cùng nhau chặt đứt. La Quân bị ép thu tay lại, thân thể xoay người bắn cung lui hướng thanh sen dưới xương sườn. Cận chiến đoạt kiếm. Đối mặt Thanh Liên sắc bén kiếm phong, La Quân ngược lại là liên tiếp tiến công. Thanh Liên cấp tốc lui lại, nhất thốn trường nhất thốn cường, làm sao có thể để La Quân cận thân. Kiếm thế dương lên, bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, mãnh liệt bổ xuống. Một kiếm này, lại có nghênh phong nhất đao chảm ý vị, chính là muốn đem địch nhân đến cái khai tràng phá bụng. La Quân thân thể vừa vặn đón lấy mũi kiếm, trong nguy cấp, La Quân tuyệt đỉnh thân pháp, linh dương móc sừng thi triển đi ra. Thân thể như tại vách núi lao nhanh sơn dương, đột nhiên quỷ mị ở giữa gián kiếm phong lẻn đến Thanh Liên sau lưng. Thanh Liên thân thể lập tức nhất chuyển, lại là điện quang một kiếm nghiêng bổ đi ra. La Quân vừa vặn ưng chảo thủ chộp tới, một kiếm này lập tức chém tới La Quân cánh tay. Hai người đột nhiên giao chiến, nhìn như cũng là mấy cái biến hóa. Nhưng bên trong hung hiểm đã để một bên độc nhãn nhìn hô hấp đều quên. La Quân đối mặt Thanh Liên một kiếm này, lại là không tránh. Ngược lại lấy tay cánh tay cứ thế mà đập tới. Thanh Liên nao nao, vạn vạn không nghĩ đến La Quân thân thể máu thịt lại dám chọi cứng chính mình kiếm phong. Nàng lại nơi đó hội e ngại, lập tức một kiếm hung ác chảm. Liền muốn đem La Quân cánh tay chặt đứt, nàng tin tưởng, không có bất kỳ người nào cánh tay có thể gánh vác nàng kiếm phong. Cao thủ lợi hại hơn nữa cũng không được. Đây là Thanh Liên tự tin. Soạt một chút. Trong nháy mắt, La Quân cánh tay bị chém đứt. Có thể Thanh Liên lập tức phát giác không ổn, bởi vì nàng cảm giác được kinh lực đi khoảng không. Nàng chặt đứt là La Quân tay áo. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, La Quân cánh tay bỗng nhiên từ ngắn tay bên trong chui ra, giống như độc long xuất hải. Lạch cạch một chút, thiên huyền chỉ kính đập nện tại Thanh Liên trên cổ tay. Thanh Liên cánh tay lập tức tê liệt, thanh phong kiếm tụt tay mà rơi. La Quân tiếp lấy thuận tay nhất trưởng đập nện tại Thanh Liên trước ngực bên trên. Phanh một tiếng, Thanh Liên mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. La Quân chân đá một cái, đem cái kia thanh phong kiếm đá lên tới. Hắn đưa tay đem kiếm bắt được, sau đó hai tay vận kình một tách ra. Thanh phong kiếm lạch cạch một tiếng, đứt gãy thành ba đoạn. La Quân cũng lờ đi. Tiện tay ném ra bên ngoài. Thanh Liên thấy thế, sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng cùng Thanh Phong kiếm tình cảm thâm hậu, mỗi ngày đều là gối kiếm mà ngủ, tâm ý tương thông. Bây giờ Thanh Phong kiếm bị La Quân hủy đi, cái này là đối với nàng lớn nhất đả kích nặng. La Quân nhíu mày nhìn về phía Thanh Liên, hắn lo lắng lấy xử trí như thế nào Thanh Liên. Tự nhiên,
hắn không có khả năng thật làm cho Thanh Liên tới làm chính mình tiểu lão bà, hắn không phải như thế hoang đường người. Nếu là theo hắn tại Châu Phi phong cách hành sự, cái này Thanh Liên hôm nay là không siết, ết không thể. Nhưng bây giờ là trong nước, hắn muốn bình thường sinh hoạt, cái kia liền không thể nhiễm phải nhân mạng. Thả Thanh Liên. Nhưng Dương Lăng Y Nguyên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Không được, không thể giết Thanh Liên. Nếu là giết Thanh Liên, như vậy Dương Lăng thì càng có lấy cớ để đối phó chính mình. La Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, nói với Thanh Liên, ngươi trở về nói cho Dương Lăng, sự tình nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì các ngươi mà lên. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, chuyện này, dừng ở đây. Nếu như hắn chả muốn tiếp tục lời nói, đừng trách ta La Quân đến lúc đó không chỗ không cần cực. Con thỏ bức gấp sẽ còn cắn người, huống chi là ta La Quân. Thanh Liên nỗ lực đứng lên, nàng cừu hận nhìn một chút La Quân, xoay người rời đi. La Quân phiền muộn rất lợi hại, tiểu mỹ nữ này, cái gì tính tình a? Mẹ nó, người muốn tới giết ca ca ta, ca ca ta không cho người giết, người còn hận bên trên ca ca ta. Chẳng lẽ lại muốn ca ca cho người giết người mới vui vẻ? Thanh Liên sau khi đi, Độc Nhãn ở một bên tâm thần bất định bất an. Hắn dày mặt nói với La Quân, La ca, trước kia là ta có mắt như mù. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta đã sớm siết. Cảm ơn ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. La Quân đối Độc Nhãn cũng không có hảo cảm, nói ra, đến đi, trong lòng ngươi rất rõ ràng, cứu ngươi tuyệt không phải là bởi vì lão tử bất kể hiềm khích lúc trước. Độc Nhãn ngượng ngùng, hắn còn nói thêm, bây giờ ta nên làm thế nào cho phải. Trong đêm rời đi Hải Tân đi, La Quân nói ra, giết ngươi là Dương Lăng ý tứ, ngươi đi Đông Nam Hải bên kia Lao Sơn nội gia quán tổng bộ. Dương Lăng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, tuyệt sẽ không đến Lao Sơn nội gia quán qua tìm làm phiền ngươi. Độc Nhãn con mắt không khỏi sáng lên, đây thật là cái tuyệt diệu ý kiến hay a. Hắn không khỏi càng thêm bội phục La Quân trí tuệ. La Quân sau đó cũng liền về chính mình phòng thuê. Trong lòng của hắn là vô cùng phiền muộn, bởi vì cả kiện sự tình đều là Độc Nhãn chủ động tìm tới. Cái này tuyệt bức là chân chính tai bay vạ gió, tránh đều tránh không xong. Mà dưới mắt, chỉ sợ Dương Lăng là tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Mà càng nguy hiểm hơn là, chính mình trước mắt vẫn là chỉ có thể bị động phòng thủ. Ở trong nước, chính mình muốn bảo vệ Tống Nghiên Nhi, vậy liền nhất định muốn là cái tuân theo pháp luật lương dân, nếu không có án mới được. Loại tình huống này, La Quân cũng không dám đi gặp Dương Lăng. Dương Lăng vị trí chỗ ở là Long Đàm Hổ Huyệt. Đi vào chỉ sợ thì khó mà đi ra. La Quân nghĩ đến còn có một cái biện pháp, cái kia chính là từ một vị đức cao vọng trọng giới võ thuật tiền bối ra đến điều đình. Nhưng có năng lực điều đình chuyện này tiền bối rất khó tìm. Bởi vì Dương Lăng là nửa cái giới võ thuật người, hắn càng nhiều thân phận là thương nhân. Hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận điều đình. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vẫn là chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bây giờ không có Độc Nhãn cái phiền toái này, không biết Dương Lăng còn muốn thối lại cái gì cớ tới đối phó chính mình. Về đến phòng bên trong về sau, La Quân mở đèn lên. Hắn đem trên thân áo sơ mi ném đến một bên, lại tỉ mỉ nghe trong phòng vị đạo. Trong phòng tựa hồ còn có Đinh Hàm lưu lại mùi thơm. Ai, vừa nghĩ tới Đinh Hàm, La Quân thể nội chính là nhịn không được thú huyết sôi trào a. Ngay tại vừa rồi, mà mẹ nó, kém một chút liền có thể ăn Đinh Hàm. Độc Nhãn tiện nhân kia, đến thật mẹ nó không phải lúc. Không biết mình bây giờ có thể không thể đi tìm Đinh Hàm, bổ sung cái kia một pháo đâu. Cái này đại mùa hè, khí trời oi bức bực bội, La Quân tâm cũng tuyệt đối là dục dịch, khó dĩ an sinh. Nghĩ là nghĩ như vậy, La Quân cũng biết mình là không làm được loại này chuyện hoang đường. Hắn tuy nhiên có chút sắc, cũng rất muốn đạt được Đinh Hàm thân thể. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn thương tổn Đinh Hàm, nếu không lời nói. Hắn cũng sẽ không trung thực theo Đinh Hàm thẳng thắn. Nói một cách khác, La Quân là không muốn thương tổn bất kỳ nữ nhân nào. Trước kia tại quán ba chơi, cùng nữ nhân nhìn vừa ý, cái kia đều là người tình ta nguyện. Ngày thứ hai, hắn sẽ cho người một khoản phong phú thù lao. Cho nên, cũng không có nữ nhân hận La Quân. Ngược lại có nữ nhân còn đối La Quân lưu luyến không quên, lần nữa qua La Quân đợi qua quán ba chờ đợi La Quân đây. Bây giờ Đinh Hàm. Không giống với quán ba những cô gái kia. Cho nên La Quân tự nhiên cũng không thể an tâm hưởng thụ Đinh Hàm mỹ diệu thân thể. Rơi vào đường cùng, La Quân cũng chỉ có trong đầu tưởng tượng thấy Đinh Hàm mỹ diệu thân thể, sau đó tay luồn vào trong quần giải quyết một thanh.
Như thế về sau, cũng mới xem như tắt lửa. Hắn cái này mới an tâm đến ngủ trên giường cảm giác. Sáng ngày thứ hai, khí trời hoàn toàn như trước đây sáng sủa. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào Hải Tân thành phố trên không, trong không khí có nước biển dâm đãng vị đạo. Cái này duyên hải thành thị phồn vinh mà mỹ lệ, thật sự là nhà ở tốt thành thị. La Quân lái xe đi trước Mộc Tĩnh trà trang, hắn cùng Mộc Tĩnh tâm sự tối hôm qua sự tình. Mộc Tĩnh nghe cũng là bị kinh ngạc, nàng nói ra, Dương Lăng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, người về sau có tính toán gì. La Quân phiền muộn, nói ra, ta có thể có tính toán gì. Mộc Tĩnh nói ra, có thể tìm cái tiền bối đi ra điều giải. La Quân nói ra, người nói ta nghĩ tới, nhưng tìm ai đâu. Mộc Tĩnh nói ra, chuyện này không thể coi thường. Đáng hận người ta bình thường đều theo giới võ thuật những tiền bối đó nhóm không thế nào liên hệ. Cho nên dưới mắt, có việc qua tìm, người ta chưa hẳn nguyện ý. Và lại, mọi người cũng đều biết, đó là cái không tốt giải kết, không ai nguyện ý đi ra tự chuốc nhục nhã. La Quân nói ra, là đạo lý này. Và lại, ta cũng không muốn đi ăn nói khép nép cầu người hỗ trợ. Mục Tính nói ra, vậy ngươi nhất định nên cẩn thận. La Quân gật gật đầu. Dương Lăng bước kế tiếp đến họp làm thế nào đâu. La Quân sau đó vừa khổ buồn bực đứng lên. Mộc Tĩnh cũng lâm vào trầm tư. Hai người muốn nửa ngày đều không nghĩ ra đến, sau cùng cũng chỉ có thể không chi. La Quân sau đó cáo biệt Mộc Tĩnh, tiến về lệ nhân công ty. Đến lệ nhân công ty về sau, lão hạ lập tức nói với La Quân, Tống Tổng để ngươi đến thì tới phòng làm việc tìm. La Quân sờ mũi một cái, xoa, lại tìm ca. Hắn gật gật đầu. Liền nói ra, tốt, ta cái này qua. Lệ nhân công ty hết thảy vận chuyển đều rất bình thường. Đường đi bên trên, La Quân còn đụng phải tiếp thị chủ quản Triệu Thiến Thiến. Cái này xinh đẹp nữ nhân đối La Quân thái độ tốt không được. Đây là bởi vì nàng biết La Quân trước mắt là đại hồng nhân, bất quá đây là một. Trọng yếu nhất là Triệu Thiến Thiến hiện tại cảm thấy La Quân rất lợi hại có nam nhân vị, đặc biệt uy mãnh. Hai người tại trên hành lang một vòng liếc mắt đưa tình. Sau cùng La Quân còn lấy hết dũng khí bóp dưới Triệu Thiến Thiến cái mông. Khoan hãy nói, xúc cảm đó là coi như không tệ. Triệu Thiến Thiến không những không có tức giận, ngược lại còn mắng câu tử tướng. Cái này khiến La Quân tâm lý đắc ý. Đi vào tổng giám đốc văn phòng về sau, La Quân ngoài ý muốn nhìn thấy Đường Thanh. Nhà đầu này cũng trở về tới. Đường Thanh ăn mặc màu đỏ váy đầm, mỹ lệ như tinh linh. Nàng nhìn thấy La Quân về sau, khuôn mặt hơi hơi đỏ dưới. Thế mà có chút xấu hổ đây. Mà Tống Nghiên Nhi vẫn là một thân màu trắng tiểu tây phục, lộ ra vô cùng thanh lãnh giả dặn. CS, La Quân, ngươi lại đến trễ. Đường Thanh xoa bóp nắm tay nhỏ, nói ra, muốn chụp ngươi tiền lương. La Quân trông thấy Đường Thanh khí sắc không tệ, tâm tình liền cũng rất tốt. Hắn cười ha hả nói ra, chụp đi, dù sao ta không có tiền cưới vợ thì lại cho ngươi. Đường Thanh cắt một tiếng, nói ra, phi. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, làm sao có thể để một đóa hoa tươi cắm ở ngươi cái này trên bãi phân châu? La Quân cười tủm tỉm nói ra, hoa nhài cắm bãi cứt châu, dinh dưỡng cho phải đây. Đường Thanh phi một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ hay lắm, nói cho ngươi, coi như nữ nhân như y phục. Tỷ cũng là ngươi mặc không đặt tên bài. La Quân ha ha cười nói, ta không mặc nữ nhân y phục, bất quá ta ưa thích nữ nhân không mặc quần áo. Đường Thanh lập tức mặt đỏ tới mang tai. Mắng, thối La Quân, người chính là Lưu Manh. Tống Nghiên Nhi ở một bên gặp hai người này càng nói càng không tưởng nổi, không khỏi vội ho một tiếng, nói, được rồi, được rồi. Hai người các ngươi gặp mặt một ngày không bóp cũng là kìm nén đến hoảng đúng không? La Quân hì hì cười một tiếng, liền tới đến Đường Thanh ngồi xuống bên người. Đường Thanh cũng không có đi ra, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng không phải thật chán ghét La Quân. Tống Nghiên Nhi giọng nói ngừng một lát, nói ra. La Quân, hôm nay gọi ngươi tới là có một tin tức tốt nói cho ngươi. La Quân nào nào, vô ý thức hỏi, tin tức tốt gì? Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, chuyện này, chúng ta đều được thật tốt cảm tạ Thanh Thanh. La Quân lập tức liền nhìn về phía Đường Thanh, hắn có chút không hiểu. Đường Thanh lúc này ngược lại là có chút nhăn nhó, nàng nói ra, ta cũng là mới biết được ông ngoại của ta nguyên lai là một tên cao thủ, mà lại tại Phật Sơn có rất cao danh nhìn. Ta nói với ông ngoại chúng ta bên này sự tình, ông ngoại nói chuyện này liên lụy đến Lao Sơn nội gia quán đệ tử cái này tập thể, sự tình vô cùng phức tạp khó giải quyết. Bất quá hắn nguyện ý liên hợp mấy vị lão tiền bối, tự mình đi một chuyến Giang Nam thành phố,
tìm một chút vị kia Dương thị tập đoàn Dương gia thiếu chủ. Đến lúc đó, mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, đem cái này một cọc ân oán hóa giải. La Quân không khỏi bụng mừng rỡ, đây thật là ngủ gật đến, thì có người đưa gối đầu. Bất quá lập tức, La Quân cũng có chút bận tâm Đường Thanh ngoại công là thật không nữa có thể làm được chuyện này. Ông ngoại ngươi kêu cái gì? La Quân hỏi. Hoắc Thiên Túng, Đường Thanh nói ra. Tốt, ta biết, La Quân hít sâu một hơi, nói ra, các ngươi trước đợi, ta có một số việc trước qua xử lý một chút. Hắn nói xong cũng rời đi tổng giám đốc văn phòng. La Quân tự nhiên là không biết Hoắc Thiên Túng, hắn từ nước ngoài trở về. Đối với trong nước giới võ thuật tình huống là hai mắt đen thui. Ra văn phòng về sau, La Quân đi vào bảo an trong phòng nghỉ. Hắn trước cho Mộc Tĩnh gọi điện thoại hỏi thăm về Hoắc Thiên Túng tình huống. Mộc Tĩnh nghe nói Đường Thanh cùng Hoắc Thiên Túng quan hệ, sau đó lại nghe được Hoắc Thiên Túng liên hợp lão tiền bối qua Giang Nam thành phố hóa giải ân oán về sau, nàng lập tức đại hỉ. Mộc Tĩnh cười ha ha, nói ra, La Quân, tiểu tử ngươi thật sự là vận cước chó tốt. Phật Sơn là võ thuật thánh địa, vị này Hoắc Thiên Túng lão tiền bối tại Phật Sơn xưng hào vì Phật Sơn Vũ Vương, uy vọng rất cao. Lần này có hắn cho ngươi ra mặt, ta muốn Dương Lăng làm sao cũng phải cấp mặt mũi. La Quân sờ mũi một cái, hắn cũng không thích loại này ỷ vào người khác cảm giác. Bất quá có thể giải quyết như thế cái đại phiền toái, đó cũng là không tệ. Hắn dài thở phào một hơi, thầm nghĩ, giải quyết liền tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân nằm đang nghỉ ngơi trên ghế trúc. Quạt điện thổi, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng hài lòng. Một ngày này cũng là bình an vô sự, vô cùng bình tĩnh. La Quân tâm tình buông lỏng, khắp nơi dạo chơi. Ngẫu nhiên qua trêu đùa Triệu Thiến Thiến, lại quấy rối dưới Đường Thanh. Cuộc sống tạm bợ qua gọi là một cái sảng khoái. Buổi chiều thời điểm, cũng nhanh tan ca. La Quân tại trên ghế trúc nằm, bên cạnh mấy cái tiểu bảo an cho hắn quạt gió, nghe hắn khoác lác. Ngay lúc này, Triệu Thiến Thiến tới. Cái này yêu diễm nữ nhân ăn mặc màu đen váy ngắn, trắng như tuyết bắp đùi lộ ra đầy đặn mà mượt mà. Thân trên sung mãn càng là miêu tả sinh động. Nữ nhân này dáng người thật là khiến người ta mê muội. Nàng vừa đến, mấy cái tiểu bảo an lập tức liền khẩn trương lên. Bởi vì Triệu Thiến Thiến tuy nhiên yêu diễm, nhưng nàng cũng là rất có khí chàng nữ nhân. Phổ thông tiểu điếu ti gặp nàng, toàn bộ đều phải tự ti mặc cảm. Duy chỉ có La Quân, từ là cái tiểu bảo an bắt đầu liền không có loại này tự giác. Đây cũng là Triệu Thiến Thiến bắt đầu đặc biệt khó chịu La Quân nguyên nhân. Triệu Thiến Thiến sau khi đi vào, liền đối với mấy tên tiểu bảo an nói ra, các ngươi đi ra ngoài một chút đi, ta có chút trong công tác sự tình muốn theo La Quân nói một chút. Mấy tên tiểu bảo an lập tức liền tan tác như chim muông. Triệu Thiến Thiến thuận tay đem đại môn cũng đóng lại. Cái này trong phòng nghỉ không có bật đèn, lập tức liền có vẻ hơi tối tăm. Trong mờ tối, tự dưng tuôn ra một cỗ tỷ y hát khí tức. La Quân lập tức có chút khẩn trương, có chút không bình tĩnh cùng có chút kích động. Đậu phộng. Cái này Triệu Thiến Thiến sẽ không phải muốn cho lão tử hiến thân a. Đậu phộng, lão tử ngược lại là không quan trọng a. Chủ yếu là nơi này sân bãi cũng quá kích thích a. Triệu Thiến Thiến khẽ dựa gần, La Quân đã nghe đến trên người nàng câu người mùi thơm. La Quân lập tức ngồi xuống, hắn cảm giác mình thật là một cái không có khống chế người a. Bởi vì thân thể đã dậy phản ứng, nhất định phải ngồi xuống mới có thể che giấu xấu hổ, Thiến Thiến tỷ, người tìm ta có chuyện gì không? Có phải hay không có cần ta hỗ trợ địa phương, người nói một tiếng, ta lập tức đi làm. Gia hỏa này, lúc này Triệu Thiến Thiến như vậy động tác, hắn cũng không dám ngoài miệng hoa hoa. Triệu Thiến Thiến cười khúc khích, nàng đi vào La Quân bên người, đột nhiên an vị tại La Quân trên đùi. Xoa! La Quân càng thêm không bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được đến từ Triệu Thiến Thiến trên mông mềm mại cùng co giãn, Thiến Thiến tỷ. La Quân cổ họng phát làm. Triệu Thiến Thiến kèn kẹt cười một tiếng, nàng bỗng nhiên ôm lấy La Quân cổ, nói ra, số tiểu tử, người không phải gan rất lớn sao? Làm sao lúc này nhát gan? La Quân ha ha cười ngây ngô, hắn có chút không hiểu rõ Triệu Thiến Thiến đến là có ý gì đây? Triệu Thiến Thiến còn nói thêm, ban đêm có rảnh không? Qua nhà ta ăn cơm đi. Đậu phộng, đây là rất rõ ràng ước pháo tín hiệu a. La Quân tâm lý cái kia kích động a, chỉ bất quá. Hắn lập tức liền nói ra, ách, không rảnh. Nói đùa, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Lại nói, quân tử háo sắc, vậy cũng phải thủ chi hữu đạo a. Triệu Thiến Thiến nhất thời ngơ ngẩn, nàng vạn vạn không nghĩ đến La Quân hội cự tuyệt.
ánh mắt nhất thời ảm xuống dưới, nói ra, vì cái gì? La Quân lại nơi đó bỏ được đắc tội mỹ nữ, thế là lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ta trong lòng cũng là một vạn cái muốn đi Thiến Thiến tỷ nhà ngươi ăn cơm a. Thế nhưng là Tống Tổng cùng Đường Bộ trưởng nói muốn ta ban đêm bồi tiếp các nàng. Triệu Thiến Thiến sắc mặt nhất thời dừng một chút, nàng còn nói thêm, vậy ngươi đến nhà ta qua ăn khuya đi. La Quân ngây người, nữ nhân này thật đúng là đói khát a. Hắn liền nói ra, tốt. Hắn mới không có ý định qua, hắn biết mình tính tình. Một khi thật qua khẳng định phải thất thân, bất quá bây giờ trước đáp ứng, ban đêm tùy thiện mượn cớ cự tuyệt chính là. Triệu Thiến Thiến gặp La Quân đáp ứng, lập tức liền là vui vẻ ra mặt, nói ra, cái kia cứ như vậy định. Nói xong liền tại La Quân trên gương mặt hôn một ngụm. Sau đó liền thướt tha rời đi, chuyến đi này, tự nhiên là mang theo một làn gió thơm. La Quân phản ứng đầu tiên cũng là lau trên gương mặt vết son môi. Hắn nhưng là bụi hoa lão thủ, nơi nào sẽ lưu dưới bất cứ dấu vết gì cấp nhìn thấy. Cái này Triệu Thiến Thiến sau khi đi, mấy cái bát quái tiểu bảo an lập tức tiến đến vây quanh La Quân hỏi han. La Quân nơi đó hội cho bọn hắn bát quái đề tài nói chuyện, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, Triệu chủ quản nói gần nhất chúng ta cao ốc khả năng không bình tĩnh, mà lại đội chúng ta ngũ bên trong có khả năng có người bị ngoại nhân thu mua. Nàng để cho ta nhất định muốn cẩn thận chú ý. Mấy cái bảo an nghe mặt lập tức liền lục, lập tức nhao nhao biểu trung tâm. La Quân chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, nhưng chuyện này, các ngươi tuyệt đối đừng loạn truyền. Những người này tự nhiên lập tức luôn mồm xưng vâng. La Quân thấy thế không khỏi tâm lý âm thầm buồn cười. Triệu Thiến Thiến tìm La Quân, cũng không phải nói coi trọng La Quân, muốn gả cho La Quân loại hình. Chỉ bất quá, Triệu Thiến Thiến cũng là phong lưu nữ tử. Ngày bình thường, cũng là dựa vào sắc đẹp lấy lòng một số khách hàng. Nàng gặp La Quân nam tử hán khí tức 10 phần, liền cũng có ý cùng La Quân làm hạt xương tình nhân, đến cái một buổi chi hoan cái gì. Nếu là lúc trước, La Quân đối Triệu Thiến Thiến dạng này vưu vật đó là cầu còn không được a. Chỉ tiếc, hiện tại La Quân nhận biết Đinh Hàm, vậy liền cũng là tương đương hoàn lương a. Tan ca về sau, La Quân nhìn không được cho Đinh Hàm gọi điện thoại, Đinh Hàm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ngươi đến muốn làm gì? Đinh Hàm có chút nổi nóng. La Quân không khỏi sửng sốt, sau đó cười khổ. Hắn nói ra, Đinh Hàm, ngươi cho ta một chút thời gian có được hay không? Ta đối với ngươi tuyệt đối là thực tình, chỉ là ta tâm tính trong lúc nhất thời còn không có cách nào chuyển biến tới. Đinh Hàm ngơ ngẩn, nàng cắn cắn xuống môi, trong lòng thoáng qua một tia mừng rỡ. Nàng dù sao cũng là ưa thích La Quân, chỗ lấy cuối cùng giọng nói của nàng hòa hoãn lại, nói ra, bên ngoài ăn cơm không sạch sẽ, mua thức ăn về nhà tự mình làm đi. La Quân liền hoan hỉ nói ra, được rồi. La Quân phải thừa nhận, tại đối mặt Đinh Hàm vấn đề bên trên, trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn. Đã không muốn thương tổn Đinh Hàm, nhưng lại không cách nào không đi nghĩ Đinh Hàm. Nhưng hắn lại không muốn kết hôn, yên ổn. Bất quá, trong lòng của hắn đã tại ép buộc chính mình qua chậm rãi thích ứng, chuyển biến. Hắn nghĩ, có lẽ chính mình hội thích ứng, thói quen Đinh Hàm ôn nhu đâu. Thói quen về sau, liền không lại sợ hãi hôn nhân giam cầm đâu. La Quân cùng Đinh Hàm tụ hợp về sau, liền cùng một chỗ đi trước siêu thị mua thức ăn. Mua xong đồ ăn sau mới về nhà. Nấu cơm thời điểm, La Quân thành thật ở một bên hỗ trợ rửa rau nhặt rau. Ánh đèn sáng tỏ, tràng diện ấm áp mà ngọt ngào. Đinh Hàm bỗng nhiên nói ra, La Quân, nếu không ngươi chuyển đến ta nơi này ở đi, dù sao có bao nhiêu gian phòng. La Quân ngốc một chút, sau đó trong lòng cuồng hỉ đứng lên. Ách, không nguyện ý, không nguyện ý coi như ta chưa nói qua. Đinh Hàm khuôn mặt hồng hồng, lập tức nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. La Quân lập tức nói. Đinh Hàm sở dĩ để La Quân ở qua đến, nàng là có chính mình dự định. Nàng minh bạch La Quân lo lắng cùng khúc mắc, thế là thì muốn thông qua phương thức như vậy, để La Quân biết, thực hai người cùng một chỗ không có đáng sợ như vậy. Đinh Hàm là muốn cho La Quân nhiều một chút thời gian đến cải biến tâm tính. Mà đối với La Quân tới nói đâu, La Quân hiện tại đối Đinh Hàm mạo xưng rất ưa thích cùng yêu, đây là không giả. Nhưng hắn cũng không xác định một việc, cái kia chính là một khi chính thức đạt được Đinh Hàm thân thể, chính mình có hay không còn có thể giống như hiện tại. Hắn đối với mình không có niềm tin chắc chắn gì, đây cũng là hắn một mực không dám đi chính thức xâm phạm Đinh Hàm nguyên nhân. Sau khi cơm nước xong, Đinh Hàm liền theo La Quân qua phòng cho thuê bên kia thu thập. La Quân gia sản rất đơn giản, rất tốt thì chuyển tới.
Về sau, Đinh Hàm trả lại La Quân tại siêu thị mua không ít đồ dùng sinh hoạt. Một ngày này, một mực giày vò đến 11 giờ đêm mới tính toàn bộ giải quyết. Sau đó, hai người nói chuyện ngủ ngon, La Quân liền trở lại thuộc về trong phòng của hắn. Về sau, Đinh Hàm qua trong phòng tắm tắm rửa. Cái kia tiếng nước ào ào truyền đến, La Quân nhịn không được trái tim kích động lên, hắn có thể tưởng tượng cái kia mỹ hảo hình ảnh a. Nhưng vào lúc này, La Quân điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân không khỏi giật mình, hắn cầm điện thoại di động lên kết nối. Lại là Triệu Thiến Thiến đánh tới. La Quân kết nối về sau, Triệu Thiến Thiến ở bên kia nũng nịu nói ra, La Quân, hiện tại có thời gian không? Không có thời gian, La Quân theo điện giật giống như cúp điện thoại. Hắn hiện ở nơi nào có thể phạm dạng này sai lầm a? Dù sao dăm ba câu cũng cùng Triệu Thiến Thiến nói không rõ ràng, hắn dứt khoát liền trực tiếp treo. Dù sao hắn vốn chính là như thế gây rối người. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Đinh Hàm cùng đi đi làm. La Quân lái xe, chờ nhanh đến công ty thời điểm, Đinh Hàm trước xuống xe qua công ty. Hiện tại hai người còn không có ổn định lại, hai người đều không muốn để cho người khác biết quan hệ lẫn nhau. Bất quá mặc kệ như thế nào, hai người kinh lịch tối hôm qua, nội tâm đều là ngọt ngào mà thỏa mãn. La Quân là nửa giờ sau đến công ty, hắn đối diện liền gặp được Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến đối La Quân đây chính là có đầy đủ u oán, La Quân cũng liền ha ha cười ngây ngô, cũng không nói nhiều. Triệu Thiến Thiến cũng liền không có lại nhiều để ý La Quân, quay người mà đi. La Quân cũng không thất lạc, Triệu Thiến Thiến xinh đẹp về xinh đẹp. Nhưng La Quân cũng biết nữ nhân này sinh hoạt cá nhân rất lợi hại tùy tiện, hắn không quá muốn cùng nàng nhắc lên quan hệ thế nào. Dù sao cái này lệ nhân công ty không phải quán bar, không phải một đêm qua đi liền có thể đường ai nấy đi. Giữa trưa thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không lay động lệ nhân công ty xảy ra bất trắc. Hai chiếc gào thét lên xe cảnh sát hùng hùng hổ hổ đứng ở lệ nhân công ty trước đại lâu. La Quân người tại bảo an trong phòng nghỉ cùng mọi người chơi tú lơ khơ, nghe được thanh âm về sau, trong lòng của hắn cũng là một cái lộp bộp, ta dựa vào, sẽ không phải là xông tự để đi. Mặc kệ là thế nào, La Quân lúc này cũng sẽ không lùi bước, đem bài ném một cái, liền nói, chúng ta đi ra xem một chút. Một đám bảo an đều là chỉ nghe lệnh La Quân, liền đi theo La Quân ra phòng nghỉ. Mặt trời chói chang, La Quân mang theo chúng bảo an đi ra, hắn trông thấy hai chiếc xe cảnh sát bên trên cộng cả lại 6 tên cảnh sát. Toàn bộ đều là thuần một sắc màu xanh ngọc áo sơ mi chế phục. 6 người này bên trong cầm đầu là một cái cảnh hoa. Cảnh hoa này La Quân không thể quen thuộc hơn được, chính là trước kia từng có gặp nhau Lâm Thiến Thiến. La Quân nhìn thấy Lâm Thiến Thiến cái này cả đám, hắn không khỏi buồn bực, nói, Lâm đội, ta giống như không có phạm pháp a. Lâm Thiến Thiến mặt như băng xương, nàng đi vào La Quân trước mặt, cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra tinh sáng còng tay, nói ra, La tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi theo một cọc mưu sát án có quan hệ, mời ngươi theo chúng ta trở về một chuyến hiệp trợ điều tra. Tha là La Quân như thế trấn tĩnh nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được bị kinh ngạc, mưu sát. Ta mưu sát người nào, Thảo. Chung quanh các nhân viên an ninh cũng là thất sắc. Lâm Thiến Thiến nhíu nhíu mày. Tay nàng còng tay trực tiếp còng lại La Quân, hai ngày trước, người tại Đinh Hàm tăng thêm đánh nhau một tên gọi là Dương Ngọc Mai nữ tử đúng hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng, cô nương kia mập như vậy, thân thể cường tráng, người đừng nói cho ta, nàng CSS. Mà lại, ta thì đá nàng một chân, nàng cho dù CSS cũng không có quan hệ gì với ta a. Lâm Thiến Thiến nói ra, nàng tại buổi sáng hôm nay 8 giờ, bệnh tim phát tử vong. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, nói ra, đều đi qua hai ngày sự tình, có quan hệ gì với ta? Lâm Thiến Thiến nói ra, Dương Ngọc Mai người nhà nói là từ khi ngươi đánh nàng về sau, nàng tình trạng cơ thể thì càng ngày càng kém, trái tim cũng xảy ra vấn đề. Dương Ngọc Mai là không có có bệnh tim sử, chuyện này, ngươi là nguyên nhân gây ra, cho nên chúng ta cần ngươi trở về cùng chúng ta hiệp trợ điều tra. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng. Hắn cũng trong nháy mắt ngửi được mùi âm mưu, xem ra, cái kia Dương gia thiếu gia vẫn là xuất thủ. Sau đó, La Quân liền nói ra, vậy được rồi. La Quân hiện tại là không thể phản kháng cảnh sát, bởi vì nơi này là trong nước, nơi này là cách nói trị. Một khi chính mình tiến hành phản kháng, nhà liền rốt cuộc không trong trắng. Liền cũng vô pháp hảo hảo bảo hộ Tống Nghiên Nhi, mà lại, hắn cùng Lâm Thiến Thiến còn có như vậy một số thể diện tại. Hắn không có khả năng phản kháng Lâm Thiến Thiến.
Rất nhanh, La Quân liền bị mang lên xe cảnh sát. Trên xe cảnh sát, Lâm Thiến Thiến ngồi phía trước hàng La Quân bên cạnh. Một bên khác cũng có cảnh sát. Lâm Thiến Thiến không nói một lời. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Lâm đội, ngươi sẽ không phải coi là người thật sự là ta giết đi. Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, không phải ta có tin hay không vấn đề, mà là chúng ta muốn giảng sự thật, giảng chứng cứ. Chuyện này, ta hội hảo hảo điều tra, tranh thủ cho ngươi một cái công chính kết quả. La Quân liền cũng không dễ nói thêm gì nữa. Sau 10 phút, cả đám đến sở cảnh sát. Tiến vào sở cảnh sát về sau, La Quân liền bị mang vào một gian nho nhỏ trong phòng thẩm vấn. Cái kia trong phòng thẩm vấn liền cửa sổ đều không có, đèn bàn tản mát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Lâm Thiến Thiến phụ trách cho La Quân làm cái ghi chép, nàng tiền lệ được hỏi thăm một vài vấn đề, sau đó rất nhanh liền chuyển vào chủ đề. Về mặt tình cảm, Lâm Thiến Thiến đối La Quân là có hảo cảm. Nàng cảm thấy La Quân dạng này người cũng không phải cùng hung ác cực chi đồ. Nhưng lý tính bên trên, nàng nhất định phải nghiêm túc phụ trách. Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân liếc một chút, La Quân cũng lộ ra bất đắc dĩ. Lâm Thiến Thiến nói, hai ngày trước, cũng chính là ngày 18 tháng 7 buổi sáng 7 giờ rưỡi, ngươi có phải hay không đối Dương Ngọc Mai nữ sĩ tiến hành cực kỳ tàn ác đánh nhau? La Quân nói ra, ta là đánh, bất quá thì đá một chân, cái kia cũng không tính được cực kỳ tàn ác. Hơn nữa lúc ấy là có nguyên nhân, bởi vì Dương Ngọc Mai đối Đinh Hàm nhục mạ, mà lại mắng bất quá muốn tới đánh ta là bạo tính khí, cho nên thì một chân đá qua. Ta mặc dù bình thường không đánh nữ nhân, nhưng ngươi là không có gặp Dương Ngọc Mai cái kia gái mập người chanh chua. Lâm Thiến Thiến nói ra, nói như vậy ngươi là thừa nhận đánh Dương Ngọc Mai. La Quân nói ra, đúng, ta thừa nhận ta đánh người. Bất quá ta cũng không có thừa nhận ta giết người. Lâm Thiến Thiến liền ghi chép đứng lên, nàng ánh mắt rất lạnh, sau đó còn nói thêm, Dương Ngọc Mai thân thể vẫn luôn rất lợi hại khỏe mạnh, từ khi ngươi đánh nhau qua nàng về sau, nàng quả thận bắt đầu suy kiệt, tại buổi sáng hôm nay rốt cục bệnh dậy thì vong. Nàng quả thận bắt đầu suy kiệt không liên quan gì đến ta, ta ra tay rất lợi hại biết nặng nhẹ. La Quân tại thời khắc này, tâm lý rốt cục hoàn toàn khẳng định. Chuyện này là theo Dương Lăng có quan hệ. Cái này Dương Lăng, thật độc ác thủ đoạn. Có phải hay không là ngươi tạo thành, chúng ta còn có đợi điều tra. Lâm Thiến Thiến đứng dậy, nói ra, hiện tại, chúng ta sẽ đem ngươi trước thu lưu tại trong sở câu lưu. Đợi đến chúng ta thu thập chứng cứ đầy đủ, điều tra, rõ ràng về sau, sẽ đối với ngươi có bước kế tiếp xử trí. Nàng sau khi nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. La Quân bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Lâm Thiến Thiến quay đầu nhìn về phía La Quân, nói ra, ừm. La Quân nói ra, Lâm đội, nhìn ngươi khí chất, gia cảnh khẳng định không tầm thường đi, ngươi rõ ràng có thể có tốt hơn ưu việt hơn phát triển, tại sao lại muốn tới cơ sở làm tiểu đội trưởng? Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì à? Lâm Thiến Thiến không vui nói. La Quân mỉm cười, nói ra, ta hiểu, ngươi nhất định là rất có chính nghĩa tâm địa người. Ngươi muốn trừng ác dương thiện, làm cảnh sát là ngươi mộng tưởng. Ta nói đúng hay không? Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khoan hãy nói, thật bị La Quân nói đúng. Phụ thân nàng là Lân Cận thành phố thị ủy thư ký, trong nhà đều là quan lại thế gia. Nếu như nàng muốn có tốt hơn phát triển, hoàn toàn có thể đi một số có phát triển tiền đồ cơ quan trong đơn vị ma luyện. Có thể những này, nàng đều không thích. Nàng muốn làm một tên tràn ngập tinh thần chính nghĩa cảnh sát. Lâm Thiến Thiến nhìn một chút La Quân, nhưng không có nói khác lời nói. Sau đó, nàng rời đi phòng thẩm vấn. Mà La Quân thì bị trực tiếp đưa đến phòng tạm giam bên trong. Đáng nhắc tới là, Lâm Thiến Thiến rất nhanh liền lại khiến người ta đem Đinh Hàm mang tới. Bởi vì Đinh Hàm cũng là sự kiện bên trong trọng yếu một vòng. Khi Đinh Hàm nghe được Dương Ngọc Mai thế mà CSS, hơn nữa còn hoài nghi là bởi vì La Quân một cước kia bố trí lúc, Đinh Hàm cả người đều ngây người. Tại toàn bộ ghi chép quá trình bên trong, Đinh Hàm nỗ lực trấn định tâm tình, nàng biết nàng khẩu cung đối La Quân là cực kỳ trọng yếu. Mà Lâm Thiến Thiến cũng đã biết cả cái sự tình chân tướng, trong nội tâm nàng hơi hơi thở phào, bởi vì làm bằng cớ chứng minh, La Quân còn đây không phải vô cùng hung ác người. Đánh Dương Ngọc Mai, là bởi vì cái này người quả thật làm cho người chán ghét. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này La Quân vẫn là thoát không can hệ. Cùng lúc đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh rất nhanh cũng đã biết chuyện này. Các nàng là đi theo Đinh Hàm cùng một chỗ đến Nam khu sở cảnh sát, tại Đinh Hàm chép xong ghi chép về sau.
Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng giải một chút sự tình chân tướng. Sau đó, tam nữ đưa ra muốn gặp La Quân, nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Rơi vào đường cùng, Tống Nghiên Nhi đi cầu chính mình dượng. Nàng dượng cũng là người trong quan trường, bây giờ Tống Nghiên Nhi có yêu cầu, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn. Thế là tại nửa giờ sau, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh toại nguyện nhìn thấy La Quân. La Quân bị còng còng tay, tại hai tên cảnh sát áp giải xuống tới đến phòng cách ly bên trong. Hắn là ngăn cách pha lê cùng Tống, Đường, Đinh tam nữ gặp mặt. Tam nữ đối La Quân lo lắng không được, Đường Thanh càng là lo lắng. Mà Đinh Hàm thì là áy náy không được, nàng cảm thấy là mình liên lụy La Quân. Tống Nghiên Nhi thì là tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi, đến là tình huống như thế nào? Nàng và Đường Thanh đến bây giờ đều là không hiểu ra sao, chỉ biết là nói là La Quân giết người. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Dương Lăng xuất thủ. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh, còn có Đinh Hàm nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Đường Thanh nói ra, ta đợi hội lập tức đi ngay qua liên hệ ông ngoại của ta. Đinh Hàm một mực không hiểu lấy chung quan tiết, nàng không khỏi hỏi, Dương Lăng là ai? Tống Nghiên Nhi nói, Lao Sơn nội gia quán người bên kia. Đinh Hàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lại càng thêm lo lắng La Quân. La Quân hít sâu một hơi, hắn cường điệu nói ra, ta tuyệt đối không có đối Dương Ngọc Mai dưới nặng tay. Ta là luyện võ người, ra tay thích hợp lực nắm chắc là tuyệt đối có chừng mực. Mà bọn họ nói Dương Ngọc Mai nguyên nhân cái CS, S là quả thận suy kiệt, điều này hiển nhiên là bị cao thủ lấy ám kình chấn thương. Phải làm sao mới ổn đây? Tống Nghiên Nhi nghe vậy về sau, lo lắng cùng cực. La Quân trầm giọng nói ra, các ngươi cũng không cần thay ta lo lắng, như vậy đi, ta muốn gặp mặt Mộc Tĩnh, các ngươi thông báo nàng một chút. Nàng có biện pháp đến giúp ta. Tống Nghiên Nhi vội vàng nói, được. Sau đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng đừng La Quân. Đinh Hàm lưu lại bồi La Quân nói chuyện, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Đinh Hàm hốc mắt đỏ, nàng sau đó tự trách nói ra, đều là ta hại ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, trách không được ngươi, coi như không có Dương Ngọc Mai sự tình, Dương Lăng bên kia còn sẽ nghĩ tới mới độc kế. Cái này một lần, luôn luôn muốn tới. Đinh Hàm trầm mặc xuống dưới, sau đó, nàng hỏi, Mộc Tổng thật có thể đến giúp ngươi sao? La Quân không muốn Đinh Hàm lo lắng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì. Ta tự có biện pháp hóa giải. Đinh Hàm gặp La Quân còn có thể cười, nàng hơi hơi thở phào. Liền cũng tại lúc này, gặp mặt thời gian đến, La Quân lại bị mang về phòng tạm giam. Về phần lần này gặp mặt, chỗ nội dung nói chuyện cùng hình ảnh đều bị màn hình giám sát nhiếp xuống tới. Ban đêm tự nhiên sẽ bị Lâm Thiến Thiến nhìn thấy. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ra sở cảnh sát về sau, Đường Thanh lập tức cho ông ngoại Hoắc Thiên Túng gọi điện thoại. Hoắc Thiên Túng được nghe việc này sau cũng là bị kinh ngạc. Ông ngoại, người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mau cứu La Quân A. Đường Thanh hốc mắt hồng hồng nói ra. Hoắc Thiên Túng ở bên kia trầm giọng nói ra, chúng ta cũng là vừa tới Giang Nam thành phố, lời nói cũng truyền đi. Nhưng là Dương Lăng nghe nói vừa vặn tại ngoại địa, chúng ta đều đang đợi hắn trở về. Đường Thanh cũng không phải người ngu, nói ra, hắn là không phải cố ý không muốn gặp ngài. Hắn cũng là muốn đưa La Quân vào chỗ CS, S đúng hay không? Hoắc Thiên Túng thở dài một tiếng, cái này Dương Lăng cũng là một phương lão đại. Hắn tránh mà không thấy, Hoắc Thiên Túng cũng là không có cách nào. Đợi đến La Quân CS, gặp lại, hắn cũng không dễ trách tội Dương Lăng. Ngẫm lại, cái này Dương Lăng thủ đoạn thật đúng là độc ác a. Tắt điện thoại về sau, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi đồng đều lâm vào trầm mặc. Các nàng lại một lần nữa nhìn thấy xã hội này mặt tối tàn khốc. Những người này có thể đem pháp luật, xã hội, nhân mạng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Thanh hướng Hoắc Thiên Túng cầu cứu không có kết quả về sau, nàng lập tức liền cùng Tống Nghiên Nhi đi gặp Mộc Tĩnh. Tại Mộc Tĩnh trà trang bên trong, hai nữ nhìn thấy Mộc Tĩnh. Mộc tỷ, La Quân nói chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Tống Nghiên Nhi trầm giọng nói ra, mời ngươi phải tất yếu hỗ trợ, về phần cần chúng ta phối hợp cái gì, ngươi một mực mở miệng. Mộc Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, chuyện này rất lợi hại hiển nhiên là Dương Lăng bố cục, Dương Lăng dưới hết hy vọng muốn La Quân mệnh. Ngay cả Hoắc Thiên Túng lão tiền bối cũng không có cách nào, ta lại có thể có biện pháp nào. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhất thời càng thêm ảm đạm thương tâm. Mộc Tĩnh theo rồi nói ra, ta là không có cách nào,
bất quá cái này không có nghĩa là La Quân không có cách nào. Hắn chỉ nói rõ ta có biện pháp cứu hắn, chắc là muốn gặp ta, cần ta cho hắn làm một ít chuyện. Như vậy đi, ta trước đi gặp La Quân. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh lập tức cũng biểu thị muốn cùng một chỗ đi cùng. Đến sở cảnh sát về sau, Mộc Tĩnh Tam nữ nhìn thấy La Quân. Đinh Hàm cũng một mực đang. Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm Tam nữ nhìn lấy La Quân thân thể hãm nhà tù, đều là âm thầm gạt lệ, thương tâm không thôi. Mộc Tĩnh ngược lại là phi thường tỉnh táo, nàng nói ra, ngươi nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? La Quân mỉm cười, nói ra, Tĩnh tỷ, vẫn là ngươi giải ta. Ngươi chỉ cần giúp ta gọi điện thoại liền thành, nói cho người kia ta tình huống. Số điện thoại là bao nhiêu? Mộc Tĩnh hỏi. La Quân nói, ngươi vươn tay ra. Chỗ của hắn không biết nơi này có màn hình giám sát, cho nên tuyệt sẽ không đem dãy số nói ra. Mộc Tĩnh cũng hiểu điểm này, ngay sau đó vươn tay. La Quân tại Mộc Tĩnh trên tay viết xuống dãy số. Mộc Tĩnh ghi ở trong lòng, sau đó hỏi, ngươi xác định dạng này liền có thể. La Quân nói ra, ta từ có chừng mực, hắn lúc này trấn định như núi, hắn cũng là như thế, càng là nguy hiểm, càng là trấn định. Mộc Tĩnh gật gật đầu, nói ra, ta cái này phải. Nàng nói xong cũng đứng dậy dự định rời đi. Nàng biết La Quân cũng là một cái mê, mình cũng không cách nào nhìn thấu. 9 giờ tối, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm Tam nữ tại bất đắc dĩ tình huống dưới rời đi sở cảnh sát. Lâm Thiến Thiến lần nữa tại trong phòng thẩm vấn triệu kiến La Quân. Lâm Thiến Thiến bận rộn một ngày, nàng tinh thần y nguyên rất tốt, thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì trời nóng nực, nàng sợi tóc nhiễm mồ hôi, thì như vậy dán tại mỹ lệ trên gương mặt, khí khái hào hùng bên trong bằng thêm một tia vũ mị. Càng hiếm thấy hơn là, trên người nàng tản mát ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi thơm. Lâm Thiến Thiến đem sự tình chân tướng đã chỉnh lý đến không sai biệt lắm, hôm nay màn hình giám sát nàng cũng nhìn kỹ. La Quân ánh mắt tại Lâm Thiến Thiến trước ngực quét tới quét lui, cảm thấy vị này Lâm Thiến Thiến quả nhiên là nhân gian cực phẩm đại mỹ nữ a. Cũng không biết cái gì nam nhân có phúc khí năng ngủ ở nàng trên giường a. Lâm Thiến Thiến nhìn ra La Quân ánh mắt lỗ mãng, lập tức vội ho một tiếng, nói ra, chút nghiêm túc. La Quân lập tức hạng vạt áo đang ngồi, lúc này, hắn rất nghe lời. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nói ra, sự tình ta đại khái giải một phen. Dương Lăng đến là ai? Ngươi nói là chuyện này là hắn làm, Dương Ngọc Mai cũng là hắn giết. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Dương Lăng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, bây giờ là Giang Nam thành phố Dương Thị tập đoàn lão tổng, cái này ngươi có thể đi tra, ta đoán chừng hắn vẫn là ngôi sao xí nghiệp ra đây. Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì. Ngay sau đó, La Quân đem độc nhãn muốn ngầm chiếm Tống Nghiên Nhi công ty bắt đầu nói lên. Đương nhiên. Hắn cũng không có nói tới thiên nhẫn, chỉ nói là đem đến giúp đỡ một tên đệ tử đánh bại. Sau đó tổn hại Lao Sơn nội gia quán đệ tử thể diện. Như thế Dương Lăng muốn tìm về mặt mũi. Thì vì tìm về mặt mũi, liền tới giết một cái người vô tội. Lâm Thiến Thiến có vẻ hơi không thể tin, theo rồi nói ra, người có chứng cứ gì? La Quân nói ra, chứng cứ. Loại chuyện này, nơi đó sẽ có chứng cứ. Lâm Thiến Thiến không khỏi sắc mặt không vui, nói ra. Nói như vậy đứng lên, hết thảy đều là ngươi suy đoán mà thôi. Dạng này ta không có biện pháp giúp đến ngươi. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, ngươi bây giờ qua Dương Ngọc Mai trong nhà nhìn một chút, ta dám đánh cược, Dương Ngọc Mai thi thể đã hỏa táng. Ngươi thì a không được một chút tung tích. Lâm Thiến Thiến sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, Dương Ngọc Mai thi thể trước mắt là trọng điểm bảo hộ, không có khả năng hỏa táng rơi. Nàng thi thể ở đâu? La Quân hỏi. Bệnh viện nhà xác bên trong, Lâm Thiến Thiến nói ra. La Quân uể oải nói ra, khuyên ngươi bây giờ đi xem một chút đi. Lâm Thiến Thiến lập tức đứng dậy, La Quân cũng đứng dậy theo. Hắn đột nhiên đi vào Lâm Thiến Thiến sau lưng, vỗ vỗ Lâm Thiến Thiến bả vai, nói ra, ta đều bị các ngươi nhốt tại trong sở câu lưu mặt, có thể hay không cho ta đưa tay còng tay mở ra. Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói thẳng, không thể. Sau khi nói xong, nàng liền rời đi. La Quân khóe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, bởi vì hắn đã nhanh nhanh đem Lâm Thiến Thiến bên hông thương cho trộm tới, giấu ở dưới nách. Hắn giấu rất khéo léo, ở nước ngoài thời điểm, giấu thương là một môn đại học vấn. Cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, cũng là trong phòng thẩm vấn camera đều bắt không đến La Quân động tác.
Ghét ác như Cửu Lâm Thiến Thiến đã phát giác ra chuyện này không đơn giản. Đủ loại dấu vết để lại đều cho thấy, Dương Ngọc Mai CS rất là kỳ quặc. Nói đến, lần này cũng thật sự là Dương Lăng không tưởng được. Hắn không nghĩ tới cảnh sát này trong đội ngũ sẽ có một cái Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến tính tình như vậy, vốn là không thể tại trong đội ngũ sinh tồn. Bởi vì nàng là cái dị loại, nhưng muốn mạng là, Lâm Thiến Thiến bối cảnh thâm hậu, cho nên nàng y nguyên có thể sống rất tốt. Cái gọi là người yếu thích ứng hoàn cảnh, cường giả cải biến hoàn cảnh chính là cái đạo lý này. Lâm Thiến Thiến đi vào sở cảnh sát trong đại viện, nàng đang chuẩn bị cho canh giữ ở nhà sát cảnh giác gọi điện thoại. Ai biết lúc này, điện thoại trước vang, gọi điện thoại tới chính là tên kia canh giữ ở nhà sát cảnh giác, Lâm đội, Dương gia gia thuộc người nhà cưỡng ép đem Dương Ngọc Mai thi thể mang đi. Bọn họ nói muốn nhập thổ vi an, mau chóng hạ táng. Lâm Thiến Thiến bị kinh ngạc, lúc này cái gì cũng đều không lo được. Nói ra, tranh thủ thời gian ngăn cản, tuyệt đối không nên để bọn hắn hỏa táng. Cái kia cảnh giác nói ra, đúng. Lâm Thiến Thiến cũng lập tức liền tắt điện thoại, mở xe cảnh sát hướng nhà tang lễ mở đi ra. 10 giờ tối. Nam khu trong sở công an hoàn toàn yên tĩnh, cái này yên tĩnh cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. La Quân tại phòng tạm giam bên trong buồn bực ngán ngẩm đợi. Phòng tạm giam bên trong cũng là một cái giường, một cái bồn cầu, vô cùng đơn giản. Ánh đèn nóng sáng mà thanh lãnh. La Quân không có chút nào bối rối. Ngay lúc này, đèn bỗng nhiên dập tắt. Phải nói là toàn bộ Nam khu đều mất điện, trong chớp mắt, Nam khu cái này một mảnh, sở hữu nhà cao tầng, thương nghiệp cao ốc chờ một chút, toàn bộ lâm vào giống như CS, hắc ám. Nam khu trong sở công an cũng lâm vào hắc ám. Phòng tạm giam bên trong, La Quân trong mắt tách ra hàn quang. Hắn biết, Dương Lăng lần nữa động thủ. Hắn sớm đã đoán ra Dương Lăng bước kế tiếp mưu kế. Dương Lăng thứ nhất muốn hỏa táng rơi Dương Ngọc Mai thi thể, như thế mới là hủy thi diệt tích, không lưu dấu vết. Bước thứ hai, cũng là phái ra sát thủ tới giết chính mình. Giết chính mình về sau, mang theo chính mình thi thể trốn bên trên bên ngoài một xe cảnh sát. Sau cùng xe cảnh sát trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, xe hư người CS. Kể từ đó, đó chính là chính mình sợ tội đào vong, lớn nhất sau đó phát sinh bất hạnh, tự thực ác quả. Cả chuyện cũng liền giải quyết tốt đẹp. Giới võ thuật người biết sau chuyện này, cũng sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ, e ngại Dương Lăng thủ đoạn. Nhưng cả kiện sự tình, mọi người cũng tìm không thấy Dương Lăng xuất thủ dấu vết, cho nên cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là đến chuyện gì phát sinh, mọi người nhưng đều là lòng dạ biết rõ. Dương Lăng một chiêu này là cực kỳ cao minh. Trên thực tế, La Quân là đem đây hết thảy đều đoán đúng. Dương Lăng thủ hạ hết thảy có tứ đại tuyệt sát. Tứ đại tuyệt sát toàn bộ đều là vương bài sát thủ. Lần này, bởi vì đệ nhất tuyệt giết Mạc Ngạo ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Dương Lăng thì phái thủ hạ còn lại tam đại tuyệt sát tới giết La Quân. Dương Lăng một hơi phái ra tam đại tuyệt sát, cái kia cũng coi là đầy đủ để mắt La Quân. Tam đại tuyệt sát, theo thứ tự là kiếm sát Thanh Liên. Thanh Liên tuy nhiên bại tướng dưới tay là La Quân, nhưng nàng tu vi là không thể nghi ngờ. Bất quá nàng thanh phong kiếm tổn hại. Lần này hành động bên trong, Thanh Liên phụ trách đem Nam khu cung cấp điện tổng trạm phá hư. Nàng mục tiêu là tạo thành toàn bộ Nam khu mất điện một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau, Nam khu khẩn cấp cung cấp điện liền sẽ khởi động. Giờ phút này, điện đã ngừng, cái này chứng minh Thanh Liên đã thành công. Mặt khác hai đại tuyệt sát theo thứ tự là Trọng Quyền tuyệt sát Lôi Bạo, Truy Phong tuyệt sát Lâm Đông. Lôi Bạo năm nay 40 tuổi, hắn trước kia là Đông Nam Á một vùng hắc quyền chi vương. Quyền lực hung mãnh, sát khí trùng thiên. Về sau bị Dương Lăng thu phục, Lôi Bạo lúc đầu luyện là châu lực điên cuồng quyền, về sau bị Dương Lăng chỉ điểm chính tông đại lực kim cương quyền, như thế thông hiểu đạo lý về sau, Lôi Bạo quyền đã là hung mãnh tuyệt luân. Hắn nhất quyền có thể làm lật một con voi lớn, đồng thời có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đá ra 236 chân tới. Về phần Lâm Đông âm nhu, Nga Mi Truy Phong thứ nơi tay, giết người vô hình. Hắn cùng Lôi Bạo phối hợp, cương nhu hòa hợp, không biết giết bao nhiêu cao thủ đây. Đây cũng là Dương Lăng phái hai người đồng thời tới giết La Quân nguyên nhân. Đối với La Quân bản sự, Dương Lăng đã làm nghiên cứu, có chỗ giải. Lần này, hắn xác định La Quân là hẳn phải CS, không nghi ngờ. Ngay tại Nam khu sở cảnh sát mất điện trong tích tắc, Lôi Bạo cùng Lâm Đông thì như quỷ mị công tác hướng phòng tạm giam bên trong trùng sát mà đi. Bọn họ chỉ có một phút đồng hồ thời gian.
Một phút đồng hồ đối với người bình thường tới nói, vô cùng ngắn ngủi. Nhưng đối với cao thủ tới nói, lại có thể làm rất nhiều chuyện. Hai người chính là muốn chém giết vào, 10 giây bên trong chém giết La Quân, sau đó mang theo La Quân rời đi. Tuy nhiên La Quân cũng là cao thủ, nhưng là hai người 10 giây đánh giết La Quân lại cũng không là khinh thường. Cao thủ đọ sức, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Tuyệt sẽ không giống võ hiệp bên trong, phim truyền hình bên trong đánh lên cái 3 ngày 3 đêm. Hai người trong nháy mắt đi vào phòng tạm giam chỗ cửa lớn, lôi bạo một chân đem đại môn đá văng. Phanh một tiếng, đại môn kia bỗng nhiên vỡ ra, hướng phía La Quân hung hăng oanh đụng tới. Tựa như là nhỏ hình tăng một dạng, mang theo bạo liệt kình phong. La Quân thân thể hướng trái lóe lên, liền đem đại môn kia công kích tránh đi. Cùng lúc đó, lôi bạo cùng Lâm Đông đã khóa chặt La Quân. Lôi bạo lạnh hừ một tiếng, người như phong nghiêu đánh giết tới. Quyền như kim bát, mang theo một cỗ như cái rùi đồng dạng tàn nhẫn kình phong, giống như độc long toản xuất phân sương mù, lôi đình thiểm điện va chạm hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Tốc độ của hắn nhanh đến không có điên. Mà cái kia Lâm Đông càng là trực tiếp, nga mi thứ lóe ra hàn quang, quỷ mị ở giữa đã đâm về La Quân hai mắt. Hai người này công kích phong kín La Quân sở hữu đường lui. Đây là muốn nhất kích tất sát. Dạng này vây kín đánh giết giống như thiên truy bách luyện, tuyệt đối không người có thể hóa giải, né tránh. Cương nhu hòa hợp, cương mãnh cùng âm nhu. Hai người phối hợp nhiều năm, có lòng tin tuyệt đối nhất kích ở giữa giết La Quân. La Quân phía sau là vách tường, hắn liền linh dương móc sừng thân pháp đều không thi triển ra được. Đối với điểm này, lôi bạo cùng Lâm Đông là biết. Bọn họ trước khi đến thì đối với nơi này địa hình tiến hành nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên tia lửa thoáng hiện, một tiếng chói tai súng vang lên. Tiếng súng gấp rút chói tai, lộ ra vô cùng đột ngột cùng thật không thể tin. Sau đó, cái kia Lâm Đông giống như thụ thương tiểu điểu rơi xuống dưới. Hắn mi tâm máu tươi cuồn cuộn, lại là bị một phát súng lấy mạng. Một thương này, dĩ nhiên chính là La Quân mở. La Quân đã sớm ngờ tới Dương Lăng mỗi lần xuất thủ khẳng định không tầm thường, cho nên hắn mới có thể trộm thương. La Quân thương pháp, thiên hạ vô song. Khoảng cách gần như vậy, hắn đột nhiên nổ súng, Lâm Đông lại không có phòng bị, cho nên liền xem như Lâm Đông dạng này cao thủ cũng phải bị một phát súng lấy mạng. La Quân nã một phát súng sau thì cũng không có cơ hội nữa nổ phát súng thứ hai. Bởi vì lôi bạo đã giết đi lên. Đối mặt lôi bạo hung mãnh quyền lực, La Quân cười lạnh một tiếng. Cổ bỗng nhiên co rụt lại. Rùa đen rụt đầu. Đầu của hắn giống như đột nhiên không thấy. Lôi bạo nhất quyền thất bại. La Quân hai tay hướng ra ngoài khẽ trống, còng tay lập tức đứt gãy, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cổn lôi quyền ấn đánh giết tới. Quyền phong bạo liệt, như tiếng sấm nổ. Uy thế dọa người. Cổn lôi quyền ấn chính là La Quân sở trường công phu, một quyền này uy lực cực kỳ làm người kinh hãi. Dù là lôi bạo lấy quyền lực hung mãnh xưng, đối mặt La Quân một quyền này, hắn y nguyên khó mà chọi cứng. La Quân một mực tu luyện cũng là đại nhật nguyệt quyết tẩy tủy phạt cốt, làm bản thân lớn mạnh. Mà hắn tu luyện kình lực chính là thiên huyền cương kính. Hắn sở hữu kình lực đều là thiên huyền cương kính, cỗ này thiên huyền cương kính giống như vạn vôn như dòng điện, cũng mang hình xoắn ốc lực đạo, mạnh mẽ vô cùng. Nhật nguyệt tính tâm quyết, thiên huyền cương kính. Linh dương móc sừng cái này ba đại tuyệt học là La Quân một mực sống tới ngày nay tư bản. Cổn lôi quyền ấn bên trong ẩn chứa thiên huyền cương kính, hung mãnh thiên hạ vô song. Lôi bạo trong lúc cấp thiết, rời khỏi một bước, né tránh La Quân cổn lôi quyền ấn. La Quân không đợi quyền ấn thất bại, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, lại là thi triển ra linh dương móc sừng tuyệt diệu thân pháp. Lôi bạo chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cỗ mãnh liệt kình phong lại lần nữa tập sát mà đến. Lại là cổn lôi quyền ấn. Lôi bạo lần này muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có khí dồn đan điền, chợt quát một tiếng, bỗng nhiên cũng là một chiêu hung quyền nghênh đón. Phanh một tiếng, hai người quyền lực chạm vào nhau. La Quân thiên huyền cương kính trong nháy mắt phá vỡ lôi bạo quyền lực, cỗ này hình xoắn ốc điện lưu chui vào lôi bạo quyền đầu bên trong, để toàn thân hắn sinh ra một loại tê liệt cảm giác. Lôi bạo thân thể mãnh liệt lắc một cái này lắc một cái chính là rất nhiều kết quả. Giống như gà trống mổ vào ngô công kịch liệt giãy giụa. Cỗ này thời điểm, gà trống lắc một cái, liền lập tức đem ngô công sở hữu kình lực hóa giải. Lôi bạo trực tiếp đem La Quân hình xoắn ốc điện lưu kình lực hóa giải, sau đó thân thể đột nhiên một ngồi xổm, hai tay như thô to dây thừng thép một dạng gấu ôm hướng La Quân.
như phong tự bế. Một khi ôm lấy, lôi bạo liền muốn bộc phát ra hắn sức mạnh mạnh mẽ, đem La Quân eo cắt đứt. La Quân hơi kinh hãi, hắn cũng có chút ngoài ý muốn cái này lôi bạo công phu. Cái này lôi bạo, phản ứng rất nhanh, là cao thủ. La Quân không chút hoang mang, hai tay bỗng nhiên chìm xuống, bên ngoài lật, đợi lôi bạo ôm đến một cái chớp mắt. Hai tay của hắn hóa thành sắc bén long chảo thủ quấn lên lôi bạo cánh tay. Lần này quấn lên qua, giống như mọc đầy gai ngược bụi gai, liền muốn để lôi bạo phân cân thắc cốt, đau đến không muốn sống. Lôi bạo cũng là thất sắc, hắn ý thức được La Quân đáng sợ. Gia hỏa này, toàn thân cao thấp đều là gai, đấu pháp quả thực cũng là xuất thần nhập hóa. Mỗi một cái biến hóa đều để cho mình đau đầu, chỗ của hắn dám thật ôm vào qua, rơi vào đường cùng, chỉ có đột nhiên song trưởng chống đất, một chiêu mãnh liệt tảo đường thối thi triển đi ra. Hoành tảo thiên quân như quyển tịch. Lôi bạo đã biết mình hôm nay quyết định là giết không La Quân. Trước mắt hắn ý nghĩ duy nhất cũng là đào tẩu. Lôi bạo một chân quét ngang mà đến, La Quân lại không né tránh, trực tiếp cũng một chân đá qua. Phanh một tiếng. Lôi bạo xương đùi trực tiếp đứt gãy, hắn hét thảm một tiếng. La Quân tiếp lấy nhất chỉ thiên huyền chỉ kính chấp giật điểm ra, trong nháy mắt điểm tại lôi bạo thiếu dương huyết mạch bên trên. Một chỉ này liền đem lôi bạo huyết mạch phong bế, huyết dịch không khoái. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ ra sức, không phải đem mạch máu bạo liệt không thể. Thiên huyền điểm huyệt thủ, cái này là La Quân công phu. Điểm huyệt cũng không phải là như nhau một dạng, một khi điểm chúng, người thì không thể động đậy. Cái này điểm huyệt thủ pháp, cũng gọi là tiến thêm đả huyệt. Chính là phong bế người huyết mạch, phong bế về sau, người một dạng có thể bước đi nói chuyện, chỉ là không thể dùng mạnh mẽ. Bởi vì mạnh mẽ cần khí huyết chuyển vận, trung gian đường ống bị ngăn chặn. Dùng sức quá mạnh, mạch máu liền sẽ bạo liệt. Liền cũng tại lúc này, Sở Câu Lưu ánh đèn một lần nữa sáng lên. Cái này Sở cảnh sát cũng cấp tốc chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy tình huống hiện trường lúc lập tức ngây người. La Quân lại là uể oải ngồi ở một bên, hắn lộ ra thoải mái nhàn nhã. Cái kia Lâm Thiến Thiến muốn đi ngăn cản Dương Ngọc Mai thi thể bị hỏa táng, có thể ở trên đường, cái kia viên cảnh sát thì gọi điện thoại tới nói Dương Ngọc Mai thi thể đã hỏa táng. Lâm Thiến Thiến giận tím mặt, nàng trực tiếp đối cái kia viên cảnh sát mắng lên. Nàng nhưng lại không biết, cái này viên cảnh sát cũng là thu tiền trả nước. Nếu không Dương Ngọc Mai thi thể không dễ dàng như vậy bị hỏa táng. Cùng lúc đó, Lâm Thiến Thiến lại thu đến Sở cảnh sát bên này điện thoại. Cái kia chính là phòng tạm giam bên trong phát sinh dị biến. Lâm Thiến Thiến được nghe tin tức về sau, cấp tốc hướng Sở cảnh sát gấp trở về. Khi nàng trở lại Sở cảnh sát về sau, nàng trước tiên nhìn Lâm Đông thi thể, mà lôi bạo cũng được đưa đến bệnh viện băng bó. Lâm Thiến Thiến lại lần nữa đem La Quân đưa đến phòng thẩm vấn. Người trộm ta thương, Lâm Thiến Thiến trước tiên chất vấn. La Quân cười cười nói, cái này không gọi trộm, gọi mượn. Lâm Thiến Thiến ngược lại không có truy cứu chuyện này, nàng ngẫm lại cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà lại, Lâm Thiến Thiến cũng có thể chứng thực, cái này bên trong thật là có vấn đề lớn. Nàng lập tức lại hỏi. Làm sao ngươi biết có người muốn tới giết ngươi? La Quân nói ra, rất đơn giản, Dương Lăng cũng không phải là muốn cho ta ngồi tù, hắn là muốn giết ta. Mà lại, Dương Ngọc Mai sự tình khó mà cân nhắc được, cho nên hắn muốn trước hỏa táng Dương Ngọc Mai thi thể, sau đó phái hai người thủ hạ đến đem ta giết. Sau cùng đem ta thi thể đưa đến trên xe cảnh sát, làm thành ta chạy án bộ dáng. Mà trên đường, xe cảnh sát khẳng định hội ngoài ý muốn nổi lên, tạo thành xe hư người CS. Ết giả tượng. Kể từ đó, hắn tức giết ta, lại có thể đem hết thảy làm được không chê vào đâu được. Ta cảm thấy người bây giờ ở chỗ này đến tia, a ta là dư thừa, người hẳn là đi dò tia, a Dương Lăng. Lâm Thiến Thiến thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nàng cảm thấy gia hỏa này thật sự là rất lợi hại thông minh. Bất quá muốn nàng đi thăm dò Dương Lăng cũng không thực tế, cả chuyện đều không có Dương Lăng bóng dáng, bắn đại bác cũng không tới, hết thảy đều là La Quân lý do thoái thác. Mà lại, Dương Lăng tại Giang Nam thành phố nhân mạch rất rộng. Gia tộc của hắn tại Yến Kinh cũng rất có phân lượng. Lâm Thiến Thiến thật đúng là không có tư cách qua điều tia, a Dương Lăng. Cùng lúc đó, Lâm Thiến Thiến lại nhận được một cú điện thoại. Là bệnh viện bên kia đánh tới, lôi bạo được người cứu đi, hiện tại tung tích không rõ. Lâm Thiến Thiến không khỏi thầm hận, lúc đầu nàng còn có thể thông qua thẩm vấn lôi bạo, sau đó liên lụy ra Dương Lăng. Bây giờ lôi bạo được cứu đi, nàng thì càng không có cách nào đi thăm dò Dương Lăng.
Lâm Thiến Thiến lâm vào trầm tư. Hiện tại Dương Ngọc Mai thi thể bị hỏa táng, nhà nàng thuộc lại ấn định ngươi. Từ nghiệm thi trên báo cáo chứng cứ tới nói, đối ngươi là rất bất lợi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm gì? La Quân nơi đó lại không biết chuyện này đến tiếp sau khó giải quyết. Chỉ cần Dương Ngọc Mai ra thuộc người nhà ấn định chính mình, lại thêm không có chứng cứ, lại có một phần cái gọi là nghiệm thi báo cáo tại. Chính mình thật sự là trong đúng quần rơi vào bùn đất ba, không phải cứt cũng là cứt ha. Chuyện này, muốn thực hiện là rất khó đánh thắng. La Quân trước mắt muốn thoát tội, muốn rời khỏi cái này phòng tạm giam không thể nghi ngờ là khó khăn. Tuy nhiên Lâm Đông thi thể ở chỗ này, có thể rất đại thành phân làm bằng cớ. Nhưng là chứng cớ này cũng là lời nói của một bên, chịu không được tòa án bên trên cân nhắc. Dương Lăng thế lớn, hoàn toàn có thể ở chính giữa đả thông quan tiết. Để tòa án phán La Quân nhập tội. Lâm Thiến Thiến tuy nhiên tâm lý hướng về La Quân, nhưng nàng cũng phải theo nếp làm việc, nàng không thể thả La Quân. La Quân đáp không ra lời nói tới. Lâm Thiến Thiến lại lần nữa trầm mặc, sau đó, nàng còn nói thêm, Tống Nghiên Nhi còn không biết ngươi là cố ý đến bảo hộ nàng a. La Quân nao nao, sau đó, hắn gật gật đầu. Nói ra, ta cùng Thành Bân sự tình, ngươi đừng nói cho Tống Nghiên Nhi. Lâm Thiến Thiến thật sâu nhìn một chút La Quân. Không hề nghi ngờ, Lâm Thiến Thiến là cái lãng mạn, người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn cảm thấy giống La Quân dạng này người tựa hồ chỉ tồn tại ở cùng truyền kỳ bên trong. Hiện thực hẳn là không có. Thành Bân CS, Nghiên Nhi còn không biết. La Quân trầm giọng nói ra, lần này nếu như không phải là bởi vì độc nhãn khi dễ bên trên nàng, ta sẽ không xuất thủ. Vốn cho là có thể cứ như vậy một mực nhàn hạ xuống dưới, không nghĩ tới lại là nảy sinh khó khăn. Lâm Thiến Thiên hít sâu một hơi, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói với Tống Nghiên Nhi. Chỉ là, Dương Lăng bên kia lần này xuống tay với ngươi không thành, chỉ sợ còn sẽ có hậu chiêu. La Quân nói ra, ta trước mắt cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn thật tâm bên trong đã có so đo, nhưng hắn sẽ không nói với Lâm Thiến Thiến. Trên thực tế, La Quân đã phẫn nộ, cái này Dương Lăng khinh người quá đáng. Hắn nhiều lần nhường nhịn, có thể Dương Lăng lại là có chủ tâm muốn đưa mình vào chỗ CSS. Lâm Thiến Thiến còn nói thêm, ta rất lợi hại đồng tình ngươi tao ngộ, cũng rất muốn giúp ngươi. Nhưng là trước mắt mà nói, ta cũng không thể thả ngươi đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể tin tưởng ta đã rất lợi hại cảm động. Lâm Thiến Thiến nói ra, bất quá ta hội đem hết toàn lực vì ngươi đi tìm chứng cứ, thay ngươi mưu một cái thanh bạch chi thân. La Quân khuôn mặt có chút động, nói ra, cảm ơn. Lâm Thiến Thiến sau đó liền để La Quân trở lại phòng tạm giam bên trong, cái kia phòng tạm giam bên trong đã quét sạch sẽ, môn cũng một lần nữa lắp đặt tốt. Về phần Lâm Đông thi thể cũng đã đem đến nhà xác, chờ đợi pháp y đến đây nghiệm thương. Hết thảy trình tự đều đi rất nhanh, La Quân lần này là phòng vệ chính đáng, có Lâm Thiến Thiến trợ giúp, hắn cũng sẽ không có cái gì liên quan tới giết Lâm Đông phiền phức. Bóng đêm tĩnh mịch. La Quân nằm tại phòng tạm giam trên giường, hắn là nhìn quen gió tanh mưa máu người. Đương nhiên sẽ không bởi vì phòng tạm giam bên trong người CSS mà có sợ hãi. Ninh Hàm, Mộc Tĩnh, Tống Nghiên Nhi các nàng cũng không biết đêm nay nơi này chỗ chuyện phát sinh. Giang Nam thành phố, Giang Nam Đại Công quán. Mặc dù nhưng đã là trời vừa rạng sáng, nhưng Giang Nam Đại Công trong quán vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lầu 2 một gian trong thư phòng. Một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên, hắn sắc mặt tái xanh một mảnh. Thanh niên này mặc trên người áo sơ mi trắng là nước Anh thủ công chế tác, đường cong rõ ràng, mang theo nói không nên lời lộng lẫy phiêu giật. Thanh niên nhìn rất là tuổi trẻ, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, giống như là Nhật Bản manga bên trong, cây anh đào dưới thiếu niên. Hắn giống như là một bức tranh, mà không giống như là một cái sống sờ sờ người. Thanh niên này nhìn mới 18 tuổi, trên thực tế hắn cũng đã 30 tuổi. Hắn chính là Dương Thị tập đoàn thiếu chủ, Dương Lăng. Dương Lăng rất khó chịu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tin tức xác thật truyền đến. Lôi Bạo Chân đã hoàn toàn phế, không còn có khôi phục khả năng. Nói cách khác, trong vòng một đêm, hắn tổn thất 2 viên mãnh tướng. Cái này không nói đến, chuyện này khẳng định cũng sẽ thông qua một số tin tức ngầm truyền đi. Đường đường Dương Thị tập đoàn, kinh tài tuyệt diễm thiếu chủ Dương Lăng. Đồng thời còn là Lao Sơn nội gia quán trong hàng đệ tử đời thứ nhất lão đại. Thế mà liền một cái tiểu tiểu bảo an đều thu thập không nổi. Việc này truyền đi, Lao Sơn nội gia quán khối này biển chữ vàng thật sự là mất hết mặt.
biết nội tình người, còn muốn đi hoài nghi cái này bảo an La Quân không đơn giản. Một số tin đồn khẳng định lấy vì cái gì Lao Sơn nội gia quán đệ tử, toàn bộ đều là một số bã đậu, đều là khoa chân múa tay các loại. Tựa như trước đó Võ Đăng Sơn phát sinh qua một trận nháo kịch. Cái kia chính là Võ Đăng Sơn Huyền Vũ Cung đạo nhân bị hai tên côn đồ cho đánh. Lúc ấy tại dư luận bên trên gây nên sóng to gió lớn. Dân chúng đều cảm thấy Võ Đăng Sơn công phu là trò cười, hiện ở cái này công nghệ cao thời đại, công phu đều là khoa chân múa tay các loại. Trên thực tế, Dương Lăng lại là biết, cái kia hai tên côn đồ là hai người cao thủ ngụy trang, bọn họ chính là muốn trả thù Huyền Vũ Cung đạo nhân. Võ Đăng Sơn bây giờ đã không dám tuyên truyền công phu dưỡng sinh chờ một chút, bởi vì không ai tin tưởng. Danh dự mất hết a. Dương Lăng giờ phút này cũng chính là đứng trước dạng này một cái tình trạng. Nếu quả thật để Lao Sơn nội gia quán đệ tử khối này biển chữ vàng, sau cùng trở nên giống như Huyền Vũ Cung. Như vậy Dương Lăng thời gian liền sẽ không tốt hơn, không nói đừng, Lâm Văn Long sư thúc tổ thì tha không hắn a. Dương Lăng con người chuyển động, lại tại bắt đầu ấp ủ độc kế. Liền cũng ở thời điểm này, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Dương Lăng thính lực khủng bố, lỗ tai nhất động, liền nghe ra là ai tới. Lúc đầu lạnh lùng như băng hắn, trong đôi mắt lại dần hiện ra một tia cuồng nhiệt tới. Tiến đến là một nữ tử. Nữ tử này mặc màu đỏ thẫm áo dài, tóc bàn thành một cái quý phụ búi tóc. Nàng xem ra 28 tuổi khoảng chừng, trên thực tế đã có 38 tuổi. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ mà sang trọng, nàng dáng người đầy đặn, bắp đùi cao to, cái này áo dài mặc trên người nàng, có loại làm cho nam nhân điên cuồng mị lực. Nàng vừa tiến đến, liền dẫn đến một cổ hương phong. Nàng chính là Dương Lăng dì nhỏ, Tiêu Băng Tình. Tiêu Băng Tình trên tay yêu nhã nắm bích ngọc khay, trên khay là một ly đá chấn nấm tuyết liên tử canh. Tiểu Lăng, Tiêu Băng Tình đi vào Dương Lăng bên cạnh, nàng lúc nói chuyện, môi đỏ ông động, mang theo một loại nói không nên lời dụ hoặc. Bờ môi kia tản ra anh đào màu sắc, khiến người ta muốn nhịn không được hôn lên một hôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.